Bọn họ có súng đấy, sao con vẫn có thể làm như không có chuyện gì xảy ra vậy? Lý Thiên Dương bị hành vi của đám thiết tân dọa sợ chết khiếp, vội xoay đầu sang chỗ khác, lại phát hiện Vương Nhất còn đang hào hứng ăn uống như không có gì xảy ra thì tức khắc gấp đến không chịu nổi. Vậy con phải phản ứng thế nào đây? Sợ tới đái ra quần giống bọn họ hả? Vương Nhất chỉ mấy gã đàn ông thượng lưu với cái quần ướt đẫm bên cạnh, cười nói. Anh ta im lặng vài giây, rồi hạ giọng, nói với Lý Thiên Dương, ba, nói cho ba một bí mật, con quen bọn họ. Con! Trong chớp mắt, đồng tử Lý Thiên Dương giãn rộng, sau đó, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, trợn mắt nhìn Vương Nhất với ánh mắt không tin nổi, cả nửa ngày cũng chưa thốt nên lời. Thiết Tân bước tới trước mặt Tiết Bình, trên mặt ngoại trừ vẻ bình tĩnh thì không còn thấy bất cứ cảm xúc nào. Anh ta nhìn Tiết Bình, tay chậm chậm nâng lên, khiến trong lòng Tiết Bình cảm thấy vô cùng sợ hãi. Anh muốn làm gì? Bộp! Thiết Tân không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Tiết Bình, sau đó thả khẩu súng trong tay xuống, lúc này mới mỉm cười nói, yên tâm đi, chúng tôi không nổ súng với quân nhân. Không đợi Tiết Bình vừa thả lỏng, Thiết Tân lại ôm vai Tiết Bình vừa, kéo tới cạnh lan can. Anh ta chỉ tay vào từng hàng trực thăng quân dụng đậu ngay ngắn bên kia bờ sông Thiên An, rồi rời sang hàng xe thẳng tắp không có biển số, màu sắc tăm tối, tỏa ra sát khí trang nghiêm, hỏi, thấy mấy chiếc xe với trực thăng kia không? Thấy. Mí mắt Tiết Bình giật liên tục, những chiếc xe và trực thăng này quá quen thuộc với anh ta, đây chính là của quân khu bọn họ. Trực thăng và xe của quân khu Thiên An sao lại đậu ở đây? Lúc Tiết Bình vừa chạy đến nơi không có kịp nhìn thấy cảnh mấy chục chiếc trực thăng bay lượn trên không, Kim Thành Vũ dù có muốn nói cho Tiết Bình biết cũng không có cái gan này. Chiếc thứ nhất là tọa giá của Tổng Chỉ huy đội 1 của quân khu Thiên An mỗi lần đi công tác, số chiến dịch cả lớn lẫn nhỏ mà người ấy từng tham gia phải hơn 10, kẻ thù chết dưới tay không có 1.000 cũng phải 800. Thiết Tân chỉ vào một chiếc trực thăng màu đen cách đó không, thản nhiên nói. Dừng vài giây lấy hơi. Anh ta lại chỉ tay vào chiếc trực thăng kế bên, bảo, chiếc này là tọa giá của Tổng Chỉ huy đội 2 khi đi công tác, người ấy từng anh dũng giết địch, dẫn theo một đội gần 500 người, bao vây tiêu diệt quân địch có 2.000 người. Chiếc này là... Thiết Tân giới thiệu một lượt, Tiết Bình nghe đến toát cả mồ hôi hột, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, miệng mấp máy liên tục nhưng lại chẳng thốt ra được mấy chữ, cả người run rẩy kịch liệt, như thể sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào. Anh ta chỉ là một kẻ dựa vào quan hệ mới lên được chức chuẩn úy, ngay cả mặt lão đạo trong quân khu cũng chưa từng thấy, sao có thể đánh đồng với những anh hùng quốc gia này được. Người cậu vừa đá chính là tân binh kiệt xuất nhất của đội Vạn Tuế thuộc quân khu Thiên An, được xưng là vua trong tân binh. Trong chiến dịch chống khủng bố, cậu ta từng một súng bắn thủng kẻ cầm đầu. Thiết Tân trưng ra vẻ mặt vô cảm giới thiệu, càng về sau, giọng nói càng trở nên lạnh lẽo như băng, chỉ cần cậu ta muốn. Một cuộc gọi là có thể khiến cậu bị bãi chức, lên tòa án quân sự ngay lập tức. Giọng điệu của anh ta không gắt, nhưng lại như sét đánh vang vọng khắp hội trường, tất cả mọi người kinh hồn táng đảm lui về sau vài bước, những người này, tất cả đều là người trong quân đội. Lý Thiên Dương trợn mắt há mồm nhìn Vương Nhất vẫn đang mỉm cười uống rượu, có nằm mơ ông ta cũng không ngờ rằng Vương Nhất vậy mà lại quen biết với mấy ông lớn trong quân đội. Bịch bịch, bỗng, hai chân Tiết Bình mềm nhũn. Tay chân vô lực ngã ngồi trên mặt đất, đờ đẫn nhìn Thiết Tân, vậy anh là? Những người này có thân phận giống anh ta, đều là người của quân khu Thiên An. Chỉ là quân hàm cao hơn anh ra nhiều lắm, ngày thường ngay cả mặt còn chẳng có cơ hội nhìn thấy nữa là. Mà chàng thanh niên da ngăm đen cao lớn này lại là thủ lĩnh của bọn họ, vậy chẳng phải chính là. Trên mặt Thiết Tân vẫn chẳng có chút cảm xúc gì, bình tĩnh nói, tôi tên là Tiêu Thiết, các anh em đều gọi tôi là Thiết Tân. Tức khắc, cả người Tiết Bình run lên dữ dội, như vừa trúng một cú đánh thật mạnh. Tuy anh ta chưa từng nhìn thấy mặt của Tổng Chỉ huy quân khu Thiên An, nhưng anh ta đã nghe qua tên của người đó, gọi là Tiêu Thiết. Nghĩ tới đây, tâm Tiết Bình như cho tàn, quay đầu trợn trừng mắt nhìn Kim Thành Vũ cũng đang dại ra. Đồ khốn, đồ đáng chết, dám hủy con đường làm quan của tao. Có chết anh ta cũng không ngờ được rằng người mà anh ta trêu vào lại chính là lão đại của quân khu Thiên An Tiêu Thiết. Tham mưu Tiêu, tôi không biết, tôi thật sự không biết, là tôi đáng chết, là tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, mạo phạm tới ngài và các anh em của ngài. Quanh hội trường bỗng vang lên tiếng bạt tai vang dội, Tiết Bình quỳ trên mặt đất, hai tay tát lia lịa mặt mình.
chỉ lát sau, mặt anh ta đã sưng vù hết cả lên. Hai mắt cũng trở nên đỏ ngầu, trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại một câu, đó là, tôi không biết. Người không biết không có tội, anh ta mong rằng Tiêu Thiết có thể tha thứ cho mình. Nhưng Thiết Tân lại nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng, hỏi, cậu biết hôm nay là ngày gì không? Trong mắt Thiết Bình hiện lên vẻ mờ mịt, lắc đầu, ngày gì? Hôm nay là ngày thành hôn của ẩn chủ, giọng Thiết Tân bỗng trở nên rét lạnh. Khi những lời nói này vừa dứt thì bầu không khí như bị một luồng sát khí lạnh lẽo đè nén bao trùm khiến cho tất cả mọi người ai nấy đều nín thở. Đám cưới này được tổ chức theo hình thức giấu mặt, ngay cả trong lúc diễn ra bữa tiệc, bọn họ cũng chỉ biết cô dâu là Lý Khinh Hồng mà thôi. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của chú rể từ xa, không có cách nào để biết được rốt cuộc chú rể là ai. Lời nói này của Thiết Tân đã tiết lộ ra một số thông tin hữu ích. Chú rể có liên quan đến quân khu, bọn họ gọi anh là ẩn chủ. Cậu biết ẩn chủ là ai không? Thiết Tân lạnh lùng hỏi. Thiết Bình lắc đầu, trong ánh mắt anh ta lộ ra vẻ mơ hồ. Anh ấy là chiến thần trong quân đội, cửu ngũ chí tôn, là người đã tạo ra vô số truyền kỳ huyền thoại. Khi nhắc tới người được gọi là ẩn chủ, vẻ mặt của Thiết Tân liền trở nên nghiêm túc, trên khuôn mặt ngăm đen của anh ta hiện lên sự cung kính và sùng bái mãnh liệt. Anh ấy còn là thượng tướng bảo vệ đất nước, chỉ cần có anh ấy ở đây, nước Hát sẽ là một vùng đất cực lạc, bọn đạo trích ở bốn phương không dám tới gần. 5 năm chinh chiến, vẻ vang xuất ngũ, chỉ vì muốn cho người mình yêu một mái ấm. Vậy mà trong tiệc cưới ngày hôm nay, cả nước thì chúc mừng, còn cậu lại dẫn người tới đập phá. Thiết Tân vừa nói vừa dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiết Bình, giọng điệu lạnh nhạt, có phải cậu chán sống rồi không? Không. Không dám. Thiết Bình cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này, vội vàng lắc đầu lia lịa. Anh ta hối hận vô cùng, lẽ ra tối nay không nên tới. Có phải cậu cảm thấy mình có quyền có thế thì hiển nhiên sẽ cao hơn người khác một bậc không? Thiết Tân dập điếu thuốc lá, sau đó đột nhiên nhấc chân lên, thúc mạnh vào bụng Thiết Bình. Quẹ! Ngay lập tức, cơ thể Thiết Bình co quắp lại như con tôm, sau đó nôn ra một bãi dịch chua. Sắc mặt anh ta trắng bệch, thậm chí còn có nước mắt ứa ra. Thiết Tân có thể lên làm người đứng đầu quân khu, không chỉ dựa vào những chiến công lớn nhỏ mà còn nhờ vào thực lực và khí chất mạnh mẽ của mình. Một cú thúc đầu gối, suýt chút nữa đã đánh gục Thiết Bình. Đứng lên đi, quân nhân thì phải có dáng vẻ của quân nhân chứ. Thiết Tân dùng một tay xách Thiết Bình đang quỳ rạp dưới đất lên, thờ ơ nói. Mọi người đứng xung quanh đều im lặng, không ai dám nói lời nào. Ngay cả việc hô hấp cũng trở nên cẩn trọng. Khó có thể tưởng tượng được, mới 5 phút trước Thiết Bình vẫn còn hùng hổ muốn lấy tội danh cố ý mưu sát nhưng không thành để bắt Vương Nhất, thế nhưng 5 phút sau đã bị dạy dỗ thành ra như thế này. Mà Vương Nhất, người khởi xướng tất cả những chuyện này, từ đầu tới cuối không hề nói một câu nào, chỉ mỉm cười thưởng thức toàn bộ câu chuyện. Chuẩn úy Thiết Bình. Đột nhiên, Thiết Tân hét to một tiếng, nhìn Thiết Bình rồi lớn tiếng nói, lạm dụng chức quyền. Cấu kết với quân thương, phạm phải lỗi sai tày trời, cậu bị cách chức, có ý kiến gì không? Không có ý kiến, vẻ mặt Thiết Bình đầy chua xót, không dám cầu xin. Với anh ta thì chỉ cách chức, không truy cứu trách nhiệm đã là một may mắn rất lớn rồi. Lúc này Thiết Tân mới gật đầu, buông Thiết Bình ra, sau đó phẩy tay, nhóm người to lớn như hung thần ác sát phía sau mới miễn cưỡng thu súng lại. Kêu anh em trong quân khu đi đi, súng trong tay quân nhân. Vĩnh viễn chỉ dùng để bảo vệ quốc gia, chứ không phải dùng để chĩa vào nhân dân của mình. Thiết Tân nói. Thiết Bình chịu đựng cơn đau trên người, bò dậy từ mặt đất, ra lệnh cho đàn em của anh ta rời khỏi Thiên An Nhất Hào, bản thân cũng ỉu xìu rời đi. Cậu, lại đây với tôi. Thiết Tân lạnh lùng liếc nhìn Kim Thành Vũ, sau đó đi về một hướng khác. Nhìn về hướng này, cả khuôn mặt Kim Thành Vũ liền trở nên nhăn nhó, không phải do đau đớn. Mà là vì không thể chấp nhận một sự thật nào đó. Bên phía nhà họ Lý, mẹ con Lý Mộng Đình đều đang hoảng sợ, bọn họ đang đi về phía chúng ta. Lý Thiên Dương thấy thế, trong mắt cũng hiện lên vẻ lo lắng, nhưng vẫn đứng lên hỏi, có chuyện gì sao? Thiết Tân đứng yên, khẽ đánh giá Lý Thiên Dương, đột nhiên nhếch miệng cười khẽ, bác Lý. Bác! Lý Thiên Dương lập tức bị sốc trước xưng hô này, cả Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc cũng sững sờ, các người. Có phải nhận sai người rồi không? Đột nhiên, hai người họ nghĩ tới gì đó, quay đầu lại,
dùng ánh mắt khó tin mà nhìn sang Vương Nhất vẫn đang mỉm cười thưởng thức rượu. Bởi vì cậu ta. Sao có thể? Lý Mộng Đình trợn tròn mắt, thứ rác rưởi này sao lại quen biết với trưởng quân khu được? Nhưng rất nhanh sau đó, Lý Mộng Đình lại thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Thiết Tân thật sự đi tới phía Vương Nhất, nhưng không đi tới trước mặt Vương Nhất, khi đi tới gần thì chỉ khẽ gật đầu với Vương Nhất, sau đó đi lướt qua anh, đi tới trước mặt Lãnh Nhan đang đứng sau Vương Nhất giống như một hồn ma, sau đó chào theo kiểu quân đội. Lãnh Nhan cũng chào lại. Thấy cảnh này, Lý Mộng Đình không nhịn được mà bật cười bởi vì suy nghĩ hoang đường trước đó của mình, ánh mắt nhìn Vương Nhất càng thêm khinh thường. Bùn nhão không chết dính được tường, làm sao anh ta có thể quen biết với một nhân vật lớn như vậy chứ? 5 năm này, Vương Nhất dính vào một vụ án kiện lớn của quốc tế, người phụ nữ tên Lãnh Nhan này, 89 phần là người từ Cục An ninh Quốc gia, bảo vệ nhân chứng quan trọng. Người đứng đầu quân khu quen biết người trong Cục An ninh Quốc gia cũng là điều bình thường. Sau đó, Thiết Tân liền nói chuyện với Lãnh Nhan. Điều khiến người khác bất ngờ chính là Thiết Tân vô cùng ngang tàng trước mặt người khác nhưng lại rất thận trọng trước Lãnh Nhan. Lãnh Nhan, bớt nói. Lúc này, Vương Nhất lên tiếng. Giọng điệu bình thản nhưng lại tràn đầy vẻ uy nghiêm khó cãi. Được. Lãnh Nhan lập tức đáp lại, đứng phía sau Vương Nhất. Kim Thành Vũ đứng bên cạnh nghiến chặt răng, âm thầm nhìn Vương Nhất. Anh ta cảm giác được sự hỗn loạn giai cấp ở đây. Rõ ràng anh ta mới là công tử có quyền thế lại bị xem như bùn đất. Rõ ràng Vương Nhất chỉ là phế vật đã biến mất 5 năm, lại được tôn sùng như thần linh. Thế gian này bị làm sao vậy? Có phải vừa rồi cậu ta chống đối anh không? Đột nhiên, Thiết Tân nhìn về phía Vương Nhất, bất ngờ hỏi. Không tính là chống đối, chỉ là miệng thối chút thôi. Vương Nhất nói. Được. Thiết Tân gật đầu, sau đó quay đầu nhìn sang Kim Thành Vũ, xin lỗi đi. Tại sao tôi phải xin lỗi? Vừa nghe thấy vậy, khuôn mặt của Kim Thành Vũ liền nhăn nhó, hai mắt tràn đầy vẻ tức giận nhìn Vương Nhất. Buổi tối nay, chính là một cơn ác mộng với anh ta. Người trong lòng kết hôn, còn bị phế vật đào hôn 5 năm trước ném xuống sông Thiên An, bây giờ còn phải xin lỗi anh ta. Kim Thành Vũ sắp tức điên rồi, nếu có con dao ở đây, anh ta nhất định sẽ đâm chết Vương Nhất không chút do dự. Xin lỗi. Ánh mắt Thiết Tân càng thêm lạnh lùng, lạnh nhạt nói. Chỉ hai chữ nhưng lại mang uy nghiêm to lớn, khiến Kim Thành Vũ không thể thở nổi. Khí thế như vậy chỉ có những người đã thật sự xông ra chiến trường và giết người mới có được. Nhưng Kim Thành Vũ vẫn không muốn xin lỗi. Các người dùng vũ lực trấn áp thường dân, nếu như chuyện này truyền đến trên kia, ai cũng gánh không nổi trách nhiệm đâu. Ha ha, dọa tôi sao? Thiết Tân cười lạnh, Vương Nhất cũng khẽ lắc đầu. Anh biết rõ tính cách của Thiết Tân, nếu Kim Thành Vũ nghiêm túc nói câu xin lỗi, anh ta sẽ không gây khó dễ cho cậu ta, nhưng cậu ta lại dám uy hiếp Thiết Tân, vậy thì không còn cách nào nữa. Quỳ xuống. Ngay lập tức, Thiết Tân hét lớn, giọng nói như tiếng sấm vang, khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ. Bụp. Không cho Kim Thành Vũ quá nhiều thời gian, Thiết Tân đá vào sau đầu gối anh ta. Không kịp chuẩn bị, Kim Thành Vũ bị mất cân bằng. Liền quỳ một chân xuống trước mặt Vương Nhất. Bụp. Một lần nữa, Thiết Tân lại đá vào sau đầu gối chân bên kia của Kim Thành Vũ. Vì thế, bây giờ anh ta đã quỳ gối trước mặt Vương Nhất. Khi quỳ xuống, cả khuôn mặt của Kim Thành Vũ đều trở nên nhăn nhó. Vương Nhất vẫn giữ bộ dạng cười ha ha, nhàn nhã lắc lư ly rượu, nói, cần gì phải như vậy. Xin lỗi, Thiết Tân hét lớn. Kim Thành Vũ nghiến chặt răng. Vẻ mặt không cam tâm. Nhưng tình thế bắt buộc, cho dù anh ta không muốn nhưng cũng chỉ có thể nói ra hai từ đã lâu không nói ra. Xin lỗi. Vương Nhất thu lại vẻ tươi cười trên mặt, đột nhiên đứng dậy, một chân đá vào cằm Kim Thành Vũ. Răng rắc. Tiếng vỡ vụn vang lên, hai chiếc răng cửa bị đá nứt ra, máu tươi chảy đầy đất. Miệng Kim Thành Vũ đều là máu, giống như vừa mới ăn thịt người. Hai chiếc răng cửa xem như cái giá phải trả cho đêm nay cậu sỉ nhục Lý Tổng. Vương Nhất nhìn Kim Thành Vũ từ trên cao xuống, giọng nói lạnh lùng, hơn nữa, quay về nói với Kim Thúy Như, đừng chơi những trò khôn vặt này nữa. Cút! Vương Nhất vừa nói dứt tiếng cút, Kim Thành Vũ ngay lập tức động đậy người, chạy ra khỏi Thiên An Nhất Hào, trước khi đi còn không quên ngoảnh lại nhìn Vương Nhất với ánh mắt căm hận. Sau khi Kim Thành Vũ rời đi,
Đại diện của các gia tộc lớn cũng lần lượt đứng dậy xin rời đi. Có Kim Thành Vũ làm mẫu trước, ai nào dám sờ đến lông mày Vương Nhất chứ? Thậm chí trước khi đi còn tươi cười chào hỏi với nhà họ Lý. Điều này khiến Lý Thiên Dương như rơi vào sương mù, phải biết rằng bình thường những gia tộc đến nhìn cũng không thèm nhìn ông ta. Thật chớ trêu thay khi người làm nên kỳ tích này lại chính là, phế vật, trong miệng của con gái ông ta. Lý Thiên Dương quay đầu lại, phát hiện Vương Nhất đã biến mất. Đang định đi tìm thì tai lại truyền đến giọng nói sắc bén của Châu Mỹ Ngọc. Người cũng đi cả rồi còn tìm cái gì, có thời gian rảnh rỗi, không bằng nghĩ xem làm thế nào giải quyết vụ hợp tác với Lệ Tinh. Nhắc tới chuyện hợp tác, Lý Thiên Dương cũng cau mày, nói, chuyện hợp tác tôi sẽ nghĩ cách, bà đừng đi theo làm phiền là tốt lắm rồi. Tôi làm phiền sao? Lời nói của Lý Thiên Dương đã hoàn toàn chọc giận Châu Mỹ Ngọc. Ông không có mắt hay sao? Con trai cưng kia của ông chỉ là cáo mượn oai hùm mà thôi, giỏi nhất là việc bảo vệ người phụ nữ của cậu ta mà thôi, có liên quan gì đến cậu ta chứ? Chỉ dựa vào cậu ta, cả đời này cũng đừng nghĩ tới. Châu Mỹ Ngọc chống hai tay lên hông, mặt đầy vẻ châm chọc nói, cũng may tôi đã bảo Mộng Đình đi làm quen với mấy con nhà giàu kia. Nói xong, bà ta liền vẫy tay về một hướng. Lý Mộng Đình và một người đàn ông mặc quần áo chỉnh tề cầm rượu vang đỏ đi tới. Mẹ, Lý Mộng Đình nói với Châu Mỹ Ngọc. Ừm. Châu Mỹ Ngọc lập tức thay đổi thành vẻ mặt tươi cười, mỉm cười hỏi, trò chuyện với cậu Bạch thế nào rồi? Khá tốt ạ. Lý Mộng Đình mỉm cười liếc nhìn chàng trai tuấn tú bên cạnh, nói, cậu Bạch là một người hài hước, vui vẻ, rất đáng để tin tưởng. Nghe vậy, Châu Mỹ Ngọc cười đến nỗi không khép được miệng, hai nhà chúng ta sau này cũng phải qua lại khá nhiều đấy. Nhà họ Bạch ở Thiên An, mặc dù không thể so được với tứ đại hào môn, nhưng cũng là gia tộc tốt nhất nhì. Điều quan trọng nhất chính là nhà họ Bạch bắt đầu lập nghiệp từ giới giải trí, cũng có tiếng nói nhất định trong giới giải trí ở Giang Chiết. Chàng trai tuấn tú kia nhìn thấu nhưng không nói ra, chỉ khẽ gật đầu với Châu Mỹ Ngọc, Mộng Đình đã nói mọi chuyện cho tôi nghe, chuyện này cũng không khó. Thật vậy sao? Châu Mỹ Ngọc không thể nào vui hơn, vậy thì tốt quá, ở đây có rất nhiều cậu ấm tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nhưng Mộng Đình nhà chúng tôi vừa nhìn đã xem trọng cậu. Mẹ, đừng nói nữa. Lý Mộng Đình đỏ mặt, hờn dỗi nói. Bạch Hiền nghe thấy vậy cũng cười nói, chuyện phát ngôn của Minh Tinh. Cháu sẽ đi đàm phán, hơn nữa, theo ý của ba cháu thì hai nhà chúng ta cũng nên qua lại nhiều hơn. Đúng vậy, Châu Mỹ Ngọc vui mừng khôn xiết. Sau khi tiễn Bạch Hiển đi, Châu Mỹ Ngọc lập tức liếc xéo Lý Thiên Dương, đã nhìn thấy chưa, Bạch Hiển sẽ giúp chúng ta giải quyết chuyện phát ngôn, còn chuyện người tổng phụ trách hợp tác với Lệ Tinh cần phải để tôi với Mộng Đình làm. Lý Thiên Dương hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Châu Mỹ Ngọc, thốt ra một câu, bà bán con gái rồi. Sau đó xoay người rời đi. Này, cái gì mà bán con gái chứ, ông nói cho rõ ràng đi. Châu Mỹ Ngọc không vui, lập tức hùng hổ lên. Nhưng Lý Thiên Dương đã đi xa, bà ta không còn cách nào khác chỉ đành phải ngậm miệng lại. Mẹ, ba nói sẽ về trước, chúng ta cũng về nhà đi. Lý Mộng Đình nói. Về cái gì mà về? Châu Mỹ Ngọc trầm mặt xuống, nói, chúng ta phải giải quyết vấn đề phát ngôn của Minh Tinh. Đương nhiên phải mau chóng nói cho Lý Tổng biết. Hơn nữa đây là cơ hội tốt để tiếp xúc riêng với Lý Tổng, chúng ta nhất định phải nắm chắc, chẳng lẽ, con thật sự muốn đem vị trí người tổng phụ trách hạng mục này giao cho tên phế vật kia sao? Lý Mộng Đình cảm thấy có lý, nhưng vẫn hơi do dự, hôm nay là ngày cưới của Lý Tổng, lúc này nói chuyện công việc với cô ấy có được không? Có gì mà không được, cũng không mất mấy phút. Vậy được. Vì vậy Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc cùng nhau đi về phía dãy phòng VIP. Sau 2 giờ ra khơi, Thiên An Nhất Hào từ từ cập bến, những vị khách tham dự tiệc cưới lần lượt xuống tàu. Lúc này, một bóng người khoanh tay, đứng trong phòng Tổng thống xa hoa nhất Thiên An Nhất Hào, nhìn trọn cảnh tượng phía dưới. Tử Lam ngủ rồi sao? Vương Nhất đột nhiên xoay người lại, thấy Lý Khinh Hồng đã thay lại bộ trang phục công sở ban đầu đứng phía sau hỏi. Cho dù là trang phục công sở chính thống cũ kỹ, nhưng khi mặc trên người cô vẫn có một vẻ đẹp rất riêng. Đã ngủ rồi, Lý Khinh Hồng ngồi trên sofa, bình tĩnh nói. Vậy sao? Vương Nhất gật đầu, đóng cửa sổ lại. Những việc này đều là do anh làm sao? Lý Khinh Hồng đứng lên, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Vương Nhất. Đối phương khẽ gật đầu,
không nói gì cả. Tốn bao nhiêu tiền? Ánh mắt Lý Khinh Hồng khẽ lóe lên, hỏi. Vương Nhất hơi mỉm cười, anh biết điều tiếp theo Lý Khinh Hồng muốn nói là gì. Vì vậy, anh ngồi trước mặt Lý Khinh Hồng, nhìn lớp trang điểm tinh xảo của cô, nói, đây chỉ là một phần mà thôi, anh nợ em, cả đời này cũng không thể trả hết, anh sẽ dùng tất cả mọi thứ để bồi thường cho em. Chỉ là bồi thường thôi sao? Sắc mặt Lý Khinh Hồng hơi thay đổi, bỗng nhiên có chút buồn bã nói, nếu không có vụ bắt cóc kia thì có lẽ cả đời này chúng ta cũng không có duyên với nhau. Đúng vậy, nếu không có vụ bắt cóc kia thì chúng ta sẽ không gặp nhau. Ánh mắt của Vương Nhất cũng khẽ thay đổi, nhớ tới vụ bắt cóc 5 năm trước, vẻ mặt cũng lạnh lùng đi, hỏi, 5 năm trước vì sao em bị bắt cóc vậy? Đây là vấn đề Vương Nhất khá quan tâm. Một đám người mặc đồ đen giống như những bóng ma, biến mất không chút dấu vết, đồng thời còn bắt cóc Vương Nhất và Lý Khinh Hồng, dẫn tới cuộc gặp mặt lần đầu tiên của hai người. Nếu như nói bắt cóc Vương Nhất là vì Kim Thúy Như quấy phá, vậy bắt cóc Lý Khinh Hồng, rốt cuộc là vì sao? Vì tiền gần như không có khả năng, Vương Nhất vẫn mơ hồ có cảm giác, đây là một chuyện rất thâm sâu. Vấn đề này cũng khiến Lý Khinh Hồng rơi vào im lặng. Có lẽ là do xích mích trong cuộc sống. Lý Khinh Hồng không chắc lắm, suy đoán nói. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ. Ai? Lý Khinh Hồng đang suy nghĩ vấn đề này bỗng nhiên bị cắt ngang, sắc mặt lập tức trầm xuống, cô không thích bị cắt ngang khi đang suy nghĩ. Bên ngoài cửa truyền đến giọng của Tiêu Dao. Lý Tổng, là Châu Tổng và cô Lý đối tác từ công ty Áo Tân, bọn họ nói đã tìm ra được phương án thích hợp. Không phải tôi đã nói đêm nay không ai được quấy rầy tôi rồi sao? Đuổi bọn họ đi, sắc mặt Lý Khinh Hồng vô cùng lạnh lùng, giận dữ nói. Vâng, Lý Tổng. Tiêu Dao hoảng sợ vội vàng rời khỏi phòng, sợ sẽ nghe được thứ không nên nghe. Vừa đi ra liền nhìn thấy Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc đang tươi cười đứng chờ ở cửa. Thư ký Tiêu, Lý Tổng có rảnh không? Châu Mỹ Ngọc tươi cười chào đón, nhưng còn chưa nói hết câu đã bị Tiêu Dao vô cùng tức giận mắng. Cút đi cho tôi, đến từ chỗ nào thì quay về chỗ đó. Lời của Tiêu Dao lập tức khiến Châu Mỹ Ngọc hoang mang. Thư ký Tiêu, cô nói như vậy là có ý gì? Bà ta nhìn Tiêu Dao với sắc mặt khác hẳn khi nãy, chúng tôi tới tìm Lý Tổng là có việc gấp, nếu chỉ hoãn, vậy cô có gánh nỗi hậu quả không? Vừa nói ra những lời này, bà ta liền hối hận. Mặc dù Tiêu Dao là thư ký của Lý Khinh Hồng, nhưng xét về địa vị thì không hề thua kém gì những bộ trưởng béo trong nước, thậm chí, các lãnh đạo cấp cao còn tranh nhau lấy lòng cô ta. Hửm! Quả nhiên, Tiêu Dao nheo mắt lại, giọng nói lạnh đi, bà nói cái gì? Một cảm giác áp bách ập vào mặt, đi theo Lý Khinh Hồng đã lâu nên dù là thư ký cũng có một khí thế mạnh mẽ bao quanh người. Thư ký Tiêu, bọn tôi không có ý đó. Châu Mỹ Ngọc vội vàng xin lỗi. Thư ký Tiêu, tôi xin lỗi vì lời nói trước đó, nhưng mà, chúng tôi đã tìm ra được minh tinh đồng ý phát ngôn, cần phải nói với Lý Tổng về chuyện người phụ trách. Nhưng bộ dạng Tiêu Dao vẫn không hề quan tâm, thậm chí còn cười châm chọc nói, có chuyện gì để ngày mai nói, chuyện nhỏ này của các người có đáng để Lý Tổng phải hy sinh đêm tân hôn hay không? Nếu các người muốn nói ra những bất bình mà mình đã chịu thì vẫn nên suy xét làm thế nào tạo mối quan hệ tốt với Ngài Vương đi. Tiêu Dao đã sớm đoán ra được ý đồ của mẹ con Lý Mộng Đình, lạnh giọng nói tiếp, nói một câu không khách khí thì chúng tôi chỉ coi trọng Ngài Vương mà thôi, không phải nhà họ Lý các người, nếu không có Ngài Vương thì bà cảm thấy chuyện đấu thầu này sẽ rơi vào tay nhà họ Lý các người sao? Lời này của Tiêu Dao giống như đá thẳng vào mặt bọn họ, chà đạp tôn nghiêm của bọn họ thành từng mảnh nhỏ. Thân phận của người phụ trách, các người đừng hòng mơ tới, không ai có thể qua được Ngài Vương cả, nếu thay người, Lệ Tinh chúng tôi lập tức cắt đứt mối quan hệ đối tác với nhà họ Lý. Sau khi nói một câu như chém đinh chặt sắt, Tiêu Dao lập tức dẫm lên giày cao gót rời đi. Để lại mẹ con Lý Mộng Đình đứng ngơ ngác tại chỗ. Vương Nhất, lại là tên phế vật kia. Sau khi hoàn hồn lại, vẻ mặt của Châu Mỹ Ngọc tràn đầy vẻ thâm độc. Ngừng một chút, bà ta nhìn sang Lý Mộng Đình, Mộng Đình, ngày mai con đi tìm Vương Nhất. Cho dù là dùng biện pháp gì cũng phải để nó buông ra vị trí người phụ trách. Cứ yên tâm đi, Vương Nhất vẫn còn thích con, anh ta nhất định sẽ cho con. Hai mẹ con rời khỏi Thiên An Nhất Hào. Đây là người nhà của anh sao? Trong phòng VIP xa hoa của Thiên An Nhất Hào. Sắc mặt Lý Khinh Hồng lạnh lùng nhìn Vương Nhất,
nói một cách chắn chắn, bất chấp lý lẽ. Không cần để trong lòng, Vương Nhất mỉm cười. Nghĩ tới phản ứng trước đó của Lý Khinh Hồng, trong lòng anh cảm thấy vô cùng ấm áp, em không muốn anh bị bọn họ chọc giận, có đúng không? Sắc mặt Lý Khinh Hồng căng lên, anh đừng nghĩ nhiều, em chỉ là không thích bọn họ mà thôi. Anh biết rồi, Vương Nhất vẫn cười khẽ. Không còn sớm nữa rồi, nơi này chỉ có một chiếc giường. Lý Khinh Hồng nói khéo tỏ ý đuổi khách. Vương Nhất gật đầu, đứng lên. Mặc dù hai người đã cử hành hôn lễ, nhưng tạm thời Lý Khinh Hồng vẫn chưa chấp nhận anh, nên anh vẫn chưa có tư cách ngủ cùng phòng với Lý Khinh Hồng. Thời gian sẽ đưa ra đáp án. Ngủ ngon. Sau khi Vương Nhất chúc Lý Khinh Hồng ngủ ngon, dự định đứng dậy rời đi. Vương Nhất. Đột nhiên Lý Khinh Hồng gọi anh lại. Vương Nhất dừng bước, quay lại ngạc nhiên nhìn cô. Em không thân với Kim Thành Vũ. Lý Khinh Hồng vẫn đưa lưng về phía anh, giọng điệu nặng nề nói, anh đừng suy nghĩ nhiều. Rõ ràng đó là lời giải thích rất phụng, còn có chút chột dạ. Vương Nhất ngẩn ra, sau đó cảm thấy vui vẻ, gật đầu cười nói, anh biết rồi. Còn nữa, chiều mai em có một buổi họp kéo dài tới khuya, anh giúp em đến nhà trẻ đón Tử Lam nhé. Lý Khinh Hồng lại nói. Lúc này, miệng lưỡi trở nên cứng đờ, còn mang theo sự ra lệnh. Vương Nhất nghe thấy vậy, cũng đồng ý, không thành vấn đề. Sau khi biết được Lý Khinh Hồng sinh cho anh một cô con gái xinh như thiên thần, Vương Nhất còn ước gì mỗi ngày được dính lấy Vương Tử Lam. Sau khi rời khỏi Thiên An Nhất Hào, tâm trạng của Vương Nhất rất tốt, khuôn mặt luôn luôn nghiêm túc cũng nở một nụ cười. Vù vù. Đột nhiên, Lãnh Nhan xuất hiện đằng sau Vương Nhất giống như một bóng ma, thiếu chủ. Bởi vì Vương Nhất cũng đã quen với kiểu xuất quỷ nhập thần của Lãnh Nhan, còn nếu là người khác, chỉ sợ đã hồn bay phách lạc. Vương Nhất thu lại nụ cười, nói với Lãnh Nhan, đi tra thử xem đám người mặc đồ đen 5 năm trước bắt cóc Khinh Tuyết có lai lịch gì. Rõ. Lãnh Nhan cũng không hỏi gì thêm, lập tức trả lời. Cô ta là cái bóng và kiếm của thiếu chủ, chỉ cần vì thiếu chủ quét dọn hết kẻ địch là được. Những việc khác, không phải phạm chủ cô ta có thể nghĩ tới. Vương Nhất đi về phía trước, Lãnh Nhan giống như cái bóng, không nói một lời mà đi theo sau. Cho đến khi lên chiếc xe Rolls Royce màu đen, Lãnh Nhan không như thường ngày lập tức khởi động xe, mà lẳng lặng ngồi trên ghế lái, ngẩn người nhìn lên trăng tròn phía trên bầu trời. Thiếu chủ, tình yêu là cái gì? Vì sao phải có tình yêu? Lãnh Nhan đột nhiên hỏi, đôi mắt đã bị máu tươi tưới qua lúc này cũng trở nên mờ mịt. Vẻ mặt Vương Nhất ngây ra, sau đó nhớ tới thân thế của Lãnh Nhan, ánh mắt lập tức dịu lại. Đối với một người đã quen với máu tươi và giết chóc, giết và bị giết chính là quan điểm chính của sự tuyệt vọng. Có thể sống sót đã là một hy vọng xa vời. Tình yêu là một thứ ngoài tầm với. Tình yêu bao gồm rất nhiều thứ, là mắm muối gạo đường, là sự hỗ trợ lẫn nhau, là hai người tạo thành một cuộc sống bình đạm như nước. Sống chết có nhau, hai người cùng thề hứa, nắm tay nhau, cùng nhau đầu bạc răng long. Kết quả, ánh mắt Lãnh Nhan càng thêm mờ mịt. Tôi không có tư cách để bàn luận xa vời rằng tình yêu là gì, nhưng, Lãnh Nhan, cô phải hiểu được một chuyện, một khi cô sẵn sàng trả giá mọi điều vì một người, thậm chí là cả sinh mạng của mình, thì đó chính là tình yêu. Trả giá mọi thứ vô điều kiện vì một người, thậm chí là sinh mạng. Sự mờ mịt trong mắt Lãnh Nhan dần tan biến đi, dần dần trở nên rõ ràng, cuối cùng hằn sâu một hình bóng to lớn. Thiếu chủ và cô Lý là tình yêu sao? Cô ta hỏi. Là tình yêu, Vương Nhất gật đầu không chút do dự. Lãnh Nhan cái hiểu cái không gật đầu, sau đó lại hỏi, vậy thiếu chủ và Nhã Mi thì sao? Khi Lãnh Nhan nói ra hai chữ Nhã Mi, vẻ mặt của Vương Nhất thay đổi ngay lập tức. Cô nhắc tới cô ấy làm gì? Vương Nhất có chút trách cứ hỏi. Thật xin lỗi, thiếu chủ. Lãnh Nhan lập tức cúi đầu, cẩn thận nói, vừa rồi Tiêu Thiết nói với tôi, Khương Nhã Mi của Ẩn Vu đã tới Thiên An một ngày trước. Có lẽ là đến tìm thiếu chủ. Cái gì? Sau khi biết được tin tức này, con người của Vương Nhất hơi co lại, lập tức bật dậy từ ghế ngồi, Nhã Mi tới Thiên An sao? Đúng vậy. Lãnh Nhan không dám giấu giếm, nói đúng sự thật, sau khi thiếu chủ xuất ngũ, cô Khương đã đứng trước mộ đại ca Tiêu Minh không ăn không uống gần 3 ngày 3 đêm. Vậy sao? Nghe thấy cái tên Tiêu Minh, vẻ mặt Vương Nhất cũng dần dịu lại. Lãnh Nhan đạp ga. Xe từ từ lăn bánh.
Vương Nhất nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt tối tăm. 3 năm, nhưng vẫn không thể quên chuyện đó sao? Nỗi đau trong thâm tâm bắt đầu tra tấn Vương Nhất. Anh lấy một điếu thuốc ra từ trong túi, run rẩy bật lửa. Trong làn sương khói lượn lờ, những suy nghĩ của Vương Nhất dường như đang trở lại đêm giông bão 3 năm trước. Đêm hôm đó, anh mất đi một chiến hữu cũng như một đại ca. Đêm hôm đó, Khương Nhã Mi khóc đến ngất đi. Đêm hôm đó, anh xuống dao giết người. Mấy ngày liền không rơi xuống một hạt mưa, đều là màu đỏ. Không vì điều gì khác, chỉ đơn giản là mất đi người anh em kia, vị đại ca của Vương Nhất, cũng như vị hôn phu chưa qua cửa của Khương Nhã Mi. Tuy nhiên, vẫn chưa tìm thấy được thi thể của Tiêu Minh trên chiến trường, không biết còn sống hay đã chết, do đó biến thành một vụ án treo chưa được giải quyết. Từ ngày hôm đó, Vương Nhất vẫn luôn thâm nhập điều tra tổ chức thần bí đã bắt đi Tiêu Minh có lai lịch gì. 2 năm trôi qua, cuối cùng cũng có manh mối, là một tổ chức u linh có tên, Võng Lượng. Một lý do khác khiến Vương Nhất xuất ngũ cũng là vì điều tra chuyện này. Thu hồi lại ánh mắt, Vương Nhất dập tắt điếu thuốc, ánh mắt trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, thông báo cho mọi người bên dưới không được tiết lộ hành tung của tôi. Đã rõ. Lãnh Nhan vừa lái xe vừa nói, chỉ là với thủ đoạn của Nhã Mi, khả năng sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy, dù sau thì từ khi không còn Tiêu Minh, ngài chính là ký thác tinh thần duy nhất của cô ấy. Vậy đừng để cho cô ấy biết. Vương Nhất cắt ngang lời của Lãnh Nhan, tôi không muốn liên lụy đến cô ấy. Cả đường đi hai người không còn nói gì nữa. Lãnh Nhan lái xe đến biệt thự Sơn Thủy, đó là nơi Vương Nhất ở tạm. Lý Khinh Hồng chỉ sợ Vương Nhất sẽ không có chỗ đi nên để anh ở tạm ở đây một đêm. Anh vọt vào tắm nước lạnh, sau đó liếc mắt nhìn về phía đầu giường. Trên đó để một bức ảnh 3 người, trong đó có một chàng trai hơi ngây ngô, chính là Vương Nhất 3 năm trước. Anh và một người đàn ông hơi lớn khác đều cười rất vui vẻ, chính giữa có một người phụ nữ lạnh lùng đang cười mỉm, ánh mắt có phần tinh nghịch, không biết vô tình hay cố ý mà liếc nhìn sang phía Vương Nhất. Tình bắt đầu từ đâu, mới có thể yêu đậm sâu, hận không biết kết cục ra sao, tươi cười dần tiêu tan. 10 năm sinh tử cách đôi đường, không hề nghĩ tới nhưng lại khó quên. Vương Nhất thầm thở dài, che khung ảnh lại, nằm trên giường, cả đêm không ngủ. Khi màu trắng bạc dần tô lên bầu trời, Vương Nhất liền tỉnh dậy. 5 năm sống trong quân đội đã tập cho anh thói quen dậy sớm, sau khi rửa mặt xong, liền đi ra sân, bắt đầu chống đẩy bằng một tay. Tư thế tiêu chuẩn, tốc độ đồng đều. Người bình thường khi thực hiện chống đẩy, càng về sau sẽ càng mệt. Vương Nhất lại không như vậy, càng làm lại càng nhẹ nhàng, tốc độ sau đó càng nhanh hơn. 998 999 1000 Anh vừa làm vừa đếm, sau khi chống được 1000 cái, anh liền bật dậy từ dưới đất, không hề thở dốc. Không nghỉ ngơi, lại tiếp tục chạy một vòng quanh biệt thự. Đây là buổi rèn luyện mỗi ngày của Vương Nhất. Sau khi tập luyện xong buổi sáng, khi kết thúc đã hơn 12 giờ trưa. Reng reng reng. Vương Nhất vừa tắm nước lạnh bước ra thì điện thoại liền reo lên. Nhìn thấy tên người gọi, anh không nhịn được mà nhíu mày, nhưng vẫn nhận cuộc gọi. Này, Vương Nhất, bây giờ anh đang ở đâu? Ngay sau khi điện thoại được kết nối, bên kia liền truyền đến giọng nói bất cần của Lý Mộng Đình. Vương Nhất thành thật trả lời. Tôi ở núi Lâm Khê. Anh ở núi Lâm Khê làm gì? Chỗ đó là khu bảo tồn thiên nhiên. Lý Mộng Đình hơi sửng sốt, sau đó cười, không phải anh chạy lên núi Lâm Khê ngủ đó chứ? Ừ, tối qua đúng thật là tôi ngủ trên núi Lâm Khê. Vương Nhất nhìn thoáng qua cảnh quan biệt thự Sơn Thủy có diện tích hơn 500 mét vuông, trị giá hơn 600 tỷ, nhẹ giọng nói. Thật đáng thương, thì ra phải ngủ ở ngoài đường. Lý Mộng Đình hoàn toàn không ngờ tới, chào phúng một câu, sau đó liền nói chuyện chính, cho anh một tiếng, mau tới trung tâm thành phố, tôi có chuyện muốn tìm anh. Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại sao? Vương Nhất nhíu chặt đôi lông mày, anh không muốn đi đến trung tâm thành phố. Bớt nói đi, tôi kêu anh tới thì anh cứ tới đi. Thái độ Lý Mộng Đình cứng rắn nói ra những lời này, sau đó liền cúp máy. Vương Nhất lắc đầu, thay quần áo. Đi ra khỏi biệt thự Sơn Thủy. Thiếu chủ, có cần tôi lái xe đưa ngài đi không? Lãnh Nhan đi ra từ biệt thự hỏi. Không cần, tôi sẽ gọi xe. Vương Nhất mỉm cười từ chối.
Từ núi Lâm Khê bắt xe tới trung tâm thành phố Thiên An mất tầm 55 phút, địa chỉ Lý Mộng Đình đưa là một quán cà phê ở trung tâm thương mại. Khi đến nơi, Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc đã ngồi đợi sẵn ở đó, bọn họ đang nhàn nhã uống cà phê. Mẹ, Mộng Đình. Vương Nhất chủ động chào hỏi, ngồi xuống trước mặt hai người. Lý Mộng Đình vẫn hờ hững, ngược lại Châu Mỹ Ngọc cười đáp lại. Tiểu Nhất, muốn uống cái gì cứ việc gọi, Châu Mỹ Ngọc nói với Vương Nhất. Không cần đâu mẹ, lát nữa con còn có việc. Vương Nhất từ chối. Với anh ta mà nói thì cả buổi chiều chỉ có một việc phải làm, chính là đón Tử Lam tan học. Châu Mỹ Ngọc cũng không miễn cưỡng, tiếp tục cười nói với Vương Nhất. Tiểu Nhất, hôm nay kêu con tới đây, cũng không phải là chuyện gì, chỉ là muốn bày tỏ lòng cảm ơn với con mà thôi. Cảm ơn con đã giúp nhà họ Lý chúng ta đấu thầu với Lệ Tinh quốc tế. Vương Nhất cười xua tay, thản nhiên nói, là chuyện nhỏ thôi, mẹ không cần phải khách sáo. Nào có vậy, con người của mẹ vẫn luôn phân rõ ân oán, chuyện tốt con làm mẹ đều nhìn thấy. Châu Mỹ Ngọc cảm thấy đã chuẩn bị xong rồi, liền không vòng vo nữa mà nói thẳng vào chuyện chính. Tiểu Nhất à, nếu con đã giúp mẹ thắng thầu rồi, vậy giúp người phải giúp cho chót, vị trí người phụ trách, cũng giao cho bọn mẹ đi. Dù sao con cũng không hiểu nhiều về bao bì marketing. Mộng Đình nè, năm nay vừa tốt nghiệp đại học, chuyên ngành của nó lại vừa đúng thị trường marketing, nắm rõ chuyên môn này, nếu con bé có thể phụ trách hạng mục này thì đối với con bé chính là một cơ hội rèn luyện tốt nhất. Được, vậy tặng cho các người. Không đợi Châu Mỹ Ngọc nói xong, Vương Nhất liền thản nhiên đồng ý. Việc này khiến Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc đều sững sờ, bọn họ nhất thời không phản ứng kịp, đều kinh ngạc nhìn sang Vương Nhất. Vương Nhất, con vừa mới nói cái gì? Tặng cho các người đó, có vấn đề gì sao? Vẻ mặt Vương Nhất nhẹ nhàng, lặp lại một lần nữa. Anh nói thật à, Lý Mộng Đình vẫn cảm thấy khó tin, hô hấp dần trở nên dồn dập. Thật, hai mẹ con bọn họ nhìn nhau, lập tức nở nụ cười vui sướng. Nhưng trong lòng lại cười lạnh, phế vật đúng là phế vật, không có kiến thức gì cả, không hề biết thân phận người phụ trách này có ý nghĩa gì. Vốn dĩ còn tưởng sẽ tốn rất nhiều nước bọt, nào ngờ lại dễ như vậy. Lý Mộng Đình vội vàng lấy ra thỏa thuận chuyển nhượng người phụ trách hạng mục, để Vương Nhất ký tên, đấy chính là do anh nói đấy nhé, không được đổi ý đâu đấy. Không đổi ý, không đổi ý. Vương Nhất vừa lấy bút ký tên mình, vừa cười nói, ngày hôm qua tôi còn nghĩ xem làm thế nào mới vứt bỏ gánh nặng vô dụng này được, hôm nay các người liền đưa tới tận cửa, đúng là giúp đỡ rất nhiều mà. Vù. Vừa nói ra lời này, vẻ mặt của Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc lập tức sụp đổ. Sau khi ký xong hợp đồng, Vương Nhất liền rời đi, Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc vẫn ngồi ở vị trí ban đầu, chẳng qua sắc mặt có hơi khó coi. Tại sao anh ta lại nói như vậy? Lý Mộng Đình càng nghĩ càng tức, cái gì mà gánh nặng vô dụng chứ? Nói giống như chúng ta đang thu phế thải vậy. Vị trí người phụ trách của Lệ Tinh quốc tế, không biết có bao nhiêu người thèm muốn. Mà trong miệng tên phế vật đó lại biến thành một gánh nặng vô dụng, chuyện này khiến cho Lý Mộng Đình luôn kiêu ngạo không chấp nhận được. Mộng Đình, đừng để ý đến nó, dù sao hợp đồng chuyển nhượng cũng đã tới tay, bây giờ chúng ta mới là người phụ trách hạng mục này. Châu Mỹ Ngọc không tức giận đến thế, phế vật thì chính là phế vật, cho dù có đưa hạng mục này cho nó thì nó cũng không biết được có giá trị thế nào. Nghe thấy Châu Mỹ Ngọc nói vậy, Lý Mộng Đình nghĩ lại cũng đúng, liền không tức giận nữa. Vậy tiếp theo đó chúng ta sẽ làm gì, nói chuyện này với ba sao? Nói với ông ta làm gì chứ? Châu Mỹ Ngọc bĩu môi, nói, hạng mục này do chúng ta làm, chỉ cần chúng ta bắt được hạng mục này, đạt được mối quan hệ hợp tác lâu dài với Lệ Tinh thì cái nhà này là do chúng ta định đoạt. Lý Mộng Đình bị thuyết phục, hào hứng nói, vậy chúng ta mau tìm một nhà hàng để ăn mừng đi, sau đó đến Lệ Tinh tìm Lý Tổng nói chuyện. Đương triều không hề biết kế hoạch nhỏ của hai mẹ con bọn họ, bây giờ anh đang đi đến nhà trẻ của Vương Tử Lam. Vị trí phụ trách phía đối tác kia, anh thật sự không có chút hứng thú nào. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, công ty của vợ mình, không phải một công đôi việc sao? Nếu Lý Mộng Đình muốn, vậy thì đưa cho cô ta. Nhưng đưa là đưa, còn việc có làm tốt hay không, Vương Nhất không chắc. Khi Vương Nhất tới cũng vừa lúc nhà trẻ tan học. Trước cửa có rất nhiều phụ huynh đang đứng đợi. Reng reng reng. Chuông tan học vang lên, không ít đứa trẻ chạy ra ngoài và được phụ huynh đón về.
Trong số những đứa trẻ này, Vương Nhất không nhìn thấy Vương Tử Lam. Vương Nhất cũng không sốt ruột, yên tĩnh đứng đợi ở cửa. Thời gian trôi qua từng phút, bọn nhỏ lần lượt đi ra, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Vương Tử Lam. Ánh mắt Vương Nhất dần nghiêm nghị hơn, bước vội vào trong nhà trẻ. Đã qua một tiếng, nhưng Tử Lam vẫn chưa ra, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Môi trường của nhà trẻ không tệ, mùa hè không nóng, mùa đông không lạnh, trên tường đầy những bức vẽ đa dạng, vẫn có một số đứa bé ham chơi không chịu về, đang ở lại nhà trẻ chơi cầu trượt. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Vương Tử Lam đâu. Vương Nhất nghe nói Vương Tử Lam ở lớp 1, nhưng trong lớp 1 vẫn không thấy bóng người, sắc mặt của Vương Nhất càng thêm nghiêm trọng. Cổng trường nhà trẻ và tiểu học là nơi hỗn tạp nhất, đặc biệt là khi tan học, trong những phụ huynh đón con rất có thể có bọn buôn người giả mạo. Vẫn còn sót lại một văn phòng cuối cùng, nếu như vẫn không tìm thấy Vương Tử Lam, vậy thì chính là bị mất tích. Vẻ mặt Vương Nhất lạnh lùng đi tới văn phòng, bên trong truyền ra giọng chất vấn lạnh lùng của giáo viên chủ nhiệm. Nói, vì sao lại đánh người? Còn đánh tàn nhẫn như vậy, đánh đến mức chảy cả máu đầu của tiểu bảo, con không nhìn thấy sao? Trong văn phòng, một người phụ nữ có vẻ là giáo viên đang lạnh lùng mắng một cô bé quay lưng về phía Vương Nhất nên không thấy rõ mặt. Vương Nhất dừng bước, híp mắt nhìn tình huống bên trong văn phòng. Cô giáo, chuyện này thật quá đáng. Ngay sau đó, trong văn phòng lại truyền đến tiếng la bén nhọn chói tai của một người phụ nữ trẻ tuổi, con trai tôi tới nhà trẻ là để tiếp nhận giáo dục, chứ không phải tới để bị bắt nạt, cô nhìn xem, đầu con tôi bị đánh thành như thế nào rồi. Vâng vâng vâng, mẹ của Bạch Tiểu Bảo, cô nói rất đúng, chuyện này là do nhà trường chúng tôi không quản lý tốt, là trách nhiệm của chúng tôi sẽ coi trọng việc này, nghiêm trị không tha, trả lại công lý cho Tiểu Bảo. Cô giáo bên trong lập tức ăn nói khép nép, vừa nói như tuyên thệ, lại vừa trấn an lấy lòng người phụ nữ trẻ tuổi kia. Người phụ nữ này mặc một cây đồ hiệu, trên tay là một chiếc túi LV phiên bản giới hạn, bên cạnh còn có một người đàn ông mặc vest. Có lẽ là chồng của cô ta. Là Bạch Tiểu Bảo quá đáng trước, bạn ấy mắng con không có ba, là trẻ mồ côi, còn nắm tóc của con. Lúc này, cô bé bị phạt vẻ mặt bất bình ngẩng đầu lên, biện giải cho bản thân, không phải Vương Tử Lam thì là ai chứ? Xác định con gái không mất tích, Vương Nhất lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẻ mặt sau đó lại trở nên lạnh lùng. Câm miệng cho tôi, đánh người mà em còn dám nói lý à? Nhưng không đợi Vương Tử Lam nói xong, cô giáo lập tức gầm lên với cô bé. Vương Tử Lam hoảng sợ, tức khắc rụt cổ cúi đầu xuống, nước mắt lưng tròng. Cậu là đồ không có ba, ba cậu không cần cậu. Một cậu nhóc chui ra từ phía sau người phụ nữ mặc đồ hiệu, vẻ mặt kiêu ngạo làm mặt quỷ với Vương Tử Lam. Xin lỗi, mau xin lỗi Tiểu Bảo ngay. Chủ nhiệm lớp cũng tức giận mà ra lệnh. Vốn dĩ là bạn ấy sai, con có ba. Con không xin lỗi. Hốc mắt Vương Tử Lam đỏ hoe, lớn tiếng phản bác. Em, chủ nhiệm lớp giật mình nhìn Vương Tử Lam, trong lúc nhất thời không nói nên lời. Thôi bỏ đi, cô giáo Lý. Người phụ nữ mặc đồ hiệu kia xua tay, giọng điệu cất lên tỏ vẻ thương tâm. Tôi thấy con nhỏ này sẽ không xin lỗi đâu, không xin lỗi cũng không sao, tôi không phải một người nhỏ mọn đến thế. Nhưng con trai tôi sau này còn phải đi học. Tôi cũng không thể để thằng nhỏ ở trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy được, vậy phải làm sao bây giờ? Vâng, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Cô giáo Lý suy nghĩ một hồi, đột nhiên nói, vậy đuổi học đi, cũng may Tiểu Bảo có thể chất tốt, nếu là đứa trẻ khác thì đầu đã hỏng luôn rồi, nhà trẻ chúng tôi không thể tồn tại một đứa trẻ man dợ như vậy được. Cô giáo Lý, cô nói cái gì? Nghe thấy lời của cô giáo Lý, Vương Tử Lam lập tức ngẩng đầu lên, không thể tin được mà nhìn mọi người. Cô bé không hiểu, rõ ràng không phải mình sai, nhưng vì sao người bị đuổi học lại là mình? 3 giây sau, Vương Tử Lam theo bản năng bắt đầu xin tha, vừa khóc vừa sợ hãi nói, cô giáo Lý, em biết lỗi rồi, đừng đuổi học em mà, em xin lỗi được chưa ạ? Nói xin lỗi với cô cũng vô dụng, xin lỗi mẹ Tiểu Bảo đi. Cô giáo Lý thở dài, ra vẻ bất lực nói, hành vi của em, cho dù đặt vào trường học nào, cũng bị đuổi học. Cô muốn đuổi học ai? Nhưng không đợi cô giáo Lý nói xong, cửa phòng đã bị đẩy ra, Vương Nhất bước vào. Nhìn thấy Vương Nhất đi tới, Vương Tử Lam vốn dĩ đang khóc nức nở lập tức nín khóc, hai mắt sáng ngời nhìn anh.
Còn cô giáo Lý và một nhà ba người của Bạch Tiểu Bảo đều vô cùng kinh ngạc nhìn Vương Nhất. Ba. Vương Tử Lam nín khóc nở nụ cười tươi, kích động la to, ôm chặt lấy đùi Vương Nhất, nói thế nào cũng không buông ra. Vương Nhất mỉm cười nhìn Vương Tử Lam, đầu tiên nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô bé, sau đó bế cô lên, mỉm cười dịu dàng nói, Tử Lam đừng khóc nữa, ba dẫn con về nhà nhé. Nhìn thấy rồi chứ, ông ấy chính là ba tôi. Sau khi Vương Nhất tới, Vương Tử Lam bèn không khóc nữa, cực kỳ cứng rắn nói to với tất cả mọi người trong văn phòng. Về phần cô Lý và Bạch Tiểu Bảo cùng ba mẹ cậu ta, sớm đã trợn to mắt, nhìn Vương Nhất như thấy quỷ. Ba. Cô bé có ba lúc nào? Không phải cô bé không có ba sao? Người ba ngày từ đâu chui ra? Anh là ai? Sắc mặt cô Lý lúc trắng lúc đỏ nhìn sang Vương Nhất, nghi hoặc hỏi. Tôi là ba của Tử Lam, vừa nãy cô nói muốn đuổi học ai? Vương Nhất không lộ ra biểu cảm tức giận, vẫn cười nhìn cô Lý, chỉ là không biết vì sao, cô Lý cứ cảm thấy giận người, không thể kiềm chế dùng mình. Người quen thuộc Vương Nhất mới biết, Vương Nhất lúc này mới là đáng sợ nhất. Từ cuộc đối thoại của họ vừa rồi, Vương Nhất đã hiểu rõ nguồn cơn toàn bộ sự việc. Bạch Tiểu Bảo kia là bá vương trong lớp, thường lấy chuyện Vương Tử Lam không có ba để bắt nạt cô bé. Hôm nay Vương Tử Lam không nhịn được nữa, đánh cho Bạch Tiểu Bảo một trận, cọ rách chút ra. Lại dẫn tới đãi ngộ bất công của cô giáo và phụ huynh, thậm chí còn sắp bị đuổi học. Mình mất tích 5 năm này, Vương Tử Lam luôn chưa từng nhận được sự yêu thương của ba, thậm chí không biết ba mình dáng vẻ thế nào, ở nhà trẻ còn vì mình mà bị bắt nạt cười cợt, lần này bị anh bắt gặp, bình thường anh không biết, lại có bao nhiêu. Cỗ tàn nhẫn nhanh chóng trào dâng trong lòng Vương Nhất. Nhiệt độ trong văn phòng tức khắc hạ xuống. Bị Vương Nhất lạnh lùng nhìn, cô Lý chủ nhiệm lớp chỉ cảm thấy trái tim đang đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, sợ đến không dám cả thở mạnh. Tôi hỏi cô đấy, điếc rồi sao? Vương Nhất đi tới trước mặt cô Lý, bình thản hỏi. Vì sợ hãi, cô Lý bèn sửa miệng, tôi có nói đuổi học sao? Ồ, vậy là tôi nghe lầm rồi. Vương Nhất khẽ cười. Nghe nhầm rồi, nghe nhầm rồi. Cô Lý vội gật đầu như dã tỏi. Lúc này, mẹ Bạch Tiểu Bảo không vừa ý, nói gì vậy chứ, vừa rồi còn nói muốn đuổi học, sao chớp mắt đã thôi rồi. Đúng vậy, sao có thể nói mà không giữ lời chứ. Ba Bạch Tiểu Bảo cũng bất mãn phụ họa. Thế là, ánh mắt Vương Nhất lãnh đạm chuyển sang ba mẹ Bạch Tiểu Bảo, nhàn nhạt nói, cô giáo cũng đã nói không đuổi học, hai người có ý kiến gì sao? Lúc nói chuyện, còn mang theo uy hiếp nồng đậm. Không cho người ta nửa điểm phản bác. Sắc mặt mẹ Bạch Tiểu Bảo âm trầm nhìn Vương Nhất, chợt như hiểu ra gì đó, biểu cảm thoáng chốc trở nên trào phúng, lập tức nhìn sang Vương Tử Lam, được lắm, tao hiểu rồi, anh ta căn bản không phải ba mày, chỉ là kẻ lừa đảo mày tìm tới, đúng chứ? Soạt! Lời này vừa nói ra, sắc mặt Vương Tử Lam biến đổi, ánh mắt Vương Nhất cũng trầm xuống. Mẹ Bạch Tiểu Bảo vừa nói, những người khác cũng bừng tỉnh, đánh tay cái đét nói. Đúng vậy, sao tôi không nghĩ ra chứ, anh không phải ba Vương Tử Lam, chỉ là kẻ lừa đảo được mời tới. Ba Vương Tử Lam xưa nay chưa từng xuất hiện, sao lại đột nhiên xuất hiện chứ? Không phải, ba thật sự là ba con. Vương Tử Lam gấp đến đỏ mắt, nói to. Cô bé không biết kẻ lừa đảo là có ý gì, nhưng cô bé nghe ra họ nói Vương Nhất không phải ba mình, bèn nôn nóng. Cô bé còn muốn nói gì đó chứng minh đây chính là ba mình. Bất đắc dĩ tuổi còn nhỏ, năng lực tổ chức ngôn ngữ không tốt, nghẹn đỏ cả mặt cũng không nói ra được câu nào. Nói không ra chứ gì, cậu chính là con hoang, không có ba. Bạch Tiểu Bảo cũng nấp sau ba mẹ giễu cợt. Vương Tử Lam mếu máo, như sắp khóc đến nơi. Vương Nhất vội ôm cô bé, nhìn cô bé cười nói, Tử Lam, con tin ba không? Vương Tử Lam quệt mũi, gật đầu, tin ạ. Vậy con đừng khóc nhé. Vương Nhất dịu dàng nói. Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi, đừng khóc, kẻ ngốc sẽ cười. Phụt! Lời này vừa nói ra, Vương Tử Lam bị chọc cười, cười phì ra tiếng. Vương Nhất vuốt ve khuôn mặt Vương Tử Lam, quay lại nhìn đám người đó. Lúc này, ánh mắt anh đã trở nên lạnh lẽo vạn phần. Tạm thời đừng quan tâm tôi là ai, các người hùa nhau bắt nạt một đứa con nít, không cảm thấy quá đáng sao. Mặt anh lạnh lùng, nói, xin lỗi con gái tôi. Sau đó, chuyển trường. Cái gì? Dứt lời, sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi, trong đầu hiện lên một chữ.
phách lối. Quá phách lối. Đồng thời, họ cũng cảm thấy buồn cười. Một người đàn ông không biết từ đâu chui ra, lại kêu con trai họ chuyển trường. Sao có thể? Tôi thấy anh không rõ ràng tình hình lắm. Quý bà toàn thân hàng hiệu mặt đầy trào phúng nhìn Vương Nhất, anh biết tôi là ai chứ? Tôi là người nhà họ Bạch, đừng nói bắt con gái anh thôi học, khiến anh thất nghiệp cũng là chuyện còn con. Nhà họ Bạch. Vương Nhất khẽ sững sốt, anh vẫn nhớ, tiệc cưới trước đây có mời một gia tộc, vừa đúng họ Bạch. Người đại diện lúc đó tên Bạch Hiền. Sợ rồi chứ gì? Quý bà mặt giễu cợt nhìn Vương Nhất đang im lặng, rồi lại nhìn sang cô Lý, chuyện này nếu không cho chúng tôi một lời giải thích thỏa đáng, chúng tôi sẽ dừng tài trợ nhà trẻ, bên nào nặng bên nào nhẹ, cô hẳn biết chứ? Đương nhiên, cô Bạch, ngài là khách hàng lớn, là quý nhân của trường chúng tôi. Cô Lý chẳng cần suy nghĩ cười nịnh nọt. Vương Tử Lam cảm nhận được cục diện không đúng, nơm nớp kéo kéo tay áo Vương Nhất, ba, có cần gọi mẹ đến không? Mẹ thường nói với cô bé, ở nhà trẻ đừng nói chuyện mẹ là tổng giám đốc Lệ Tinh, như vậy sẽ gây ra hành vi lệch lạc. Những hành vi lệch lạc này chính là phân biệt giàu nghèo, dẫn tới kéo bè kết phái. Dù nói nhà trẻ còn bé, nhưng trẻ con đã có phương thức suy nghĩ của riêng mình, biết muốn chơi với con nhà giàu. Vương Tử Lam cũng rất ngoan, trước nay chưa từng nói mẹ mình là ai. Không cần, mẹ đang họp, đừng quấy rầy mẹ. Vương Nhất yêu chiều xoa đầu Vương Tử Lam, sắc mặt bỗng biến đổi, khẽ gạt mở tóc cô bé, chỉ thấy da đầu sưng to một cục, mơ hồ xuất hiện máu bầm. Bị Vương Nhất đụng vào, Vương Tử Lam lập tức hét to úi ra một tiếng. Sao vậy con? Vương Nhất trầm giọng hỏi. Con bị ba Bạch Tiểu Bảo đánh. Vương Tử Lam xoa đầu, tủi thân nói. Soạt. Giờ phút này, toàn thân Vương Nhất đều trở nên sát khí đằng đằng, ánh mắt âm lãnh nhìn sang ba Bạch Tiểu Bảo, ông đánh con gái tôi. Kích động thôi, kích động thôi. Sắc mặt ba Bạch Tiểu Bảo khẽ thay đổi, nhưng vẫn có chút khinh thường nói. Vậy sao? Vương Nhất gật đầu, chợt giơ chân, hung hăng đạp về phía bụng ông ta. Ầm. Chỉ nghe vang một tiếng thật to, ba Bạch Tiểu Bảo cả người lẫn ghế đều bị đá ngã xuống đất. Vương Nhất từ tốn thu chân, nhàn nhạt nói, tôi cũng kích động thôi. Soạt, cả văn phòng lặng ngắt như tờ, chỉ có từng tiếng hít vào khí lạnh. Tất cả mọi người đều trợn to mắt, kinh hãi nhìn Vương Nhất sắc mặt lạnh lẽo, sợ đến không dám cả thở mạnh. Ba Bạch Tiểu Bảo cao to 1m85, chỉ tùy tiện đứng đó thôi đã có sức uy hiếp rất lớn, lại bị Vương Nhất một chân đá thật xa như quả bóng. Dọc đường đụng phải không ít bàn ghế gỗ, cả văn phòng vô cùng hỗn độn, lộn xôn. Bạch Tiểu Bảo há hốc miệng có thể nhét vừa hai quả trứng gà, cú đá này định sẵn để lại kích thích thị giác cực lớn cho cậu ta. Đau chết mất. Lúc này, tiếng kêu gào truyền tới, ba Bạch Tiểu Bảo mắng nhức bò dậy, bỗng cảm thấy đau đầu. Vươn tay ra sờ, máu đỏ một mảng. A, máu. Quý bà kia vừa nhìn thấy máu tươi trên đầu ba Bạch Tiểu Bảo, lập tức thét chói tai, thét xong lại trợn hai mắt, hôn mê bất tỉnh. Vương Nhất phì cười, còn sợ máu. Cô Bạch, ngài thế nào rồi? Cô Lý thấy vậy, vội đỡ lấy quý bà. Ba Bạch Tiểu Bảo cũng cầm mấy tờ khăn giấy lau miệng vết thương trên trán, lúc nhìn sang Vương Nhất, ánh mắt ngập tràn thù hận mãnh liệt, anh dám đánh tôi. Sắc mặt Vương Nhất vẫn lạnh nhạt, ông hẳn nên may mắn người ông gặp phải là tôi hiện giờ, nếu là tôi trước đây, động vào con gái tôi, ông đã là một cỗ thi thể rồi. Ý lạnh trong lời nói khiến ba Bạch Tiểu Bảo cũng dùng mình vài bận, ông ta chưa từng gặp ai như vậy. Nhưng ông ta vẫn không định bỏ qua như thế. Được được được. Anh hay lắm, lát nữa tôi xem anh có thể hay đến mức độ nào. Hung hăng trừng mắt Vương Nhất một cái, ba Bạch Tiểu Bảo lập tức móc điện thoại gọi đi, alo. Anh Kình Hiên, giúp tôi đánh một người. Giáo viên xung quanh vừa nghe, sắc mặt khó coi gọi hiệu trưởng đến. Hiệu trưởng là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, vừa vào đã tha thiết khuyên nhủ Vương Nhất và ba Bạch Tiểu Bảo, hai vị phụ huynh đừng như vậy, đừng vì chút chuyện nhỏ ảnh hưởng hòa khí. Tôi với anh ta hòa khí con khỉ. Ba Bạch Tiểu Bảo cắt ngang lời hiệu trưởng, anh ta dám đánh tôi liền muốn anh ta trả giá bằng máu, nếu không, mặt mũi nhà họ Bạch tôi còn đặt ở đâu. Vương Tử Lam cũng có chút sợ hãi, ba, chúng ta đi được không? Vương Nhất lại cưng chiều xoa đầu cô bé, mắt lại lóe lên hung ác, Tử Lam, con phải nhớ, con là con gái ba, ở ngoài tuyệt đối không thể chịu chút ấm ức nào, ba dạy con tốt với mọi người,
nhưng sẽ không dạy con cúi đầu với người khác. Vương Tử Lam nghe vậy, như hiểu như không gật đầu, cô Lý và phụ huynh của Bạch Tiểu Bảo vừa nghe, sắc mặt lại trở nên vô cùng khó coi. Cứ đắc ý đi, đợi lát nữa anh Kình Hiên tới, tôi xem anh múa may thế nào. Miệng vết thương trên đầu còn lẩm nhẩm đau, ba Bạch Tiểu Bảo hung hăng nói. Không bao lâu sau, 4-5 chiếc xe hơi không biển số dưới sự dẫn dắt của một chiếc xe thương vụ nghênh ngang lái vào nhà trẻ. Cửa xe đẩy mở, đám lưu manh hung hăng vác gậy đi vào. Dẫn đầu lại là một thanh niên tuấn tú tây trang dày da. Nhìn thấy thanh niên tây trang này tới, ba Bạch Tiểu Bảo lập tức nịnh nọt nghênh đón, anh Kình Hiên, anh cuối cùng đến rồi. Tất cả giáo viên nhà trẻ đang nhìn đám người này, bị dọa cho không dám thở mạnh, chỉ có Vương Nhất, chợt phì cười. Xã hội hiện đại, nhà lành đi con đường gái bán hoa đi tuyến đường thanh thuần, lưu manh cũng vậy. Nhà họ Bạch ở Thiên An cũng xem như thế lực nhị lưu không lớn không nhỏ, có thể khiến người nhà họ Bạch cung cung kính kính, chỉ có thế lực ngầm hàng đầu Thiên An. Tục ngữ nói rất hay, đường nào cũng tới La Mã, có thể lăn lộn đến ngay cả thượng lưu quyền quý cũng phải cúi đầu, cũng là một nhân vật. Người này, chính là bang chủ bang Thiên Long, thế lực ngầm hàng đầu Thiên An, Diệp Kình Hiên. Ừ, Diệp Kình Hiên nhàn nhạt đáp một tiếng, không mấy nhiệt tình. Nhìn một vòng mọi người có mặt, anh ta quay đầu liếc mắt ba Bạch Tiểu Bảo, chỉ vào Vương Nhất hỏi, chính là anh ta hả? Đúng vậy, ba Bạch Tiểu Bảo gật đầu lia lịa. Dễ nói, đừng quên bí tịch ông đồng ý với tôi là được. Diệp Kình Hiên nhàn nhạt nói. Anh Kình Hiên, xem anh nói kia, bí tịch anh muốn tôi đây liền phái người lấy tới cho anh. Ba Bạch Tiểu Bảo nịnh nọt nói. Cả Thiên An này, ai không biết anh Kình Hiên không yêu tiền, không mê phụ nữ, chỉ yêu học võ, là tên cuồng võ chính tông. Hứng thú lớn nhất của anh ta cũng là sưu tập bí tịch võ công khắp trời Nam đất Bắc, mặc kệ có thể luyện được hay không, có thể luyện thì tự mình luyện, không thể luyện thì cất giữ. Cuộc nói chuyện của hai người, Vương Nhất nghe rất rõ ràng, điều này khiến anh nhìn Diệp Kình Hiên thêm vài cái. Anh ta lại là người yêu võ. Tuy nhiên, anh liếc nhìn Diệp Kình Hiên một cái đã lắc đầu, bắt đầu quá muộn, đã qua cái tuổi luyện võ tốt nhất, cả đời này không có thành tựu bao lớn. Lúc này, Diệp Kình Hiên đã dẫn người đi tới trước mặt Vương Nhất, đánh giá anh từ trên xuống dưới vài bận, sau đó nhếch miệng cười, người anh em, tôi cũng không muốn đánh cậu, ai kêu lấy tiền của người, thay người tiêu tai chứ. Tôi hiểu, Vương Nhất gật đầu. Diệp Kình Hiên cũng hài lòng gật đầu, không hề giống Du Côn tầm thường, tôi cũng không bắt nạt cậu, cậu đánh ông Bạch thế nào, chúng tôi cũng đánh cậu như thế. Nghe câu nói của Diệp Kình Hiên, Vương Nhất lại nhàn nhạt lắc đầu, khẽ cười, thứ cho tôi khó nghe lệnh, con gái tôi ở đây. Con gái? Mắt Diệp Kình Hiên lóe lên kinh ngạc, sau đó cúi đầu nhìn Vương Tử Lam nấp sau lưng Vương Nhất một cái, mắt lập tức lóe lên ngạc nhiên. Anh ta lần đầu tiên nhìn thấy cô bé xinh đẹp như thế, giống như búp bê. Vương Tử Lam cũng có chút sợ hãi nhìn Diệp Kình Hiên, tiếp đó ôm chặt Vương Nhất, miệng lại lẩm bẩm, người xấu. Không cho phép đánh ba. Họ đánh không lại ba. Vương Nhất xoa đầu cô bé, nói. Lời của Vương Nhất rất có tác dụng, Vương Tử Lam thật sự không sợ hãi nữa, chỉ là ôm Vương Nhất càng chặt, như gấu câu a la. Diệp Kình Hiên lại lạnh lùng nhìn một màn này, anh ta rất bất mãn với lời thì thầm của Vương Nhất. Tránh ra hết. Anh ta hét lui đám thủ hạ của mình, đồng thời cởi tây trang trên người. Vừa nhìn tư thế này, bất kể là ba Bạch Tiểu Bảo, hay là đám đàn em của Diệp Kình Hiên, đều hít vào ngụm khí lạnh. Anh Kình Hiên muốn đích thân ra tay. Kéo mọi người lùi về sau, tất cả mọi người đều bắn ánh mắt đáng thương về phía Vương Nhất. Người này, không chết cũng tàn, nửa đời sau sợ là phải ngồi xe lăn. Diệp Kình Hiên hơi cong người, lùi về bày ra tư thế, làm hình vòng cung tiêu chuẩn. Ánh mắt anh ta sắc bén nhìn Vương Nhất, chợt hét to một tiếng. Giết! Sau đó, toàn thân như lưỡi kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, đấm tay nặng nề công thẳng đến phần mặt Vương Nhất. Quyền ra như sấm, tàn nhẫn nhanh chóng, đây là bộ quyền pháp nổi tiếng bộc phát sức mạnh trong thoáng chốc, lực sát thương cực lớn. Hừ! Tuy nhiên, Vương Nhất nhìn bộ quyền pháp đó, lại sững sờ một lát. Tiếp đó, liền không tiếng động khẽ cười. Thú vị, thật thú vị! Bộ quyền pháp này, tên Bôn Lôi quyền pháp. Người sáng lập, chính là Vương Nhất Anh. 5 năm chinh chiến Bôn Ba, Vương Nhất đã hoàn mỹ tiếp nhận kỹ năng của lão ẩn vương,
không chỉ học kỹ thuật giết người, thành tựu võ đạo lại càng tinh thông, tự tạo vài bộ môn võ kỹ. Bôn lôi quyền pháp, chính là một trong số đó. Chỉ là, điều khiến Vương Nhất không nghĩ tới là trong thiên an nhỏ bé này, cũng có thể gặp phải người sử dụng bôn lôi quyền. Thằng nhóc võ si đó cũng đã phát dương quang đại mạch này của mình. Vương Nhất khẽ thì thào, mặt lại lộ ra nụ cười. Ai không muốn tiếng thơm thiên cổ, ai không muốn lưu danh sử sách. Tông sư Diệp Vấn có thể phát dương quang đại mạch Vịnh Xuân, Vương Nhất Anh tại sao không thể truyền bá bôn lôi quyền pháp khắp thế giới. Tuy nhiên, điều Vương Nhất không biết là, võ si trong thất si nước hát học bôn lôi quyền pháp Vương Nhất dạy cho anh ta, cũng bắt đầu thu nhận đệ tử, đương nhiên, không dùng danh nghĩa anh, biết Vương Nhất không thích phô trương, bèn lấy tên, chiến thần, xưng hô mạch đó. Nụ cười trên mặt ngày càng tươi, Vương Nhất nhìn Diệp Kình Hiên, cười nói, đến đi, để tôi xem anh học thế nào. Khó được gặp phải học trò của mình, mặc dù là kẻ địch, nhưng Vương Nhất cũng rất háo hức, tùy tiện chỉ điểm một chút cũng được. Ngông cuồng. Nghe thấy lời này, mắt Diệp Kình Hiên ngập tràn sát khí, tốc độ quyền công kích Vương Nhất cũng càng thêm nhanh. Anh ta không thích giọng điệu Vương Nhất, giống như sư phụ chỉ điểm đồ đệ không thành tài. Chết đến nơi rồi còn ra vẻ. Ba Bạch Tiểu Bảo cũng nhìn Vương Nhất như nhìn một người chết, ông ta đã từng tận mắt nhìn thấy anh Kình Hiên sử dụng bôn lôi quyền pháp. Một quyền, đối phương đã bất tỉnh nhân sự, còn nằm trong bệnh viện thành phố 2 tháng. Có cần báo cảnh sát không? Giáo viên xung quanh cũng sợ Vương Nhất bị Diệp Kình Hiên đánh chết, sắc mặt lo âu nhỏ giọng hỏi. Gọi xe cứu thương đi, hiệu trưởng cau mày, nói. Cô ta biết bối cảnh Ba Bạch Tiểu Bảo, là người của nhà họ Bạch, phía cảnh sát đến có tác dụng sao? Huống hồ, cũng là tên oát này tự mình tìm chết, khiêu khích Diệp Kình Hiên, đây không phải là tự treo cổ, chán sống sao? Một quyền của Diệp Kình Hiên chớp mắt liền tới, mang theo quyền phong cuồng bạo, thổi tung tóc trước trán Vương Nhất. Tuy nhiên, tiếng đả kích buồn bực trong tưởng tượng không truyền tới. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn một màn trước mắt. Quyền của Diệp Kình Hiên đang dừng trước má Vương Nhất không tới 5 phân, mà Vương Nhất, ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái, vẫn bình tĩnh nhìn anh ta. Đánh với tôi, không kêu con anh lui ra, ngộ thương trẻ con làm sao? Diệp Kình Hiên thu lại quyền, lạnh nhạt nói. Vương Nhất nghe vậy, cũng cúi đầu nhìn. Chỉ thấy Vương Tử Lam vẫn ôm chân mình, ngẩng đầu nhìn Diệp Kình Hiên, cũng không sợ hãi. Như chỉ cần có Vương Nhất bên cạnh, cô bé vĩnh viễn cũng sẽ không sợ. Vương Nhất xoa đầu Vương Tử Lam, khẽ cười, trong lòng lại thêm một phần hảo cảm với Diệp Kình Hiên. Không ngại, anh tùy tiện ra tay, đừng cố kỵ. Lời nói tràn đầy tự tin. Lần này, Diệp Kình Hiên không lộ ra sắc mặt trước đó, mà nhìn Vương Nhất thật sâu. Rất ít ai còn có thể mặt không đổi sắc khi một quyền của anh ta rơi xuống, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không chớp lấy một cái. Hoặc là anh giả bộ, hoặc là anh thật sự là một cao thủ. Ba Bạch Tiểu Bảo đứng một bên nhìn đến ngứa răng, thầm hận một quyền vừa rồi sao không đánh xuống, nếu mà đánh xuống, tên oát đó đã tàn phế rồi. Nhưng không sao, lại lần nữa cũng vậy. Ba Bạch Tiểu Bảo chưa từng thấy Diệp Kình Hiên thua. Điều chỉnh lại trạng thái, một quyền của Diệp Kình Hiên lại oanh động về phía Vương Nhất. Lần này, anh ta không cố kỵ nữa, quyền phong càng thêm uy mãnh. Tất cả mọi người đều mở to mắt, cách vài mét, họ cũng có thể cảm nhận được uy lực bao hàm trong một quyền này của Diệp Kình Hiên. Tuy nhiên, chỉ liếc một cái, Vương Nhất đã khẽ lắc đầu. Quá nhiều kẽ hở. Anh từ tốn nhấc một tay, nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Đơn giản như đẩy xe nôi. Bốp! Một giây sau, một quyền bá đạo tuyệt luân đó của Diệp Kình Hiên đã bị Vương Nhất nhẹ nhàng đẩy ra. Phịch, phịch, phịch. Diệp Kình Hiên loạng choạng lùi về sau ba bước, mới đứng vững cơ thể. Cùng lúc này, ánh mắt nhìn sang Vương Nhất lập tức tràn đầy không thể tin nổi. Sao lại như vậy? Anh ta thì thào lẩm bẩm, không cách nào tiếp nhận sự khác biệt này. Chuyện này sao có thể? Nhìn thấy một màn này, Ba Bạch Tiểu Bảo cũng cả kinh muốn rơi tròng mắt. Đây chính là quyền pháp của anh. Vương Nhất nhàn nhạt hỏi ngược lại. Nghe vậy, thân thể Diệp Kình Hiên lập tức run rẩy. Cắn chặt răng, ánh mắt nhìn sang Vương Nhất lại có chút phẫn nộ. Sỉ nhục tôi thì được, nhưng không thể sỉ nhục bộ quyền pháp này. Anh ta tức giận nói. Bộ quyền pháp này là do một vị chiến thần sáng lập. Nghĩ tới đây, cơ thể toàn thân anh ta khẽ run lên, chớp mắt bạo phát,
toàn thân hóa thành tia chớp, lại xông về phía Vương Nhất. Soạt. Tuy nhiên, vẫn như lần trước, Vương Nhất không phí chút sức lực đã bắt được quyền của Diệp Kình Hiên. Anh có quá nhiều kẽ hở. Vương Nhất bắt lấy cánh tay Diệp Kình Hiên, nhàn nhạt nói, nhìn kỹ đây, bôn lôi quyền thật sự là thế này. Quỳnh. Theo chữ cuối cùng buông ra, trên cơ thể Vương Nhất bỗng nhiên bạo phát cổ khí thế cường đại, ép cho Diệp Kình Hiên thở không nổi. Thoáng chốc, anh ta như đứng trong lôi vân, một cỗ sức mạnh vô hình chớp mắt hủy hoại anh ta. Bôn lôi quyền chú trọng khí, chứ không phải lực, khí thế anh ngưng tụ càng mạnh, uy lực của bôn lôi quyền sẽ càng mạnh. Tiếp đó, Vương Nhất biến hóa quyền pháp, nặng nề đánh về phía ngực Diệp Kình Hiên. Một giây, đánh ra mười mấy quyền. Tiếp đó là chú trọng tốc độ ra quyền, nhanh, ác, chuẩn, tốc độ anh ra quyền quá chậm. Binh binh binh. Tiếng đả kích dày đặc vang lên, phát ra thanh âm buồn bực khiến người ta tim đập chân run. Không đợi Diệp Kình Hiên phản ứng lại, toàn thân trên dưới đã chịu mấy chục công kích. Song bộ bôn lôi quyền pháp, Vương Nhất cũng nhanh chóng thu quyền. Không bay ngược ra ngoài như trong tưởng tượng, cũng không ngã ra đất hộc máu. Diệp Kình Hiên vẫn yên ổn đứng nguyên tại chỗ, chỉ là mở to mắt, trán chảy mồ hôi lạnh. Áo sơ mi sau lưng ướt nhẹp, toàn thân như vừa vớt ra khỏi nước. Nhìn dáng vẻ này của Diệp Kình Hiên, Vương Nhất chỉ cười nhẹ. Xem ra, anh ta cũng ý thức được rồi. Bôn lôi chi thế, khí nuốt sơn hà. Bị bôn lôi quyền pháp đánh trúng, không thể cử động. Vì mỗi một quyền đều sẽ đánh một đạo kình khí vào cơ thể đối phương, nếu dám cử động, kình khí này sẽ nổ tung. Đến lúc đó, không chỉ đơn giản là toàn thân đau đớn kịch liệt, còn sẽ để lại hậu di chứng, cũng chính là nội thương mà người học võ thường nói. Đối với Diệp Kình Hiên, Vương Nhất đã lưu tình rồi. Suốt 10 phút, Diệp Kình Hiên mới dám cẩn thận cử động cơ thể, cứng ngắc ngẩng đầu, thê thảm nhìn Vương Nhất, run giọng hỏi, anh chấm ANS rốt cuộc là ai? Tôi. Nghe vậy, Vương Nhất yên lặng cười, ôm Vương Tử Lam lên, xoa đầu cô bé, mặt đầy hạnh phúc nói, tôi chỉ là ba của một đứa trẻ. Tiếp đó, Diệp Kình Hiên như hiểu ra gì đó, hai gối quỳ phịch xuống đất, dập đầu một cái thật vang với Vương Nhất. Tổ sư gia tại thượng, nhận của đồ nhi một lạy. Thời gian như dừng lại vào giờ phút này, tất cả mọi người đều không thể tin nổi nhìn một màn trước mắt. Bang chủ bang Thiên Long, thế lực ngầm hàng đầu Thiên An, Diệp Kình Hiên lại quỳ hai gối xuống đất, dập đầu thật vang với Vương Nhất. Do quá dùng sức, trán cũng bị dập chảy máu. Hơn nữa, sau khi dập đầu xong, Diệp Kình Hiên còn không dám ngẩng đầu lên, vẫn dán sát xuống đất. Vương Nhất không nói đứng dậy, anh ta sẽ không dậy. Về phần ba Bạch Tiểu Bảo, và các giáo viên trong văn phòng, tất cả đều sợ ngu người, ngây ra nhìn. Giờ khắc này, họ chỉ cảm thấy thế giới mà mình biết đã sụp đổ. Diệp Kình Hiên là cao thủ được Thiên An công nhận, cũng là thành viên Hiệp hội Võ Đạo, lại bại rồi. Hơn nữa, là thảm bại. Mọi người có mặt đều đờ đẫn, đều có thể nhìn ra, Diệp Kình Hiên ở trước mặt Vương Nhất căn bản không qua nổi một hiệp. Cách biệt giữa hai người có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Đứng dậy đi. Đối với việc Diệp Kình Hiên quỳ gối dập đầu, phản ứng của Vương Nhất vẫn bình thản, tôi không phải tổ sư gia gì cả, anh nhận lầm người rồi. Không, tôi không nhận lầm. Diệp Kình Hiên vẫn không đứng dậy, ngẩng đầu, ánh mắt nóng rẫy nhìn Vương Nhất, tôi có thể cảm giác được, ngài hiểu về bôn lôi quyền pháp vượt xa tôi, ngài là võ sĩ tiên sinh, đúng không? Thiên hạ chẳng có mấy ai biết bôn lôi quyền pháp, học thành lại càng hiếm hoi, cũng chỉ có võ sĩ võ Sơn Hà mới có thực lực mạnh như vậy. Võ sĩ tiên sinh, đám người cô Lý, ba Bạch Tiểu Bảo đều đầu đầy mờ mịt. Người như họ còn lâu mới được tiếp xúc với người thuộc cấp bậc nước hát thất si. Võ si. Vương Nhất bỗng cười phì, ánh mắt lại kinh ngạc nhìn Diệp Kình Hiên một cái, không nghĩ tới anh ta lại biết võ si. Nhưng mà, anh vẫn là lắc đầu, nói, tôi không phải võ si gì cả, tôi chỉ là ba của một đứa trẻ mà thôi. Đúng đó, anh Kình Hiên, tên oát này chỉ là công phu tay chân có chút lợi hại, sao có thể là võ si tiên sinh gì chứ? Chính vào lúc này, ba Bạch Tiểu Bảo cũng hồi hồn, có chút nôn nóng đi tới cạnh Diệp Kình Hiên, mặc dù ông ta không biết võ sĩ tiên sinh gì đó là ai, nhưng thấy Diệp Kình Hiên sùng bái người đó như vậy, hẳn cũng là một nhân vật lớn vẻ vang. Nhân vật lớn có thể khiến anh Kình Hiên cũng tôn sùng, sao có thể xuất hiện ở đây? Ông câm mồm cho tôi. Tuy nhiên,
Anh Kình Hiên lại bỗng nổi bão, một chân đá lên bụng ba Bạch Tiểu Bảo, ở đây nào có chỗ cho ông lên tiếng. Phịch, ba Bạch Tiểu Bảo bị đá ra thật xa, ôm chặt đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Về phần Bạch Tiểu Bảo, ngây người nhìn ba mình bị người ông gọi tới đánh, chợt khóc òa một tiếng. Anh quen ông ta. Vương Nhất bỗng híp mắt, nhàn nhạt nhìn Diệp Kình Hiên. Quen. Đối diện với Vương Nhất, Diệp Kình Hiên như biến thành người khác, kính trọng nói, nhưng không thân. Chuyện này không phải mới làm một hai lần đi. Vương Nhất lại tùy tiện hỏi, nhưng Diệp Kình Hiên nghe lại có chút ý hỏi tội. Nếu không phải gặp chúng Vương Nhất anh, mà chỉ là một gia đình bình thường thì sao? Có phải sẽ tan tành? Có lẽ vì có gia đình, Vương Nhất bây giờ rất chán ghét loại người này. Thân thể Diệp Kình Hiên run rẩy kịch liệt, vội giải thích, không phải, chỉ nhà họ Bạch, gia tộc nhị lưu, sao xứng qua lại với tôi? Nếu không phải nhà họ Bạch dựa vào nhà họ Kim, tôi chẳng hơi đâu thèm liếc họ. Lời này vừa nói ra, mắt Vương Nhất khẽ híp lại, lạnh giọng, anh ra ngoài cửa đợi tôi, lát nữa tôi có việc hỏi anh. Vâng. Diệp Kình Hiên miệng thì đồng ý, trong lòng lại thấp thỏm bất an. Giọng điệu của Vương Nhất rõ ràng là có ý thẩm vấn anh ta. Nhưng anh ta cũng không dám hỏi, chỉ đành dẫn người nhanh chóng ra khỏi nhà trẻ, một đám lưu manh mặc tây trang lại như học sinh tiểu học mắc lỗi đứng hứng gió lạnh ở cửa nhà trẻ, khiến mọi người muốn cười, lại cười không ra. Đây là kết quả không ai nghĩ tới, Vương Nhất lại nhìn sang ba Bạch Tiểu Bảo. Chỉ liếc mắt đã dọa cho ông ta vội vàng lùi về phía sau, mất mật hỏi, anh rốt cuộc là ai? Muốn thế nào? Tôi chả muốn gì cả. Vương Nhất dẫn Vương Tử Lam đi tới trước mặt ba Bạch Tiểu Bảo, nhàn nhạt nói, chỉ là đề nghị tôi nói trước đó, ông thấy thế nào? Ba Bạch Tiểu Bảo vừa nghe, biết lại nói chuyện chuyển trường, lập tức như thở phào vội vàng gật đầu, chuyển, chúng tôi ngày mai chuyển trường ngay. Cô Lý và hiệu trưởng nhà trẻ đều ngây người, thật sự chuyển trường. Chính vào lúc này, quý bà vừa ngất xỉu vì thấy máu lờ mờ tỉnh lại. Vừa mở mắt đã nhìn thấy Vương Nhất ôm Vương Tử Lam. Lập tức mắng to, cậu dám đánh chồng tôi nói cho cậu biết, cậu chết chắc rồi, cậu biết đánh chúng tôi có hậu quả gì sao? Đừng nói nữa, ba Bạch Tiểu Bảo ở bên cạnh sợ hãi mặt mày tái nhợt, giọng cũng run theo. Đừng nói gì chứ, đàn ông đàn an sao lại nhát gan như vậy? Quý bà lại không buông tha tiếp tục mắng nhiếc. Đừng nói nữa, ba Bạch Tiểu Bảo bỗng hét to một tiếng, bà tai bộp lên mặt quý bà. Toàn trường yên tĩnh. Mẹ Bạch Tiểu Bảo che mặt, ngây người nhìn chồng mình, một khắc sau, trở nên điên cuồng, ông đánh tôi, ông cũng dám đánh tôi. Ba Bạch Tiểu Bảo lạnh lùng nhìn bà ta, phớt lờ bà ta, rồi vội vàng khom người với Vương Nhất, xin lỗi, chúng tôi đi ngay. Nói xong, bèn lôi kéo cả nhà thoát khỏi nhà trẻ. Nhìn họ rời đi, Vương Nhất lại quay đầu nhìn cô Lý và hiệu trưởng một cái. Cái nhìn này trực tiếp khiến hai người cả kinh. Chuyện của Vương Tử Lam, họ rõ ràng biết là Bạch Tiểu Bảo sai, nhưng vì bối cảnh nhà kia, họ đành nghiêng về phía Bạch Tiểu Bảo. Nếu tính toán, họ cũng là tòng phạm. Hai cô, không biết hai người có từng nghe một câu. Vương Nhất híp mắt khẽ cười nói, thầy cô là người truyền đạt, dạy ta biết đúng biết sai. Cô Lý và hiệu trưởng muốn lên tiếng, bỗng nhiên, điện thoại họ vang lên. Hiển thị cuộc gọi của người lạ. Nhưng không biết vì sao. Cô Lý và hiệu trưởng đều có cảm giác dựng tóc gáy. Alo, xin hỏi anh là, hiệu trưởng thử hỏi. Tuy nhiên, còn chưa nói xong, trong điện thoại đã truyền tới giọng nói lạnh nhạt. Tôi là người của sở giáo dục, vừa có thông báo. Lời nói sau đó Vương Nhất không nghe thấy, anh đã ôm Vương Tử Lam rời đi rồi. Nhưng mà, nếu không ngoài dự đoán, hiệu trưởng của nhà trẻ này sắp thay người đi. Ngài Võ Si, ngài có gì phân phó? Vương Nhất vừa ôm Vương Tử Lam bước ra, đã có giọng nói cung kính lại thấp thỏm truyền tới. Chính là Diệp Kình Hiên đứng đã lâu, anh ta dẫn người đứng ở cửa như chịu phạt. Nói lại lần nữa, tôi không phải Võ Si. Giọng Vương Nhất chợt lạnh, Diệp Kình Hiên lập tức câm như hến. Vương Nhất nhìn anh ta một cái, không lên tiếng, chỉ xoa đầu Vương Tử Lam, giọng dịu dàng, Tử Lam sang bên cạnh chơi cầu trượt, được không con? Dạ. Vương Tử Lam ngoan ngoãn đáp, liền một mình đến chỗ cầu trượt chơi. Vương Nhất lúc này mới nhìn sang Diệp Kình Hiên, nhàn nhạt hỏi, nghe nói anh và nhà họ Kim cũng có chút hợp tác.
Diệp Kình Hiên không dám nói dối, thành thực đáp, có chút qua lại làm ăn. 5 năm trước, nhà họ Kim có từng kêu anh làm một việc. Giọng Vương Nhất chợt trở nên lãnh đạm, bắt cóc tổng giám đốc nữ đứng đầu Thiên An, Lý Khinh Hồng. Bắt cóc Lý Khinh Hồng. Nghe Vương Nhất nói thế, Diệp Kình Hiên lập tức im bặt không dám hó hé tiếng nào. Bởi vì anh ta cảm nhận được sau khi thốt ra câu nói ấy, nhiệt độ xung quanh giảm xuống một cách đột ngột, một luồng sát khí bao vây xung quanh anh ta ngay. Anh ta cũng nhớ đến vụ án bắt cóc chấn động khắp thành phố hồi 5 năm trước. Diệp Kình Hiên không dám giấu giếm mà dè dặt thú thật, không dám giấu anh, nhà họ Kim từng nhờ tôi làm việc này, đồng thời còn hứa hẹn sẽ trả cho tôi khoản thù lao hậu hĩnh nhưng tôi đã khước từ rồi, cũng vì thế mà tôi với nhà họ Kim mới nảy sinh mâu thuẫn. Diệp Kình Hiên cắn răng nói tiếp, mặc dù Diệp Kình Hiên chỉ là một kẻ đầu đường xó chợ, không học hành đến đâu nhưng mà tôi biết có thể kiếm tiền từ việc nào. Việc nào không thể đụng vô, tôi với cô Lý không thù không oán, sao tôi làm như vậy được? Vậy à, Vương Nhất gật gù rồi không nói gì nữa. Diệp Kình Hiên là một người thành thật, anh ta không hề nói dối, hơn nữa cho dù anh ta nói dối thì Vương Nhất vừa nhìn sẽ nhận ra ngay. Thấy Vương Nhất im lặng, Diệp Kình Hiên do dự một hồi mới hỏi dò, dám hỏi cô Lý là gì của anh? Ánh mắt Vương Nhất trở nên lạnh lùng, anh liếc nhìn anh ta rồi nói. Chuyện gì nên hỏi hắng hỏi, chuyện gì không nên hỏi thì đừng có hỏi. Diệp Kình Hiên rụt cổ lại, anh ta vội vàng đáp, dạ, tại tôi lắm lời. Đám đàn em trong bang hội Kình Hiên thấy anh đại của mình khép nép như thế bèn không khỏi quan sát Vương Nhất thêm một lúc, đến anh Hiên còn thua người này sau một hiệp đấu, rốt cuộc anh ta là thần thánh phương nào. Bầu không khí lại chìm vào im lặng một lần nữa, Vương Nhất không lên tiếng, Diệp Kình Hiên cũng chẳng dám nói gì. Thế lực hàng đầu thế giới ngầm không phải chỉ có mỗi Thiên Long Bang, Vương Nhất hỏi như vậy cũng chỉ vì muốn cầu may mà thôi. Anh lấy được quyền phổ bôn lôi từ đâu? Vương Nhất chợt cất tiếng hỏi. Diệp Kình Hiên ngẩn người, hắn ta mừng húm, tôi mua quyền phổ bôn lôi này từ chợ đen hồi năm ngoái đấy. Chợ đen à? Nghe thấy thế, Vương Nhất cũng gật gật đầu, võ si sẽ không để một thứ quan trọng như quyền phổ trôi nổi bên ngoài, chỉ có một khả năng duy nhất mà thôi, đó là đám đệ tử. Nhưng đám đệ tử cũng không phải là đồ ngốc, làm sao có thể ngốc đến mức mang bán quyền phổ kia chứ, đương nhiên đây là chỉ là lớp vỏ bề ngoài, dùng để thu hút người mua. Anh cũng không vạch trần, chỉ nói, sau này có chỗ nào trong quyền phổ bôn lôi mà không hiểu thì cứ đến tìm tôi. Ấn tượng của anh về Diệp Kình Hiên không tệ, chỉ dạy cho anh ta một chút cũng được. Thật sao? Diệp Kình Hiên vô cùng vui vẻ, thậm chí anh ta còn cảm thấy không tin nổi vào tai mình. Tôi thật sự có thể học hỏi từ anh sao? Vương Nhất đáp lại một cách hờ hững, nhưng mà anh phải phân biệt rõ chuyện nên hợp tác với ai, không nên hợp tác với ai, ngoài ra, khó khăn lắm mới lăn lộn được đến bước này, đến lúc tẩy trắng rồi đó. Vâng, tôi sẽ cắt đứt quan hệ làm ăn với nhà họ Bạch và nhà họ Kim nay. Làm sao Diệp Kình Hiên không nhận ra ý nhắc nhở của Vương Nhất kia chứ, anh ta vô cùng kích động, tỏ rõ lập trường ngay. Ừ, thôi anh đi trước đi. Vương Nhất phất phất tay, kêu Diệp Kình Hiên rời khỏi nơi này rồi mới gọi với về phía cầu trượt, Tử Lam, đi thôi con, chúng ta đi tìm mẹ. Con qua liền. Vương Tử Lam đáp lại rồi nhanh chóng trượt xuống, chạy đến bên cạnh Vương Nhất, nắm tay anh rồi nói, ba ơi, con muốn chơi cưỡi ngựa. Vương Nhất ngẩn người, ai là ngựa? Vương Tử Lam chỉ vào đầu của Vương Nhất. Thế là Vương Nhất phá ra cười lớn, rồi, ba là ngựa, cưỡi ngựa thôi nào. Vương Nhất vừa cười vừa bế Vương Tử Lam lên, để cô bé cưỡi trên cổ của mình, ba con họ quay người bước đi dưới ánh mặt trời. Diệp Kình Hiên và đám đàn em của anh ta khó lòng tưởng tượng ra nổi cảnh này, một người hết sức rành rẽ về bôn lôi quyền mà lại là nô lệ của con gái. Không biết vì sao Diệp Kình Hiên chợt hâm mộ cuộc sống của Vương Nhất, thế là anh ta không khỏi cao giọng gọi, tiền bối. Vương Nhất dừng bước, quay đầu nhìn Diệp Kình Hiên. Diệp Kình Hiên lớn tiếng hỏi. Không biết tiền bối tên gì. Vương Nhất cười cười, tôi tên là Vương Nhất. Vương Nhất, sao cái tên này quen thế nhỉ? Diệp Kình Hiên nhíu mày, anh ta lẩm bẩm trong miệng. Đột nhiên một tên đàn em vỗ đầu, kinh ngạc mà hô lớn, em nhớ ra rồi, hình như cái người được gả cho cô cả nhà họ Kim, Kim Thúy Như, cái cậu đi ở rể biến mất trong hôn lễ ấy cũng tên là Vương Nhất. Diệp Kình Hiên biến sắc ngay. Lúc Vương Nhất dắt Vương Tử Lam ra ngoài đã là 6 giờ tối.
Cuộc sống về đêm ở Thiên An chỉ mới vừa bắt đầu. Anh Vương. Vừa bước vào trong, tiếng gọi của một người phụ nữ đã vang lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người phụ nữ mặc đồng phục trắng đang nở nụ cười mỉm tiêu chuẩn đứng sau lưng mình, ấy là thư ký riêng của Lý Khinh Hồng, Tiêu Dao. Cô Lý à, chào cô. Vương Nhất mỉm cười gật đầu rồi mới hỏi, Lý Tổng đâu rồi? Lý Tổng đang mở cuộc họp với các vị lãnh đạo cấp cao, Tiêu Dao đáp. Vương Nhất ngạc nhiên, sao lâu thế? Vừa nhắc đến chuyện này, gương mặt Tiêu Dao bỗng trở nên mất tự nhiên, thế nhưng cô ta vẫn mỉm cười rồi đáp, xin lỗi anh Vương, đây là bí mật của công ty chúng tôi, không tiện tiết lộ cho anh. Vương Nhất cũng gật đầu, tỏ ý mình có thể hiểu. Trông cô ta có vẻ như sắp tan ca rồi, Vương Nhất không hỏi thêm gì nữa, chỉ nắm tay Vương Tử Lam đi lên phòng họp trên lầu. Từ tầng 68 đến 88 trong tòa nhà quốc tế thuộc về công ty quốc tế Lệ Tinh, phòng họp nằm ở giữa, cũng chính là tầng 78. Cửa thang máy vừa mở ra, Vương Nhất đã nghe thấy tiếng quát mắng của Lý Khinh Hồng. Trả nợ là chuyện hiển nhiên phải làm, số tiền này bọn họ nhây bao nhiêu lâu, 2 tháng rồi đấy. Trong vòng nửa tháng không đòi lại được thì tôi có thể hiểu, bây giờ đã 2 tháng trôi qua rồi mà không có một chút tiến triển nào cả, ngoại trừ các người làm việc không nghiêm túc, tôi chỉ có thể nghi ngờ năng lực của các người rồi. Tuần này là hạn chót, nếu như còn không đòi được nợ thì những người phụ trách dự án này đều phải cuốn gói cho tôi. Giọng nói của cô ta bừng bừng lửa giận, dường như ai đã đụng vào vảy ngược của Lý Khinh Hồng vậy, khiến cho cô ta nổi cơn tam bành. Vương Nhất còn đỡ, Vương Tử Lam sợ hết hồn, cô bé ôm chân Vương Nhất thật chặt. Cánh cửa phòng họp mở rộng, sắc mặt những lãnh đạo cấp cao đều xám xịt, ai nấy đều cúi đầu lầm lũi bước ra, đi lướt qua vai Vương Nhất. Có một việc Vương Nhất chưa nhận ra, một lãnh đạo nữ với dung mạo thanh tú, vóc dáng mảnh khảnh chợt khựng bước, quay đầu nhìn lại theo bản năng. Cô ta vội vàng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy, thế nhưng người qua kẻ lại hết sức đông đúc, Vương Nhất sớm đã mất dạng trong biển người. Sao thế Lý Tổng? Cậu cấp dưới đi theo sau lưng cô ta cất tiếng nhắc nhở, thang máy đóng cửa rồi. Lý Tổng chợt bừng tỉnh lại sau một hồi bần thần, cô ta lắc lắc đầu, gương mặt trông có vẻ rất cô đơn, không có gì, nhớ đến một người. Cậu cấp dưới ấy hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều, dù gì chuyện này liên quan đến đời tư của lãnh đạo. Vương Nhất dẫn Vương Tử Lam đi vào trong phòng họp, vừa nhìn đã thấy Lý Khinh Hồng. Lý Khinh Hồng quay lưng về phía Vương Nhất, phòng họp vô cùng rộng lớn, chỉ có một mình cô mà thôi. Đèn đã tắt từ lâu, chỉ có ánh sáng hiu hắt từ cây đèn ngoài hành lang rọi vàng, kéo bóng dáng của cô ra thẳng tắp. Trông cô hơi mệt mỏi, hai tay bưng trán, cũng không biết đang nghĩ gì. Mẹ ơi! Vương Tử Lam cũng nhận ra tâm trạng của Lý Khinh Hồng không tốt. Cô bé nấp sau lưng Vương Nhất, cất tiếng gọi khe khẽ. Lý Khinh Hồng chợt run rẩy, cô quay đầu lại, sau khi nhìn thấy Vương Nhất dắt theo Vương Tử Lam đứng sau lưng mình, cô lặng lẽ nhìn con bé. Tử Lam! Lý Khinh Hồng lập tức đứng dậy, dang rộng hai tay. Vương Tử Lam chạy đến ôm chặt lấy cô. Lý Khinh Hồng bèn bế Vương Tử Lam lên, Vương Nhất cũng bước đến bên cạnh cô, anh hỏi dò, sao thế, xảy ra chuyện gì? Dù là lúc Vương Nhất xa cơ hay tỏa sáng, lúc đối mặt với Lý Khinh Hồng, anh vĩnh viễn luôn dè dặt như thế. Lý Khinh Hồng lắc lắc đầu, không trả lời mà chỉ nhìn Vương Nhất với vẻ ngạc nhiên, sao trễ thế anh mới đến? Xảy ra chút việc trong nhà trẻ, lỡ thời gian. Vương Nhất mỉm cười rồi nói, sau này em phải hỏi thăm chuyện học hành của con nhiều hơn mới được, đừng có mài đầu vào công việc mãi thế. Lý Khinh Hồng im lặng một lúc, em sẽ điều tiết lại thời gian. Anh biết em rất xem trọng công việc, thế nhưng bây giờ anh đã về rồi. Vương Nhất nhìn Lý Khinh Hồng với vẻ chân thành rồi nói, kiếm tiền nuôi vợ nuôi con là trách nhiệm của anh. Lý Khinh Hồng mỉm cười không đáp, chỉ nói, về nhà thôi. Sau khi dứt lời, cô bế Tử Lam đi ra khỏi phòng họp. Khinh Hồng, Vương Nhất chợt cất tiếng gọi. Còn việc gì nữa sao? Lý Khinh Hồng ngoái đầu nhìn lại. Anh biết hồi trước anh không có ở đây thì em rất hận anh. Nhưng bây giờ anh về rồi, ít nhất cũng để em chia sẻ gánh nặng với em nhé. Vương Nhất nhìn Lý Khinh Hồng một cách nghiêm túc, anh lắc đầu, anh không muốn chuyện gì cũng phải để em gánh chịu, nếu là thế trông anh cứ như đồ thừa vậy. Sắc mặt Lý Khinh Hồng có vẻ lạ lùng, cô quay mặt đi, không nhìn Vương Nhất nữa, em đã quen rồi, hơn nữa chuyện này anh cũng không giúp gì được.
Câu nói của cô đã kích thích đến Vương Nhất, em còn chưa nói thì sao biết anh không giúp em được. Lý Khinh Hồng im lặng một lúc lâu, thấy Vương Nhất cố chấp như thế, cô chỉ đành thỏa hiệp. Vậy được, để em cho anh hay. 5 phút sau, Lý Khinh Hồng ngẩng đầu lên, nhìn Vương Nhất rồi nói. Sắc mặt Vương Nhất dịu lại, ánh mắt anh nhìn Lý Khinh Hồng cũng thêm phần dịu dàng và áy náy. Với Vương Nhất, 5 năm chinh chiến cũng là lúc anh thay ra đổi thịt, nhưng với Lý Khinh Hồng thì chẳng khác nào một cơn ác mộng. Khi hay tin mình mang thai, không biết được cô đã hoảng hốt và sợ hãi đến mức nào, mệt mỏi, đau khổ cũng không ai cho cô một cái ôm, đến lúc sinh hạ Vương Tử Lam thì cũng chỉ có một mình cô mà thôi. Tính tình Lý Khinh Hồng vẫn luôn là thế, cô đã quen với việc im lặng gánh vác mọi trách nhiệm, cho dù bị tổn thương, tủi thân thì cũng không nói với bất kỳ ai cả. Về điểm này, cho dù Vương Nhất có quay lại thì cũng không hề thay đổi. Vương Nhất không hề trách cô, anh chỉ cảm thấy áy náy mà thôi. Bất kỳ chuyện gì cũng cần một quá trình, điều khiến Vương Nhất cảm thấy an ủi nhất là giữa anh và Lý Khinh Hồng vẫn còn một mối liên hệ, Vương Tử Lam. Vì con gái, Lý Khinh Hồng chấp nhận mở cánh cửa lòng để tìm hiểu người đàn ông xa lạ này. Vương Tử Lam nằm trong lồng ngực Lý Khinh Hồng, cô bé đã ngủ rồi. Dáng ngủ của đứa bé này rất đáng yêu, chiếc miệng xinh xắn hơi hé mở, còn vương giọt nước miếng, khóe môi cong cong như thể đang gặp một giấc mộng đẹp vậy. Lý Khinh Hồng cẩn thận lau nước miếng cho con rồi mới kể cho Vương Nhất nghe việc phiền phức mà mình đang gặp phải. Vương Nhất im lặng lắng nghe, gương mặt anh trông có vẻ rất nghiêm túc. Thật ra mọi chuyện cũng gần như suy đoán của Vương Nhất, một doanh nghiệp lớn nợ tiền Lệ Tinh nhưng không trả, hẹn lần hẹn lữa mãi cho đến lúc Lệ Tinh không nhịn nổi nữa. Công ty nợ tiền ấy tên Giải Trí Huy Hoàng, là một công ty giải trí kiêm nhiệm nhiều loại hình, khách sạn, karaoke, bar, sòng bài, thỉnh thoảng cũng có vài ngôi sao danh tiếng bình bình đến chơi, hoặc là làm khách mời cố định để thu hút người xem, cũng coi như có dính dáng đến giới giải trí. Nhưng bọn họ không sạch sẽ. Nhìn lại lịch sử hợp tác của Giải Trí Huy Hoàng, đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ ỷ thế ức hiếp đối tác, không chịu trả nợ. Vốn dĩ một công ty có lịch sử đen, vừa bị Bộ Kinh tế điều tra đã điều tra ra ngay không nằm trong phạm vi hợp tác của Lý Khinh Hồng, chỉ có điều một thời gian trước có vị lãnh đạo cao cấp tham lam, nóng vội muốn hoàn thành dự án cho mau nên mới giấu Lý Khinh Hồng hợp tác với Giải Trí Huy Hoàng. Kết quả lúc dự án sắp hoàn thành, Lệ Tinh yêu cầu thanh toán, Huy Hoàng lại lần kéo mãi, rõ ràng bọn họ không muốn trả. Số tiền nợ tổng cộng lên đến 3.000 tỷ, đối với Lệ Tinh, đây là một con số không nhỏ chút nào. Sau khi biết chuyện này, Lý Khinh Hồng không chỉ một lần nổi cơn tức giận trong cuộc họp, cô đã đuổi việc giám đốc cấp cao ấy rồi, đồng thời còn ra lệnh nếu trong tuần này mà không đòi được nợ thì sẽ đuổi việc hết. Sau khi nói dứt lời, sắc mặt Lý Khinh Hồng hết sức lạnh lùng, rõ ràng cô vô cùng tức giận. Cũng khó mà trách được, tạm thời gác lại chuyện 3.000 tỷ không phải là con số nhỏ, chỉ mỗi việc mình bị qua mặt thôi đã khiến cho cô tức giận lắm rồi, không lấy lại được tiền thì không để yên. Đây là việc khiến cho em phiền não, nói cho anh biết thì có ích gì. Lý Khinh Hồng nhìn Vương Nhất với vẻ lạnh nhạt. Vương Nhất mỉm cười rồi nói, nếu như anh thật sự tìm ra cách thì sao? Lý Khinh Hồng lắc lắc đầu, đáp lại anh một cách nghiêm túc, anh biết bây giờ em bất mãn anh nhất ở điểm nào không? Điểm nào, sắc mặt Vương Nhất hơi thay đổi. Nói mà không giữ chữ tín. Lý Khinh Hồng quay đầu đi, giọng nói hết sức lạnh lùng, anh nghèo cũng được. Cũng có thể không có công việc, tôi có thể nuôi anh, nhưng anh là một người đàn ông. Là một người đàn ông thì phải có trách nhiệm với lời nói của mình, tôi biết anh muốn an ủi tôi, nhưng cách an ủi của anh rất lâu. Vương Nhất ngẩn người nhìn Lý Khinh Hồng, anh cười khổ, không giải thích thêm gì nữa. Về nhà đi. Lý Khinh Hồng bế Vương Tử Lam đang ngủ say lên, quay đầu đi ra khỏi phòng họp. Trong bóng tối, ánh mắt Vương Nhất chợt thay đổi, trở nên sắc sảo như chim ưng. Anh lấy điện thoại ra, bấm một dãy số, đi điều tra công ty Giải Trí Huy Hoàng. Dạ, thiếu chủ. Hiệu suất làm việc của Lãnh Nhan rất nhanh, Vương Nhất vừa tới tử viên đã nhận được thông tin. Thiếu chủ, Giải Trí Huy Hoàng là tập đoàn giải trí dưới trướng nhà họ Bạch ở Thiên An, nhưng mà công ty ấy không hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của nhà họ Bạch, bọn họ chỉ nắm một nửa cổ phần thôi, nửa số cổ phần còn lại là của nhà họ Đồng, thế lực ngầm. Lãnh Nhan tiếp tục báo cáo. Đồng thời, họ Bạch và họ nhà họ Kim có quan hệ làm ăn rất mật thiết. Được. Nghe thông tin chấn động như thế,
Phương Nhất Chỉ hờ hững gật đầu, chứng tỏ anh đã có tính toán riêng của bản thân. Lãnh Nhan, ngày mai cô theo tôi đến giải trí Huy Hoàng một chuyến. Anh nói với chất giọng lạnh lùng. Dạ. Ngày hôm sau, mặt trời vừa mọc. Lý Khinh Hồng toan xuống tầng một gọi Vương Nhất đi ăn sáng, mặc dù anh đã tổ chức một buổi hôn lễ linh đình trước nay chưa từng có cho cô, nhưng đến khâu đeo nhẫn thì cô lại từ chối, bởi thế hai người vẫn chưa được tính là vợ chồng thật sự, tất nhiên phải chia phòng ngủ riêng. Nhưng vừa đẩy cửa ra, cửa sổ không đóng, ngọn gió ban mai lạnh lẽo kêu xào xạc bên khung cửa, không thấy bóng dáng Vương Nhất đâu cả. Lý Khinh Hồng nhíu mày, lặng lẽ đóng cửa lại, cô thầm mắng trong lòng, không biết cái tên này đi đâu nữa rồi. Nhưng cô không rảnh đi tìm Vương Nhất, sau khi đưa Vương Tử Lam đến trường mẫu giáo, Lý Khinh Hồng đi thẳng đến công ty. Hôm nay cô phải xử lý phương án mà nhà họ Lâm đã đưa ra. Cùng lúc đó, trong tòa nhà Huy Hoàng, một chiếc Rolls-Royce đen đậu trước cửa tòa nhà. Cửa xe vừa mở ra, Vương Nhất chậm rãi bước xuống, anh mặc bộ vest đen, giày da bóng loáng, Lãnh Nhan đi theo sau, vẫn mặc đồ bình thường như mọi ngày, bộ quần áo vừa người màu đen, đi đôi giày cao gót 10 phân, theo sát Vương Nhất không rời nửa bước. Hai người chậm rãi bước đến trước cửa tòa nhà Lãnh Nhan. Hai bảo vệ có vóc dáng cao to đang đứng trước cổng lập tức chặn Vương Nhất lại, gương mặt họ có vẻ rất bất mãn, làm gì đấy? Ánh mắt Lãnh Nhan lập tức trở nên lạnh lùng, cô ta toan ra tay nhưng lại bị Vương Nhất ngăn cản. Anh nhìn Lãnh Nhan rồi lắc lắc đầu. Lãnh Nhan im lặng một lúc mới lặng lẽ lùi về sau Vương Nhất, cô ta vẫn không nói tiếng nào. Rồi sau đó, Vương Nhất lại liếc nhìn hai tay bảo vệ gác cửa, anh nói với giọng bình thản, phiền hai anh thông báo cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bạch Vũ một tiếng, cứ bảo chúng tôi là người của tập đoàn Lệ Tinh. Hai tay bảo vệ nghe thấy thế, ánh mắt thoáng có vẻ lạnh lùng, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều, hai người là người của tập đoàn Lệ Tinh à. Đúng thế. Hai tay bảo vệ lập tức đuổi khách, thật xin lỗi, tập đoàn Lệ Tinh đã bị công ty chúng tôi cho vào danh sách đen, mau cút đi đi. Danh sách đen. Vương Nhất không những không tức giận mà còn phì cười, thế thì phiền kéo chúng tôi ra khỏi danh sách đen. Hai tay bảo vệ cười gằn, xem ra hai người không tính bỏ đi hả? Nếu đã là thế, lát nữa thiếu mất cái chân cái tay nào cũng đừng trách chúng tôi. Rõ ràng hai người bọn họ không phải là bảo vệ bình thường mà giống như bọn côn đồ đâm thuê chém mướn hơn. Xoẹt! Không ngờ bọn chúng lại rút con dao ngắn từ trong lồng ngực ra, một tên đâm dao về phía Lãnh Nhan và Vương Nhất. Giải trí Huy Hoàng hợp tác với nhà họ Đồng, thế lực ngầm ở Thiên An, để bảo vệ sự an toàn của nhân viên trong giải trí Huy Hoàng, nhà họ Đồng cử không ít đàn em đến đây nằm vùng dưới thân phận bảo vệ. Thấy con dao sắp chém trúng người Vương Nhất, Lãnh Nhan lập tức ra tay. Bốp bốp, còn chưa kịp nhìn thấy cô ta đã động thủ như thế nào, tên bảo vệ ấy đã bị đá văng đi, đập người vào vách tường tòa nhà. Rắc rắc, vách tường lập tức nứt ra vài đường. Toàn bộ quá trình không đến một giây, gần như chỉ trong nháy mắt, tên bảo vệ đã sống dở chết dở bị cắm vào trong tường, tên bảo vệ còn lại nhìn đến chảy rãi, lại cạch một tiếng, con dao găm trong tay rơi xuống trên mặt đất, chân run rẩy. Con đàn bà này nhìn thì gợi cảm nóng bỏng mà sao lại bạo lực như vậy? Cần lực lớn đến mức nào mới đá bể được bức tường của công ty bọn họ? Bây giờ có thể gọi ông chủ của các người ra chưa? Vương Nhất thản nhiên ngồi xuống khu vực tiếp tân bên cạnh, lạnh lùng nói, chuyện này các anh không quản được đâu, vì một chuyện các anh không quản được mà mất mạng thì không đáng. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng nhưng người bảo vệ kia mặt tái mét, chẳng thèm suy nghĩ gì mà quay đầu bỏ chạy, thậm chí còn bị ngã vì quá sợ hãi. Vương Nhất ngồi trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, im lặng chờ kết quả báo lại. Lãnh Nhan cung kính đứng sang một bên, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, thiếu chủ, chuyện này anh cần gì phải ra mặt, một mình tôi là đủ rồi. Vương Nhất lại mỉm cười, điềm nhiên nói, Lãnh Nhan, bây giờ không còn được như trước nữa, lúc trước cô hành động như vậy tôi ủng hộ, nhưng bây giờ tôi đã xuất ngũ rồi, là một công dân tuân thủ pháp luật, bị hạn chế ở khắp mọi nơi, đương nhiên không thể làm như thế được. Lãnh Nhan miệng vâng một tiếng, nếu thiếu chủ đã nói như vậy, cô ấy cũng không tiện nói gì. Vương Nhất thấy hết cả, không nhịn được cười, nếu như đối phương không phối hợp, có chuyện cần cô ra tay, chúng ta cũng không thể chịu thiệt thòi mà cô nói phải không? Lúc này Lãnh Nhan mới nở một nụ cười, háo hức chờ đợi đứng sau Vương Nhất. Ồ, hóa ra là khách của Lệ Tinh.
Đúng là khách quý, khách quý. Đúng lúc này, một tiếng cười quyến rũ vang lên từ khu vực thang máy, Vương Nhất và Lãnh Nhan cùng nhìn về hướng phát ra giọng nói đó. Chỉ thấy một cô gái xinh đẹp, quyến rũ, thân hình bốc lửa như hồ ly tinh bước ra từ đó, trên người mặc một chiếc váy lưới mỏng. Vương Nhất ôm trọn lấy cơ thể, tôn lên một cách hoàn hảo và tinh tế cơ thể yêu kiều, hấp dẫn của cô ta, mềm mại như rắn nước. Khuôn mặt trái xoan trắng nõn được tô điểm bằng lớp trang điểm khá dày, thậm chí cặp mắt đào hoa hút hồn người khác còn được đánh lên một lớp phấn mắt màu tím diêm dúa lòe loẹt. Cô ta bước trên đôi giày cao gót platform 10 phân, bước đi như catwalk, đi đến trước mặt Vương Nhất, ngay lập tức, một mùi nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào mặt, kích thích lỗ mũi của Vương Nhất. Vương Nhất khẽ cau mày, lùi lại một bước, lạnh lùng đánh giá người phụ nữ trên người toàn mùi vị phong trần này. Tôi tự giới thiệu, tôi là trưởng bộ phận ngoại thương của giải trí Huy Hoàng, Liễu Mộng. Người phụ nữ cười khúc khích vươn một bàn tay ra, nháy mắt đánh giá Vương Nhất, người dưới trướng của tôi hơi lỗ mãng, mong anh đừng trách tội. Liễu Mộng bề ngoài là lãnh đạo của giải trí Huy Hoàng, thật ra chỉ là trên danh nghĩa thôi, thực chất cô ta là người tình được bao nuôi của Đồng Kiệt nhà họ Đồng, được Đồng Kiệt phái đến giám sát hướng hoạt động thực sự của giải trí Huy Hoàng. Lãnh Nhan thì thào bên tai Vương Nhất giới thiệu. Vương Nhất không bắt tay với Liễu Mộng, đi thẳng vào vấn đề, tôi đến đây để lấy tiền, khi nào có tiền thì tôi rời đi. Hi hi, anh Vương, anh nói thế thì quan hệ hai nhà chúng ta lại xa lạ quá rồi. Dù sao chúng ta cũng đã từng hợp tác, không uống một ly thì không thể nói tiếp được. Liễu Mộng cười khúc khích, có chuyện gì, chúng ta cứ từ từ bàn trên bàn rượu. Vương Nhất lạnh lùng liếc nhìn ả ta một cái, lập tức hiểu được ý của Liễu Mộng. Sợ là giải trí Huy Hoàng nhất quyết không muốn đưa tiền. Được rồi, dẫn đường đi. Vương Nhất người thì giỏi mà gan lại lớn, cũng muốn xem thử giải trí Huy Hoàng muốn giở chiêu trò gì. Bên này, Liễu Mộng bấm thang máy, mỉm cười mời Vương Nhất và Lãnh Nhan bước vào, nhưng tay còn lại của ả ta lại lặng lẽ đút vào túi còn lại. Thang máy không đi lên mà đi xuống tầng hầm thứ hai. Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, Vương Nhất liền nghe thấy một tràng nhạc rock đinh tai nhức óc. Hóa ra tầng hầm thứ hai thực chất là một hộp đêm cao cấp. Vì nằm ở tầng hầm thứ hai, không có ánh sáng mặt trời nên ngày cũng như đêm, đây là quán bar mở cửa 24/24. Ánh đèn màu sặc sỡ, trên sàn nhảy là các cô người mẫu dáng người nóng bỏng đang vuốt tóc uốn éo khuấy động không khí, mấy nam nữ thanh niên xăm đầy người ôm ấp nhau sát giạt, lắc lư điên cuồng, toàn bộ không khí tởm lợm chướng tai gai mắt, khiến người ta buồn nôn. Tiếng nhạc rock đinh tai nhức óc sập sình. Không khí xen lẫn mùi đồ uống có cồn kém chất lượng, Vương Nhất mặt vẫn không biến sắc, nhưng Lãnh Nhan phía sau lại rất ghét mấy nơi như thế này, vẻ mặt càng thêm lạnh hơn. Liễu Mộng ngồi xuống một quầy rượu, sau đó tay nghề điêu luyện pha ba ly rượu Tây, một ly cho Vương Nhất, một ly cho Lãnh Nhan và một ly còn lại cho chính mình, đôi môi đỏ diêm dúa lẳng lơ nếm thử một ngụm, dưới ánh đèn màu, khuôn mặt của Liễu Mộng trông vô cùng quyến rũ. Vương Nhất cầm lấy ly rượu Tây, cũng không có uống ngay. Chỉ lắc nhẹ một cái, nhẹ nhàng nói, cô Liễu coi nơi này là nơi đàm phán có hơi không thích hợp nhỉ? Có gì không thích hợp? Khóe miệng Liễu Mộng nhếch lên mang chút ý giễu cợt, nói cách khác, anh Vương không biết phải trái đúng sai đã tới đây đòi nợ thì thích hợp à? Vương Nhất nhướng mày nói, mượn nợ thì phải trả tiền, đó là điều hiển nhiên. Hơn nữa, trên hợp đồng giấy trắng mực đen viết rõ ràng, các người còn 300 tỷ chưa trả. Đúng là trên hợp đồng viết như thế. Nhưng dịch vụ của Lệ Tinh các anh có thật sự hoàn hảo không? Liễu Mộng vẫn tươi cười, nhưng nụ cười đó lại có vẻ rất lạnh lùng. Hộp đêm này là do Lệ Tinh các anh xây dựng, nhưng quá trình xây dựng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Hơn nữa phong cách thiết kế không làm theo yêu cầu của bên chúng tôi. Nếu tôi là Bạch Tổng, tôi sẽ từ chối trả 300 tỷ còn lại. Vương Nhất nở nụ cười. Kẻ ác cáo trạng trước. Cũng đúng. Cô Liễu Mộng này tuổi còn trẻ như vậy mà lại có thể giành được sự cưng chiều của Đồng Kiệt thì thực sự phải có chút thủ đoạn. Thấy Vương Nhất không lên tiếng, Liễu Mộng cho rằng Vương Nhất sợ nên nói tiếp, anh Vương, Bạch Tổng đã tỏ rõ là sẽ thanh toán khoản tiền còn lại, nhưng không phải bây giờ. Vậy thì khi nào, Vương Nhất cười càng tươi, có vẻ rất hào hứng hỏi. Gần đây giải trí Huy Hoàng chúng tôi đang bận một dự án lớn, thu ít hơn chi. Đợi có lợi nhuận rồi chúng tôi sẽ trả góp cho Lệ Tinh. Liễu Mộng nghiêm mặt nói, về chuyện này thì ngài có thể hoàn toàn yên tâm. Huy Hoàng chúng tôi là một doanh nghiệp uy tín,
tuyệt đối sẽ không bao giờ làm ra chuyện nợ tiền mà không trả. Nói tới đây, vẫn là do Lý Tổng của các anh chẳng hiểu gì về Bạch Tổng của chúng tôi, nhưng Bạch Tổng của chúng tôi kẻ lớn không thèm chấp kẻ tiểu nhân, đã dặn dò tôi là sau này có hạng mục nào kiếm được tiền thì kéo theo Lệ Tinh với, mọi người cùng kiếm tiền với nhau. Tuy nhiên, nếu Lý Tổng của các anh muốn phá hỏng mối quan hệ hợp tác trong tương lai chỉ vì 300 tỷ còn con này, làm Bạch Tổng tức giận, gây ra những rắc rối không cần thiết, thì tôi không thể đảm bảo đâu. Nói đến đây, nó đã trở thành một lời đe dọa trần trụi, mặc dù Liễu Mộng đang mỉm cười nhưng trên nụ cười lại rất dữ tợn. Mà những người đàn ông xung quanh đang uống rượu, cũng như có như không nhìn sang đây với đôi mắt u ám. Phần eo mỗi người họ đều nhô lên, vừa nhìn là đã biết có dấu hàng. Tự tìm đường chết. Lãnh Nhan thấy thế lập tức giận điên người, chuẩn bị hành động. Vương Nhất vẫn ngăn cô ấy lại, không nhìn ra trên mặt có tí không vui nào, vẫn điềm nhiên hỏi, nói thế là 300 tỷ này không lấy được phải không? Anh Vương, tôi cũng bất lực. Liễu Mộng thương xót. Vậy được thôi. Vương Nhất tuy rằng gật đầu, nhưng không có ý định rời đi, cô Liễu nói đúng, Lệ Tinh và Huy Hoàng là đối tác làm ăn. Vì tiền mà tổn thương hòa khí thì không đáng. Liễu Mộng nghe vậy lập tức mặt này rạng rỡ nói, vậy mới đúng chứ, anh Vương, ở đây chơi một lát không? Được, chơi một lát. Vương Nhất cười gật đầu. Liễu Mộng lập tức kêu một người đàn ông mặc vest tới và giới thiệu, đây là anh Vương của bên Lệ Tinh, tiếp đãi chu đáo vào, nên là phí đồ uống cứ tính cho tôi. Vâng, Liễu Tổng. Người đàn ông mặc vest mang tới một chai Amander Brignac rồi rời đi. Vương Nhất cầm lấy hai cái ly thủy tinh, đưa cho Lãnh Nhan một cái, sau đó chậm rãi nhấp nháp rượu. Lãnh Nhan vẻ mặt đầy ấm ức, thiếu chủ, chúng ta cứ để vậy sao? Lãnh Nhan, cô ở bên cạnh tôi lâu như vậy mà còn không biết tính tình của tôi ư? Vương Nhất nhấp một ngụm rượu, cười nói, tôi có bao giờ để bị ức hiếp không? Thiếu chủ, ý của anh là, Lãnh Nhan hai mắt sáng lên. Chúng ta là những công dân tuân thủ pháp luật, có một số việc chúng tôi không thể làm, nhưng không có nghĩa là những người khác không thể làm được. Vương Nhất mỉm cười bấm một dãy số, ngay sau đó, cuộc gọi được kết nối, một giọng nói cảnh giác truyền đến. Có chuyện gì vậy? Có rảnh không? Vương Nhất cười hỏi. Tìm tôi làm gì? Giọng nói càng thêm cảnh giác. Mời anh uống rượu. Vương Nhất cười nói, tiện thể giúp tôi đập phá một công ty. Đợi khi Kim Thành Phong mang theo người tới, Vương Nhất đang nhàn nhã uống rượu. Sau lưng bọn họ có 3-4 nhân viên pha chế đi lại, trông có vẻ thản nhiên, nhưng ánh mắt luôn liếc về phía họ, rõ ràng Liễu Mộng đã phái người giám sát bọn họ. Vương Nhất cũng không quan tâm, vừa thấy Kim Thành Phong đi tới liền vẫy tay với hắn. Kim Thành Phong sợ hãi nhìn Lãnh Nhan bên cạnh Vương Nhất, hình ảnh Lãnh Nhan như sát thần từ trên trời giáng xuống ngày hôm đó, đến tận hôm nay vẫn giống như một cơn ác mộng, in sâu vào tâm trí hắn. Đối diện với ánh mắt của Kim Thành Phong, Lãnh Nhan hoàn toàn không quan tâm, trong mắt Lãnh Nhan minh, mạng sống của Kim Thành Phong chỉ đáng giá như một con kiến trên mặt đất. Vương Nhất chỉ vào ghế đối diện mỉm cười, ngồi đi. Kim Thành Phong như đứng đống lửa, như ngồi đống than, ngồi trước mặt Vương Nhất, đánh giá xung quanh một chút, nhíu mày, đây không phải quán ba do nhà họ Bạch mở sao? Anh đến đây làm gì? Vương Nhất khẽ liếc anh một cái, tôi muốn làm gì còn cần sự đồng ý của cậu à? Kim Thành Phong đột nhiên co rụt cổ, nhận ra mình nói bậy, vội vàng rót cho mình một ly rượu, tôi tự phạt một ly. Nói xong, hắn ửng ực hốc hết một ly Amander Brignac lớn, mặt lập tức ửng đỏ. Đừng sợ, tôi là người công tư phân minh, từ đầu tới cuối người mà tôi nhắm đến chỉ có Kim Thúy Như mà thôi, không liên quan gì đến anh. Vương Nhất nhìn Kim Thành Phong, cười nói, hơn nữa hiện tại cậu là người của tôi, đương nhiên tôi sẽ không đối xử tệ với cậu. Nói xong, Vương Nhất nâng ly tỏ thành ý với Kim Thành Phong. Cảm ơn. Kim Thành Phong do dự một chút, nhưng vẫn nâng ly lên, cùng ly với Vương Nhất. Vương Nhất chỉ uống một ngụm, còn Kim Thành Phong lại uống cạn một ly, có lẽ theo suy nghĩ của anh ta, uống với Vương Nhất nhất định phải cạn ly. Thuốc giải thì sao? Ánh mắt Kim Thành Phong trở nên thiết tha nhìn Vương Nhất, đưa tay về phía Vương Nhất. Thuốc giải ở chỗ tôi. Vương Nhất vẫn nhàn nhạt cười. Tôi sẽ giao cho cậu, nhưng không phải bây giờ. Thế là Kim Thành Phong hoàn toàn hiểu được ý tứ của Vương Nhất. Sau khi bị Vương Nhất cho uống thuốc độc, anh ta đã tự tìm đến một vị bác sĩ nổi tiếng,
nhưng ngay cả vị bác sĩ nổi tiếng đó cũng không thể biết được đó là loại độc dược nào, khiến Kim Thành Phong tuyệt vọng. Anh ta biết Vương Nhất muốn nói gì, muốn có thuốc giải. Được thôi, làm việc cho tôi, làm con chó của tôi. Bây giờ, đã đến lúc con chó hắn lần đầu tiên giúp ông chủ làm việc. Kim Thành Phong hít sâu một hơi nói cho tôi biết, anh muốn ta đập phá công ty nào. Vương Nhất chỉ xuống đất nói, không vội, trước tiên bắt đầu từ chỗ này. Chỗ này, ngay lập tức, khóe mắt Kim Thành Phong co giật dữ dội, đây là quán ba dưới trướng nhà họ Bạch. Vì là quán ba do nhà họ Bạch mở, nên tôi mới muốn phá. Vẻ mặt của Kim Thành Phong sắp khóc, trong mắt càng thêm sợ hãi, đây là quán ba do nhà họ Bạch mở, nhà họ Kim gần đây thân với nhà họ Bạch. Anh để tôi đập phá tài sản của nhà họ Bạch, chuyện này là anh ép tôi vào thế bí đó, chị gái tôi sẽ giết tôi. Vương Nhất đột nhiên cười lạnh một tiếng, làm việc cho tôi mà không mạo hiểm một tí thì sao mà được. Hơn nữa nếu không có rủi ro, cậu làm sao có thể chứng minh lòng trung thành của cậu. Nghe được lời nói giống như ma quỷ của Vương Nhất, Kim Thành Phong giật mình ớn lạnh. Ma quỷ, anh là ma quỷ, còn ác độc hơn cả chị gái tôi. Anh ta vừa kinh hãi vừa phẫn nộ vừa sợ sệt nói, đừng tưởng tất cả những chuyện lúc này anh làm chị tôi không biết, anh muốn khiêu chiến sự nhẫn nại của chị tôi. Vẻ mặt Vương Nhất kỳ quái hỏi, người đập phá công ty của nhà họ Bạch là cậu, người làm rối tung mối quan hệ giữa nhà họ Bạch và nhà họ Kim cũng là cậu. Liên quan gì đến tôi? Anh, Kim Thành Phong hít thở không thông, rốt cuộc cũng hiểu được tại sao Vương Nhất lại gọi hắn tới đây, coi hắn như bia đỡ đạn đây mà. Chuyện đập phá cửa tiệm Diệp Kình Hiên cũng có thể làm được, tại sao cứ phải gọi Kim Thành Phong hắn? Bởi vì gọi Kim Thành Phong sẽ giảm thiểu tối đa rủi ro tổn thất và bị lộ hơn, mà Kình Hiên bang của Diệp Kình Hiên nói thế nào cũng là một thế lực ngầm cùng nổi danh với nhà họ Đồng, nếu làm lớn chuyện thì sẽ liên lụy Diệp Kình Hiên, chuyện này không cần thiết. Kim Thành Phong vốn đang muốn chửi cha mắng mẹ người nào đó thì đột nhiên kìm nén lại, hít sâu một hơi, sau đó đập mạnh cái ly thủy tinh được chế tác tinh mỹ trong tay xuống đất. Toanh! Nháy mắt, chiếc ly thủy tinh bị đập vỡ tan tành. Âm thanh bén nhọn chói tai vang lên thu hút sự chú ý của tất cả những người có mặt ở đây. Nhạc đột ngột dừng lại, những nữ dancer đang nhảy cũng ngừng lại, hoang mang nhìn tình cảnh bên dưới, chỉ có ánh đèn màu đầy màu sắc vẫn lập lòe như cũ, nhấp nháy soi lên gương mặt từng người. Các anh định làm gì? Một vài nhân viên pha chế chạy đến, giận dữ tra hỏi, tại sao lại làm bể ly rượu? Các người bán rượu giả cho tôi lại còn hỏi tôi tại sao? Một ánh mắt hung tợn lóe lên trong mắt Kim Thành Phong, anh ta cười khẩy, loảng xoảng tiếng nữa, một chân đá đổ cái bàn trước mặt. Ao ao, loảng xoảng. Bàn bị đạp đổ ngay lập tức, rượu đặt trên đó vỡ tan tành thành từng mảnh, rượu chảy khắp sàn nhà. Anh nói láo. Người pha chế đỏ mặt cãi lại, mỗi chai rượu ở đây đều đã được kiểm định nghiêm ngặt. Tuy nói như vậy, nhưng Vương Nhất vẫn nghe ra anh ta hơi thiếu tự tin. Ngành nào cũng vì mục đích kiếm tiền, quán ba đêm lại càng như thế, đừng nói là ở đây, các quán ba khác dù ít hay nhiều cũng ăn bớt ăn xén nhập vài chai rượu ngoại giả, đây là quy củ của ngành, ai cũng hiểu cả. Chỉ là không ai bóc trần thôi. Nói ra, tương đương với việc phá vỡ các quy củ của ngành, chặt đứt con đường tiền tài của mọi người. Tôi nói đây là rượu giả, thì đây là rượu giả. Kim Thành Phong mặt đầy tức giận, lạnh giọng nói. Có muốn tôi gọi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tới không? Nhân viên pha chế kinh hãi, lỡ như thật sự quấy rầy đến Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, sự việc sẽ trở nên nghiêm trọng. Kim Thành Phong mở một chai rượu Tây, dùng mũi ngửi một hơi, lại nện xuống đất, rượu giả. Nói xong, anh ta mở một chai khác, uống một ngụm rồi lại đập xuống đất, rượu giả. Rượu giả. Rượu giả. Vẫn là rượu giả. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Tiếng đập chai liên tục vang lên, mỗi lần Kim Thành Phong mở một chai là lại đập một chai. Trong chốc lát, rượu ngoại quý được cất kỹ trong tủ lạnh gần như bị đập bể gần hết. Nhân viên pha chế giận mà không dám nói, chỉ duy có Vương Nhất, kể từ khi Kim Thành Phong đập chai rượu ngoại đầu tiên, anh không ngừng mỉm cười nhìn Kim Thành Phong hài lòng. Thằng nhóc này, hiểu chuyện. Đây đều là rượu giả. Kim Thành Phong hung hăng liếc một vòng mọi người trong đây, u ám nói. Ông đây vốn muốn vui vẻ uống rượu, cưa gái, thế mà dám bán rượu giả cho ông, chúng mày chán sống rồi sao? Vừa nói, anh ta vừa đập mạnh lên quầy ba, quát lớn,
anh em đâu, đập cái chỗ bán rượu giả này cho tao. Rầm rầm. Theo lệnh của Kim Thành Phong, lập tức 7-8 người đàn ông mạnh mẽ xông lên, đập tan tan tành quầy ba. Ầm rầm rầm. Ngay lập tức, tất cả số rượu ngoại đều bị đập bể tan tành, rượu xanh đỏ tím vàng sắp chảy thành con sông nhỏ. A. À, nhìn thấy cảnh này, mấy nữ dancer khuấy động không khí bị dọa cho mất hồn, hét lên bỏ chạy. Nhất thời, âm thanh đập vỡ, tiếng la hét và tiếng hét giận dữ cùng nhau vang lên, tạo thành một khúc nhạc bạo lực tuyệt đẹp. Các vệ sĩ do Kim Thành Phong mang tới chỉ đập đồ chứ không làm ai bị thương, hiệu suất rất nhanh. Đạp tầng 1 xong thì tới tầng 2 xong thì tới phòng VIP. Kim Thành Phong trở về bên cạnh Vương Nhất, nhẹ giọng hỏi, tôi làm thế nào? Có vừa lòng không? Vương Nhất vui vẻ gật đầu, không tệ, phong cảnh rất đẹp. Lúc nói chuyện, anh đã lấy ra một viên thuốc màu trắng và đưa cho Kim Thành Phong. Nhìn viên thuốc màu trắng trong lòng bàn tay, Kim Thành Phong vội vàng nuốt xuống như nhặt được bảo bối. Màn đập phá vẫn tiếp tục, nhưng kẻ đầu têu Vương Nhất vẫn ung dung uống rượu như cũ, giống như mọi chuyện không liên quan gì đến anh. Trên mặt anh nở nụ cười cay nghiệt, không trả 300 tỷ. Được. Vậy thì phá cho đến khi giá trị tổn thất của nhà họ Bạch lên đến 300 tỷ. Nhà họ Lý và Lệ Tinh Quốc tế hẹn nhau lúc 10 giờ sáng. Lúc 9 giờ, Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc đã đợi ở tầng dưới của tòa nhà quốc tế. Lý Mộng Đình thậm chí còn cố ý ăn mặc chỉn chu và trang điểm thật hoàn hảo, không chỉ để ứng phó với cuộc gặp gỡ quan trọng sắp tới mà còn để tạo ấn tượng tốt với Chủ tịch Lệ Tinh, hơn thế nữa là vì lát nữa đồng hành với cô còn có Bạch Hiển con trai nhà họ Bạch. Sau một vài ngày gặp gỡ, Lý Mộng Đình và Bạch Hiển nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nhà họ Bạch đã đồng ý với nhà họ Lý chuyện giúp tìm kiếm một ngôi sao làm người đại diện, mọi chuyện đã giải quyết dễ dàng. Lúc này, một chiếc Audi bình thường đậu trước mặt mẹ con Lý Mộng Đình, một người đàn ông mặc vest trắng tươm tất chậm rãi bước xuống xe. Gương mặt điển trai, nụ cười duyên dáng, khiến nụ cười trên mặt của Lý Mộng Đình bất giác tươi hơn. Bạch Hiển, bên này. Lý Mộng Đình vẫy tay với anh ta. Bạch Hiển đến chỗ Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc, lễ phép chào hỏi, bác gái, Mộng Đình, cháu đến muộn rồi. Không sao, bác với nó cũng vừa mới tới không lâu. Lập tức sắc mặt Châu Mỹ Ngọc trở nên tươi như hoa, Tiểu Hiển, chuyện nghệ sĩ đã giải quyết xong chưa? Bác cứ yên tâm. Bạch Hiển cười lấy ra một tập tài liệu nói, đây là tài liệu mà ba cháu đưa cho cháu. Trong đó có tất cả thông tin về nghệ sĩ dưới trướng của giải trí huy hoàng nhà họ Bạch. Lát nữa có thể trình lên cho Lý Tổng chọn, có tiền thì mọi người cùng nhau kiếm mà. Trong tiệc cưới, Bạch Hiển cố ý tiếp cận Lý Mộng Đình, đương nhiên, đó không phải là tình yêu sét đánh, mà là hai bên tình đầu ý hợp. Việc nhà họ Lý trúng thầu của tập đoàn Lệ Tinh đã làm náo động cả Thiên An, đương nhiên nhà họ Bạch cũng muốn chia một miếng bánh. Hai bên đã bàn bạc xong rồi. Sau khi sự việc xong xuôi nhà họ Lý và nhà họ Bạch sẽ chia 5,5. Vậy thì tốt. Châu Mỹ Ngọc lập tức thở phào nhẹ nhõm, nói với Lý Mộng Đình và Bạch Hiển, vào trong chờ đi. Nói xong, ba người họ đến sảnh chờ của tòa nhà quốc tế. Châu Mỹ Ngọc uống trà do nhân viên phục vụ chuẩn bị rồi nhìn về phía giới tài chính thương nghiệp xa xa bên dưới, một cảm giác tự hào mà trước đây bà chưa từng có, đột nhiên trào dâng. Chỉ cần lần hợp tác này diễn ra thuận lợi, nhà họ Lý có thể lật ngược tình thế, bà và Lý Mộng Đình chính là cứu tinh của nhà họ Lý. Nhà họ Lý bây giờ có thể phát triển thế này là nhờ có tên Vô Tích Sự kia. Châu Mỹ Ngọc nhấp một ngụm trà, nhưng khóe miệng lại giễu cợt. Một khi nhà họ Lý do bọn họ nắm quyền, việc đầu tiên phải làm là đuổi Vương Nhất ra khỏi nhà. Lý Thiên Dương có thể bảo vệ hắn nhất thời, nhưng có thể bảo vệ hắn cả đời sao? Liễu Mộng cảm thấy chuyện này đã kết thúc. Cô ta đã gặp qua quá nhiều người, ả biết loại người gì thì nên nói những gì, theo ả thấy, Vương Nhất chỉ là một người luyện võ biết chút công phu mèo cào thôi, Lệ Tinh cũng sốt ruột lắm mới vì khoản tiền 300 tỷ còn lại mà mời một tên luyện võ tới. Tuy nhiên, vẫn bị Liễu Mộng cô nhẹ nhàng giải quyết, nghĩ đến đây, cô ta cười một tiếng khinh thường, lấy ra một chai rượu vang hảo hạng, tự mình nếm thử. Ngay sau đó, văn phòng mở cửa, một người đàn ông đeo kính gọng vàng bước vào. Mặt tươi cười, không hổ danh là góa phụ đen trong ngành, chỉ hai ba câu là tống cổ được đám đòi nợ của Lệ Tinh. Nghe Bạch Phú hào phóng khen ngợi, nụ cười trên mặt Liễu Mộng cũng trở nên tươi tắn hơn một chút, chỉ là hai đứa đầu óc ngu si,
tứ chi phát triển mà thôi, là cái thá gì. Bạch Vũ vô cùng vui mừng, ngồi bên cạnh Liễu Mộng, tiện tay nâng bàn tay nhỏ nhắn trắng như tuyết của ả ta lên, nhẹ nhàng vuốt ve, nói thế nào thì em cũng giúp anh chuyện này, sẽ thưởng lớn cho em. Vừa nghe có thưởng, ánh mắt Liễu Mộng trở nên háo hức, sao ông chủ Bạch không thưởng cho em 300 tỷ kia của Lệ Tinh? Nhìn cái bộ dạng dám tiền của em đi. Nghe vậy, Bạch Vũ không tức giận, ngược lại còn cười mập mờ, 300 tỷ có hơi nhiều quá, nhưng nếu muốn cũng không phải là không thể, chỉ cần làm thêm chút gì đó. Vừa nói, vẻ mặt của Bạch Vũ ngay lập tức trở nên hèn hạ. Liễu Mộng lập tức hiểu ra, cúi người hợp tác, nở nụ cười quyến rũ nói, sếp Bạch, lát nữa anh phải nhẹ tí đấy. Ha ha, sao mà nhẹ được? Bạch Vũ bật cười, nếu em không phải là người phụ nữ của Đồng Kiệt, tôi đã tìm được một người mẹ kế cho Tiểu Hiển rồi. Một ánh mắt lạnh lùng xẹt qua mắt Liễu Mộng, nhưng cô ta không nói gì. Tiểu Hiển trong miệng Bạch Vũ đương nhiên là Bạch Hiển, hai cha con này không phải thứ tốt lành gì, đã ngủ với rất nhiều ngôi sao ở giải trí huy hoàng và giới giải trí. Tuy nhiên, bản thân Liễu Mộng cũng quên mất rằng ả ta cũng kẻ tám lạng người nửa cân, xét về thành tích thì còn hơn rất nhiều so với Bạch Vũ và con trai của ông ta. Có một câu nói thế nào nhỉ, đàn ông chinh phục phụ nữ bằng cách chinh phục thế giới, còn phụ nữ chinh phục thế giới bằng cách chinh phục đàn ông. Đàn ông chỉ là công cụ được Liễu Mộng sử dụng để vươn lên nắm quyền. Liễu Tổng, không xong rồi. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra, một người phụ nữ vội vàng xông vào. Nếu Vương Nhất ở đây, chắc chắn sẽ rất kinh ngạc, bởi vì người phụ nữ này chính là mẹ của Bạch Tiểu Bảo, quý bà đã dọa đuổi học Vương Tử Lam. Cả hai vợ chồng đều làm việc trong giải trí huy hoàng nhà họ Bạch, hầu hết các thành viên của nhà họ Bạch đều làm việc tại đây. Chuyện tốt bị cắt ngang, Bạch Vũ lập tức cau mày quát mắng, luống ca luống cuống, trông có ra thể thống gì không. Khi quý bà nhìn thấy gia chủ thế mà lại ở đây, bà ta đã sững sờ trong giây lát. Có chuyện gì vậy? Lợi dụng sơ hở này, Liễu Mộng đã chỉnh lại quần áo và trở lại vẻ hứng hờ như ban đầu. Quý bà này mới sực nhớ ra, vội vàng nói, tôi vừa nhận được cuộc gọi báo rằng hộp đêm ở tầng hầm thứ hai bị đập phá. Gì? Ngay khi những lời này vừa dứt, sắc mặt của Liễu Mộng biến đổi. Không chỉ sắc mặt của Liễu Mộng thay đổi, Bạch Vũ cũng đập bàn, nổi trận lôi đình, ai dám đập chỗ của Bạch Vũ tôi. Người đàn bà đó vâng vâng dạ dạ, đó là một người đàn ông nhuộm tóc vàng. Nhuộm tóc vàng. Bạch Vũ vắt óc, nhưng không thể nghĩ ra đó là ai. Mà Liễu Mộng, sớm đã nghiến răng nghiến lợi, lao ra khỏi văn phòng với vẻ mặt âm trầm. Bạch Vũ nghe vậy cũng ra lệnh. Gọi điện cho bộ phận bảo an, đồng thời thông báo cho Đồng Kiệt. Nói xong, ông ta cũng đi thang máy chạy sang. Đợi khi Liễu Mộng đến, toàn bộ quán bar đã trở thành một mớ hỗn độn. Các mảnh chai rượu văng khắp nơi, bàn ghế đổ xuống đất, rượu chảy tứ tung. Nhìn thấy cảnh này, Liễu Mộng hai mắt tối sầm, suýt ngất đi, tức giận khôn cùng hét lên, dừng tay cho tôi. Mấy người đàn ông quay đầu nhìn Liễu Mộng, mặc kệ, tiếp tục việc đập phá của mình. Loảng xoảng, loảng xoảng. Lại một chuỗi tiếng kính vỡ nữa. Dừng lại, rượu của tôi. Liễu Mộng tim ứa máu, đây đều là rượu mà cô ta bỏ ra rất nhiều tiền đặt mua. Cô ta muốn chạy tới ngăn cản, nhưng một cô gái như cô ta làm sao có thể mạnh hơn những gã đàn ông cường tráng này. Không ai thèm để ý đến cô ta, coi như cô ta như không tồn tại, thậm chí còn có một người đàn ông cao lớn hung ác đẩy cô xuống đất. Giờ phút này, Liễu Mộng rốt cuộc hiểu được cho dù mình có ngăn cản như thế nào, đám người này cũng sẽ không dừng lại. Vô tình, cô thoáng nhìn thấy Kim Thành Phong vẻ mặt lạnh lùng ở dưới lầu, cùng với Vương Nhất ở đối diện vẫn thản nhiên uống rượu, đồng tử co rút lại như hiểu ra điều gì. Cô ta không biết Kim Thành Phong, nhưng cô ấy biết nhận biết người khác. Cho dù là ăn vận hay cử chỉ đều để lộ ra khí chất, Kim Thành Phong trông như một quý tộc. Một người cao quý như vậy mà ngồi cùng Vương Nhất. Không nghi ngờ gì là ở đây ủng hộ Vương Nhất. Giờ phút này, tinh thần của Liễu Mộng đã bị đả kích rất lớn, cô ta ngây người nhìn Vương Nhất từ đầu đến cuối vẫn uống rượu một cách thờ ơ, khóe mắt co giật kịch liệt. Trực giác cho cô ta biết rằng cô ta dường như đã đá phải tấm sắt. Dù sao Liễu Mộng cũng không phải một người phụ nữ bình thường, cô ta nhanh chóng khôi phục tinh thần sau sự kinh ngạc, vội vàng điều chỉnh sắc mặt của mình, nói, ngài đây có chuyện gì xin từ từ nói. Sao lại lầm ầm ĩ lên như thế?
Các người bán rượu giả Kim Thành Phong lạnh lùng nói. Sắc mặt Liễu Mộng hơi thay đổi, nhưng sau đó lại khôi phục lại trạng thái bình thường, cô ta cười nói, có thể là do để quá lâu nên biến chất đấy. Vì đó là sơ suất của chúng tôi nên chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, trong hầm rượu có một chai Lafite năm 1985, tôi lấy ra cho hai người nếm thử nhé. Lời nói này rất khéo léo. Vô cùng khéo léo. Vương Nhất khẽ nheo mắt, cô ta không giống người khác, hết sức phủ nhận việc bán rượu giả, nhưng cũng không thừa nhận, chỉ lập lờ ba phải cháo khái niệm, nói bị biến chất. Rượu biến chất và bán rượu giả là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cuối cùng lại đưa lên một chai rượu có tuổi đời từ năm 85 xem như bồi thường, cho dù là ai cũng không thể chối từ nhỉ. Kim Thành Phong im lặng, anh ta quay đầu lại, nhìn Vương Nhất với ánh mắt dò hỏi. Hành động này khiến tim Liễu Mộng đập nhanh vô cùng, cô ta nhanh chóng nhận ra được người đứng trước mặt mình nghe theo lời người đàn ông kia. Trong lòng Liễu Mộng có hơi bối rối, rốt cuộc anh ta là ai? Vương Nhất gật đầu, lúc này Kim Thành Phong mới nói, mang lên đi. Liễu Mộng giống như chút được gánh nặng mà lấy ra chai Lafite, tự mình mở rượu và rót rượu cho Vương Nhất cũng như Kim Thành Phong, cuối cùng cô ta kiên nhẫn cầu xin, ngài đây có thể bảo người của anh dừng lại, đừng đập nữa được không? Cụng ly, keng, Vương Nhất và Kim Thành Phong cụng ly, không để ý đến lời cô ta nói. Ngài Vương, chúng tôi cũng không nói là không trả tiền, chỉ là không phải bây giờ, hà cớ gì phải làm ra chuyện này chứ? Liễu Mộng kìm nén cơn tức giận mà nói. Vương Nhất nhấp một ngụm rồi buông ly rượu, rượu này cũng là giả. Kim Thành Phong gật đầu phụ họa, nói với theo, đúng là rượu giả. Keng. Nói xong anh ta liền ném ly rượu xuống đất khiến nó vỡ tan tành. Anh. Liễu Mộng phát cáu, cuối cùng không kìm nén được cơn tức giận trong lòng, vẻ mặt cũng trở nên hằn học. Họ Vương kia, gây chuyện cũng phải có giới hạn thôi, có tin tôi báo cảnh sát hay không? Báo đi. Vương Nhất cười khẽ, không chút sợ hãi, để xem rốt cuộc là bọn tôi bị bắt hay là cô. Bọn tôi cùng lắm chỉ là phá hoại của công, bồi thường chút tiền là xong rồi, nhưng cô lại cấu kết với thế lực ngầm nhà họ Đồng, liên hợp ức hiếp công ty Lệ Tinh Quốc tế, tranh chấp kinh tế không chỉ dừng ở việc bồi thường chút tiền là ổn đâu, hơn nữa đồng tiền các người kiếm được mấy năm qua cũng không trong sạch gì, chẳng biết đã lau sạch sẽ chưa nữa đấy. Dưới ánh mắt sâu thẳm của Vương Nhất, trong lòng của Liễu Mộng lập tức dấy lên sự rối loạn. Hiển nhiên, người thanh niên này đã có chuẩn bị rồi mới đến, nếu không sẽ không điều tra kỹ càng như vậy. Tôi không biết anh đang nói gì cả. Sắc mặt Liễu Mộng lúc này trông rất khó coi, vẫn mạnh miệng không chịu thừa nhận. Vả miệng, Vương Nhất cắt ngang lời nói của Liễu Mộng, thờ ơ ra lệnh. Bốp! Lãnh Nhan đứng phía sau lập tức ra tay, Liễu Mộng còn chưa kịp phản ứng đã liên tục bị cô ta vả mấy phát vào mặt. Tốc độ của Lãnh Nhan vô cùng nhanh, đợi khi cô ta tát xong, gương mặt của Liễu Mộng đã không còn giống con người, xanh xanh tím tím. Còn không trả tiền à? Vương Nhất đứng lên, nhìn Liễu Mộng từ trên cao xuống, ánh mắt bình thản tựa như đang nhìn một xác chết. Liễu Mộng run lên bần bật, bởi vì cô ta cảm nhận được Vương Nhất đã thay đổi khí chất. Không còn bình thản nữa, mà thay vào đó là một luồng sát khí khiến Liễu Mộng không lạnh mà run. Vấn đề này tôi nói không tính. Mặc dù sợ hãi nhưng Liễu Mộng vẫn nhìn Vương Nhất bằng gương mặt vô cùng thù hằn, không quên uy hiếp, tôi là người của Đồng Kiệt, anh động vào tôi là xong rồi. Bốp! Lãnh Nhan lại tát một cái lên mặt Liễu Mộng, đánh đến nỗi rớt cả răng, máu tươi chảy đầy đất. Dừng tay! Lúc này, Bạch Vũ mới khoan thai tới muộn, nhìn thấy Liễu Mộng đã không còn hình người cùng với đống lộn xộn trong quán bar thì tức giận đến xanh mặt. Cậu dám đánh người à? Bạch Vũ gầm lên. Là cậu. Đột nhiên, từ phía sau Bạch Vũ truyền đến một giọng nói sợ hãi. Bạch Vũ lập tức quay đầu nhìn về phía người đàn bà kia, lạnh giọng nói, cô quen biết cậu ta à? Ông chủ, chính là thằng nhóc này đã đánh chồng tôi đến hộc máu. Người đàn bà kia nhìn thấy Vương Nhất giống như gặp quỷ. Cái gì? Bạch Vũ nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Vương Nhất càng thêm u ám. Lần trước một đứa nhóc trong nhà ông ta bị bắt phải chuyển trường, người nhà còn bị đánh đến chảy máu vỡ đầu, Bạch Vũ đã đủ tức giận rồi, không ngờ lại là cùng một người. Vương Nhất khá kinh ngạc liếc nhìn người đàn bà kia, ánh mắt hàm ý, thì ra các người là người một nhà. Bạch Vũ, không quen tôi sao? Đúng lúc này, Kim Thành Phong đứng lên, đi tới trước mặt Bạch Vũ, cười lạnh nói.
cậu Kim. Thấy Kim Thành Phong, Bạch Vũ lập tức kinh ngạc, sắc mặt thay đổi, sao ngài lại ở đây? Tôi ở đâu còn phải được ông cho phép sao? Vẻ mặt Kim Thành Phong không hề biểu lộ cảm xúc gì. Bạch Vũ lập tức ý thức được một chuyện, Kim Thành Phong và người đàn ông này là một nhóm. Vì thế, ánh mắt ông ta lập tức trở nên nghiêm nghị, cắn răng hỏi, cậu Kim, ngài làm như vậy, cô Kim có biết không? Kim Thành Phong im lặng một lát, sắc mặt nhất thời thay đổi, nhưng rất nhanh sau đó liền đè nén xuống, mắng, lấy chị của tôi ra áp chế tôi sao, tôi không sợ chị ta. Những lời này của cậu Kim có thật lòng không? Nghe Kim Thành Phong nói vậy, ánh mắt Bạch Vũ liền trở nên nguy hiểm, cặp kính của ông ta phản xạ ra ánh sáng lạnh lẽo vô cùng. Câu này khiến Kim Thành Phong lập tức sợ hãi trong lòng, nhưng anh ta quay đầu lại nhìn Vương Nhất, phát hiện Vương Nhất cũng đang nhìn mình. Vẻ mặt bình thản, trên mặt còn có một nụ cười thong dong tự tin. Lúc này, trái tim Kim Thành Phong khẽ run lên, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Anh ta đã không thể quay đầu lại được nữa. Hừ, anh ta hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Bạch Vũ nói, từ tận đáy lòng, tôi đã chịu đủ thái độ coi ai cũng như nô tỳ của chị ta rồi. Khi Kim Thành Phong nói ra lời này, sắc mặt của Bạch Vũ khẽ thay đổi, cả sắc mặt Vương Nhất cũng có thay đổi một chút. Ánh mắt người trước nghiêm nghị, còn người sau lại khẽ nở nụ cười. Anh biết, Kim Thành Phong đã không còn đường lui, chỉ có thể lựa chọn mình. Những lời này như chút hết sức lực của Kim Thành Phong, anh ta yếu ớt ngồi trên ghế, thở hổn hển, sắc mặt lúc này vô cùng tái nhợt. Nói ra những lời này chẳng khác nào đang phản bội lại chị của mình, một người phụ nữ lạnh nhạt không hề có tình cảm. Vương Nhất đã trở thành cọng rơm cứu mạng duy nhất của anh ta. Anh ta nhìn về phía Vương Nhất, ánh mắt mang theo sự cầu cứu. Tôi đã nương tựa vào anh đừng làm tôi thất vọng nhé. Nụ cười trên mặt Vương Nhất ngày càng sâu, anh nhìn Kim Thành Phong nói, cậu năm nay bao nhiêu tuổi? Kim Thành Phong không biết vì sao Vương Nhất lại hỏi chuyện này, nhưng anh ta vẫn thành thật trả lời, 27. Ở độ tuổi của cậu, Kim Thúy Như đang làm gì? Vương Nhất lại hỏi. Kim Thành Phong nhớ lại rồi nói, 10 năm trước, chị của tôi đã dùng quỹ ngân sách gần 15 tỷ tích góp được để gây dựng sự nghiệp, đầu tư vào một công ty bất động sản sắp phá sản. Kết quả khu đất do chị đứng tên được chính phủ khai thác, còn được liệt vào khu phòng học, giá cả tăng gấp đôi, tạo ra lợi nhuận khổng lồ chỉ sau một đêm. 10 năm sau, chị ta đã có khối tài sản kết xù hơn 1.000 tỷ, trở thành người cầm lái của nhà họ Kim. Vậy ở tuổi này, cậu đang làm gì? Kim Thành Phong đột nhiên cảm thấy vô cùng nhục nhã, cắn răng nói, ăn nhậu chơi bời, ăn no chờ chết. Có muốn thay Kim Thúy Như trở thành gia chủ mới của nhà họ Kim không? Vương Nhất nói. Trong nháy mắt, đồng tử Kim Thành Phong hơi co lại, toàn thân run rẩy kịch liệt. Lúc này, trong đầu Kim Thành Phong dường như có một âm thanh đang nói với anh ta rằng dựa vào Vương Nhất là một lựa chọn sáng suốt. Nếu phải tìm một người có thể lật đổ Kim Thúy Như, thì người đó không ai khác chính là Vương Nhất. Kim Thúy Như là ngôi sao kỳ dị đang từ từ đi lên trong giới kinh doanh ở Thiên An, cô ta không giống như các thiên kim đại tiểu thư bình thường trong xã hội thượng lưu. Mỗi ngày tham gia yến hội xa hoa, đeo vàng bạc châu báu và đi lại với những tên đàn ông. Cô ta có đầu óc kinh doanh, điều này đã được thể hiện từ khi cô ta còn rất nhỏ, thậm chí một số người đi trước cũng phải hổ thẹn không bằng. Năm 17 tuổi, sau khi dùng 15 tỷ đầu tư vào một công ty địa ốc sắp phá sản, từ đó mọi chuyện đều thay đổi hoàn toàn, lúc ấy không ai có thể ngờ rằng một cô gái vị thành niên như Kim Thúy Như sau 10 năm lại biến thành một nữ vương thương nghiệp oai phong một cõi Thiên An. Thậm chí là cả nước hát. Với giá trị tài sản hơn 10.000 tỷ, nắm giữ trong tay rất nhiều cổ phiếu tại nhiều công ty niêm yết, dù chỉ mới 29 tuổi nhưng đã quản lý tập đoàn Kim Thị một cách trật tự, việc này vẫn chưa phải giới hạn của cô ta. Sức ảnh hưởng của cô ta rất lớn, không chỉ trong giới kinh doanh mà ngay cả những người trong chính phủ và quân khu cũng phải nể ba phần mặt mũi, dù sao trong xã hội bây giờ, việc gì cũng phải cần tiền, thương nhân có địa vị rất cao trong xã hội. Thậm chí phát triển đến mức cực hạn, đủ để nắm giữ huyết mạch kinh tế của một thành phố. Giống như Hồ Hoàng Việt của Thiên An, Kim Thúy Như hiện tại mặc dù vẫn chưa bằng Hồ Hoàng Việt, nhưng tất cả mọi người đều tin rằng chuyện này chỉ là vấn đề thời gian. Phản bội Kim Thúy Như thật sự không phải là việc người bình thường dám làm, cho dù có dũng khí lớn thế nào cũng không làm được. Bởi vì Kim Thúy Như là một người phụ nữ cực đoan, cô ta có ý thức lãnh chúa rất lớn,
nói một cách ngạo mạn thì nếu như Kim Thúy Như sinh ra trong hoàng tộc nhà Đường, có lẽ sẽ không có chuyện của Võ Tắc Thiên sau này. Thuận theo thì sống, chống đối thì chết. Đây là một câu Kim Thúy Như đã từng nói. Ngang ngược vô cùng. Nhưng sự ngang ngược đó cũng cần phải xứng với thực lực và vốn liếng, thật không may, Kim Thúy Như đều có. Điều này Vương Nhất đã được lĩnh ngộ, bởi vì đạt được mục đích mà chuyện gì cũng có thể làm ra, cho đến bây giờ, Kim Thúy Như vẫn chưa rút lại lệnh truy nã đối với Vương Nhất. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Phản bội một người thận trọng, tàn nhẫn và dã tâm như thế, không phải chỉ cần dũng khí mà là ý chí. Kim Thành Phong không còn cách nào, mạng nhỏ của anh ta đã lệ thuộc hoàn toàn trong tay Vương Nhất. Anh ta là một người quý mạng mình, bên Vương Nhất chết, phản bội Kim Thúy Như cũng chết, dù sao cũng đều là chết, còn chọn thế nào nữa. Đương nhiên anh ta chọn cái chết muộn. Bất chung với Vương Nhất, anh ta sẽ chết ngay lập tức, phản bội Kim Thúy Như, dưới sự bảo vệ của Vương Nhất, ít nhất anh ta có thể sống được một thời gian, anh ta không hiểu Vương Nhất, cho nên không biết liệu Vương Nhất có thực lực lật đổ được Kim Thúy Như hay không. Vương Nhất nói một câu bên tai Kim Thành Phong. Không ai biết Vương Nhất hứa hẹn với Kim Thành Phong điều gì, tóm lại Kim Thành Phong không còn hoảng sợ như trước nữa. Đồng thời, anh còn hứa rằng, ngày Kim Thúy Như ngã xuống chính là ngày Kim Thành Phong thế chỗ. Bạch Vũ không ngờ Kim Thành Phong sẽ thật sự phản bội Kim Thúy Như, lập tức nhìn sang Vương Nhất thêm vài lần. Người thanh niên này sâu không lường được, ngay cả cậu ba nhà họ Kim cũng bán mạng vì anh. Ông ta đỡ Liễu Mộng dậy và phân phó đàn em, mau gọi Kiệt ra tới đây. Bạch Vũ rất thông minh, Kim Thành Phong đã phản bội Kim Thúy Như, việc xử lý Kim Thành Phong là chuyện của cô Kim, ở đây Kim Thành Phong vẫn là người lớn nhất, ông ta không thể xung đột với Kim Thành Phong ở chính diện, cho nên, ông ta mới kêu Đồng Kiệt tới. Thứ nhất, Liễu Mộng là người phụ nữ của Kiệt gia, Vương Nhất lại đánh người phụ nữ của ông ta thành thế này, Kiệt gia chắc chắn sẽ không hiền từ bỏ qua. Thứ hai, đối phương tới muốn đòi 300 tỷ, trong 300 tỷ này cũng có tiền của Kiệt gia, ai lại nhắm mắt bỏ ra số tiền lớn như vậy chứ? Nhưng không bao lâu sau, tên đàn em đó liền hoảng sợ trở lại, nói với Bạch Vũ, Bạch Tổng, Kiệt gia nói chỗ của ông ta cũng đã xảy ra chuyện, một quận của nhà họ Đồng đã bị Diệp Kình Hiên đoạt, bây giờ ông ta đang trên đường đi tới đó. Cái gì, bị đoạt? Nghe thấy vậy, Bạch Vũ gấp gáp giống như kiến bò trên chảo lửa. Hai nhà vẫn luôn nước giếng không phạm nước sông, tại sao Diệp Kình Hiên lại đột nhiên đi cướp đoạt địa bàn của nhà họ Đồng chứ? Đột nhiên, Bạch Vũ nghĩ đến gì đó, kinh hãi quay đầu nhìn sang Vương Nhất. Chẳng lẽ là tên trẻ tuổi này giở trò quỷ? Bạch Vũ đoán rất hay, chính là Vương Nhất nhờ Diệp Kình Hiên ra tay, không cần phải gây ra chuyện, chỉ cần đến địa bàn của nhà họ Đồng khiêu khích một chút. Mục đích là để kiềm chế nhà họ Đồng. Mục đích lần này của Vương Nhất là đến để đòi tiền, không muốn vướng vào các thế lực đang tranh đấu nữa, nếu Giải Trí Huy Hoàng chịu đưa tiền, anh liền lập tức rút người, chỉ đơn giản như vậy thôi. Chỉ tiếc, người phụ nữ Liễu Mộng này một hai lại biến chuyện đơn giản trở nên phức tạp như vậy. Ông chủ Bạch, ông có hai lựa chọn. Giọng nói lạnh nhạt của Vương Nhất vang lên, hoặc là trả lại tiền ngay lập tức, tôi sẽ rời đi. Hoặc là tôi sẽ đập sản nghiệp nhà họ Bạch của các ngươi. Đập đủ 300 tỷ mới thôi, ông chọn đi. Nghe thấy vậy, sắc mặt Bạch Vũ liền tối đen như mực, trong lòng không muốn chọn, nhưng không còn cách nào, tình thế bức người. Tôi trả tiền, Bạch Vũ nói, nếu biết ở Lệ Tinh có một người tàn nhẫn như vậy, thì cho dù cho ông ta 100 lá gan, ông ta cũng không dám. Vậy không phải là tốt rồi sao? Vương Nhất cười nói, nếu nói sớm như vậy thì quán rượu của ông cũng không bị đập. Ngừng một chút. Vương Nhất xoa cằm, thản nhiên nói, nghe nói Giải Trí Huy Hoàng của các người thiếu nợ Lệ Tinh hơn nửa năm. Là nửa năm, Bạch Vũ đột nhiên có dự cảm xấu trong lòng. Không khác gì một năm, vậy tính một năm. Vương Nhất nhìn sang Kim Thành Phong hỏi, lãi suất cao nhất đối với khoản vay của Thiên An là bao nhiêu? 30, Kim Thành Phong nói. Vương Nhất tính nhẩm, sau đó báo ra một con số, 390 tỷ. Tôi cho ông một buổi trưa để gom tiền. Nếu trước 6 giờ tối vẫn chưa thấy 390 tỷ, tôi sẽ lại tới. Vương Nhất vỗ vai Bạch Vũ, hơn nữa, tôi tên là Vương Nhất, nếu muốn trả thù thì đừng nhận sai người. Anh nói xong liền rời khỏi Giải Trí Huy Hoàng. Sau khi Vương Nhất rời đi, Bạch Vũ suy sụp ngồi trên sofa, sắc mặt xanh mét đến đáng sợ. Vương Nhất,
Ông ta cảm thấy cái tên này rất quen tai, dường như đã nghe qua ở đâu. Đột nhiên, ông ta nghĩ tới gì đó, bất ngờ mắng to một tiếng, lấy điện thoại ra gọi điện. Cùng lúc đó, ở khu vực lễ tân tòa nhà quốc tế, Bạch Hiền đang trò chuyện vui vẻ với Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên. Vừa nhìn thấy là ba mình gọi tới, Bạch Hiền lập tức đứng lên, nói xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại. Anh ta đi ra ngoài nghe điện thoại, nhưng vừa nghe xong, nụ cười ấm áp trên mặt anh ta ngay lập tức biến mất, thay vào đó là sự tức giận. Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt của Bạch Hiền đã trở nên lạnh lùng. Lý Mộng Đình nhận ra sự khác thường trên mặt Bạch Hiền, vội vàng đứng lên, quan tâm hỏi, làm sao vậy, có chuyện gì xảy ra sao? Xảy ra chuyện gì à? Cô còn mặt mũi mà hỏi sao? Bạch Hiền cười lạnh một tiếng, tức giận nói, trở về hỏi cái tên phế vật kia của nhà các người đi, xem anh ta đã làm ra chuyện tốt gì, anh ta xông vào công ty ba tôi, cho người đập phá công ty ba tôi đấy. Cái gì? Nghe thấy Bạch Hiền nói vậy, đồng tử của Lý Mộng Đình lập tức co rụt lại, Châu Mỹ Ngọc sợ đến mức tay run lên, suýt chút nữa đã không cầm được ly trà trong tay, sắc mặt bà ta vô cùng khó coi. Cái tên phế vật kia lại dám dẫn người đến công ty của ba Bạch Hiền đập phá. Sao có thể chứ, nó lấy lá gan đó ở đâu ra vậy? Sau khi sửng sốt, Châu Mỹ Ngọc liền nhận ra mọi chuyện không ổn, cười nịnh nọt nói, Hiền à, con hỏi kỹ lại xem, có phải là có hiểu lầm gì không? Đúng vậy, tên phế vật đó ngay cả công việc cũng không có, làm sao dám dẫn người xông vào công ty nhà anh chứ, rồi còn đập phá công ty nữa. Vẻ mặt của Lý Mộng Đình cũng nôn nóng mà nói. Lúc này, Lý Mộng Đình thật sự rất muốn giết người. Sau khi chuyện này xảy ra, đừng nói đến việc Bạch Hiển sẽ không ưa bọn họ mà vấn đề nhờ Bạch Hiển chuyện phát ngôn của Minh Tinh có thể cũng sẽ thất bại. Hiểu lầm. Bạch Hiển đứng phát dậy, lạnh lùng nhìn mẹ con Lý Mộng Đình. Cười lạnh một tiếng, tên côn đồ đó xông vào công ty ba tôi tự nhận nói tên anh ta là Vương Nhất, ngoại trừ phế vật tên Vương Nhất nhà các người thì còn ai tên Vương Nhất nữa chứ? Anh ta không chỉ dẫn người đến đập phá công ty ba tôi mà còn đánh cả giám đốc điều hành cấp cao của công ty. Cái gì, còn đánh người? Sắc mặt Châu Mỹ Ngọc đột nhiên trắng bệch, mặt xám như cho tàn. Bạch Hiền, anh nghe em giải thích, anh ta không phải người nhà họ Lý bọn em. Lý Mộng Đình vội vàng đứng lên giải thích với Bạch Hiền, biểu hiện vô cùng khép nép. Cô ta vất vả lắm mới có được mối quan hệ tốt với người nhà họ Bạch, làm sao có thể từ bỏ cây đại thụ nhà họ Bạch này chứ? Điều bây giờ có thể làm chỉ là liên tục xin lỗi, hy vọng Bạch Hiền có thể tha thứ cho mình. Thế nhưng, Lý Mộng Đình mới vừa đứng lên, đã bị Bạch Hiền đẩy một cái làm chao đảo, mẹ cô, anh ta chính là người của nhà họ Lý các ngươi đấy. Uổng công tôi còn bận rộn giúp các người, đúng là không biết tốt xấu. Bạch Hiền lạnh lùng nói tiếp, từ giờ trở đi, nhà họ Bạch bọn tôi không chỉ không giúp các người mà còn muốn chèn ép các người, cứ chờ nhận thư của luật sư đi. Nói xong, anh ta hừ mạnh một tiếng, cầm lấy tư liệu nghệ sĩ do nhà họ Bạch cung cấp, xoay người rời đi. Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc hoàn toàn ngây ngốc, ngồi yên tại vị trí. Tiêu rồi, tất cả đều tiêu rồi. Hai tay Lý Mộng Đình ôm đầu, dùng sức lôi kéo mái tóc được chải chuốt cẩn thận cả buổi sáng, vẻ mặt bi thường, không những có thể hợp tác thuận lợi với tập đoàn Lệ Tinh mà còn được nhà họ Bạch giúp đỡ, nhưng bây giờ thì tiêu hết rồi. Đều do tên phế vật kia, tại sao anh ta không chết đi? Trong khoảnh khắc tiếp theo, vẻ mặt của Lý Mộng Đình đột nhiên trở nên méo mó, trong ánh mắt hiện lên sự oán hận dày đặc. 5 năm trước mẹ đã nói thằng nhóc kia chính là người mang đến xui xẻo. Chỉ biết mang đến tai nạn cho nhà họ Lý chúng ta, con còn không tin. Châu Mỹ Ngọc cũng rất khó chịu, liếc nhìn Lý Mộng Đình đang vô cùng tức giận mà nói, nhìn bây giờ đi, 5 năm trước nó hại người nhà họ Lý chúng ta bị nhà họ Kim chèn ép, bây giờ rất vất vả mới leo lên lại thì bị thằng nhóc đó phá hỏng. Lúc đó làm sao con biết được anh ta là một người lòng lang dạ sói như vậy? Lý Mộng Đình thẹn quá hóa giận mà nói. Châu Mỹ Ngọc trầm tư một hồi rồi nói, điều quan trọng nhất bây giờ là thể hiện lòng trung thành với nhà họ Bạch, nói cho nhà họ Bạch rằng nhà họ Lý không hề liên quan đến cái tên sao chổi đó, sẽ lập tức đuổi nó ra khỏi nhà họ Lý, hơn nữa còn cắt đứt mọi quan hệ. Còn phải phong sát hoàn toàn anh ta, Lý Mộng Đình oán hận nói, con muốn anh ta không sống nổi ở thành phố Thiên An này. Ha ha ha, lúc này, trên hành lang truyền đến tiếng giày cao gót tinh tế,
chỉ thấy một người phụ nữ tóc ngắn mặc trang phục công sở đi tới trước mặt mẹ con Lý Mộng Đình. Không có bất kỳ sự lễ phép khách khí với người khách, chỉ lạnh lùng chất vấn một câu, các người chính là người đại diện của nhà họ Lý. Là chúng tôi. Châu Mỹ Ngọc vội vàng đứng lên, điều chỉnh lại cảm xúc, nặn ra một nụ cười, xin hỏi khi nào thì bắt đầu hội nghị. Tôi là trợ lý của thư ký Tiêu, tới đây để thông báo với các người một chuyện. Người phụ nữ nhàn nhạt nói, tôi vừa nhận được một thông báo rằng Lý Tổng đột nhiên có chuyện quan trọng khác cần phải giải quyết, đàm phán hai bên sẽ do thư ký Tiêu đại diện toàn bộ quá trình, các người có thể nói chuyện với thư ký Tiêu. Sao lại thay thành thư ký Tiêu rồi? Lý Tổng đâu? Nghe thấy vậy, sắc mặt Châu Mỹ Ngọc liền thay đổi. Các người không cần biết, chỉ cần làm theo là được. Nhưng người phụ nữ này không hề nhỏ nhẹ thân thiện, giọng điệu giống như là ra lệnh. Thái độ đối xử như thế, có chỗ nào giống như đang đối xử với đối tác? Ngay cả cấp trên đối xử với cấp dưới cũng không ác ý như vậy. Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc giận nhưng không dám nói gì, tòa nhà quốc tế nằm ở khu kinh doanh tài chính hàng đầu của Thiên An, tập đoàn Lệ Tinh là đầu rồng của rất nhiều công ty, có thể nói là hội tụ vòng trung tâm của giới kinh doanh ở Thiên An. Đừng nói là trợ lý thư ký của Tổng Giám đốc, cho dù là bất kỳ lãnh đạo nào trong Lệ Tinh, bọn họ cũng không dám đắc tội. Bọn họ nén giận, chỉ có thể đi theo sau, đi vào trong văn phòng của Tiêu Giao. Tiêu Giao biết có người vào nhưng không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục xử lý văn kiện. Mãi cho đến khi xử lý xong, cô ta mới từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc, nói, tôi nhớ rõ là người đại diện ký kết hợp tác với Lệ Tinh chúng tôi phải là Ngài Vương Nhất. Sao lại biến thành hai người các người? Châu Mỹ Ngọc cười nói, Vương Nhất tạm thời có việc bận nên để hai bọn tôi làm đại diện. Vậy sao? Tiêu Dao cười một cách lạ thường, sau đó nói thẳng vào chủ đề chính, vậy phương án bao bì đâu? Lý Mộng Đình lập tức đưa phương án đến trước mặt Tiêu Dao, nhưng Tiêu Dao chỉ tùy ý lật vài trang liền mất hứng thú, nhẹ giọng nói, cô Lý, bà Châu, tôi nghĩ các người đã hiểu lầm một điều. Cách tốt nhất để đóng gói sản phản chính là thông qua minh tinh phát ngôn, vậy áp phích mô hình minh tinh đâu? Chuyện này, vừa nói ra những lời này, Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng Đình lập tức trở nên khó xử. Mô hình minh tinh, 10 phút trước vẫn còn, nhưng bởi vì ồn ào của Vương Nhất nên đã hoàn toàn trở mặt với nhà họ Bạch. Nhìn sắc mặt của Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng Đình, Tiêu Dao cũng hiểu được, biểu cảm trên mặt dần thu lại. Thời gian Lệ Tinh chúng tôi cho các người cũng đủ dư giả nhỉ. Nhưng các người vẫn không đưa ra giải pháp thỏa đáng cho chúng tôi, nên tôi chỉ có thể nói rằng, năng lực của các người có vấn đề. Tiêu Dao híp mắt nói tiếp, xem ra, Lệ Tinh thật sự phải cân nhắc lại chuyện hợp tác với nhà họ Lý. Bang! Lời này vừa nói ra, sắc mặt của cả Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng Đình đều thay đổi, bọn họ ngay lập tức cầu xin, thư ký Tiêu, xin đừng hủy bỏ hợp tác giữa hai nhà chúng ta. Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nếu cho chúng tôi thêm thời gian, chúng tôi nhất định sẽ cho công ty một câu trả lời hoàn mỹ nhất. Nhưng Tiêu Dao lại lắc đầu, bình tĩnh nói, xin lỗi, lời nói của tôi không có tác dụng gì, cụ thể có hợp tác hay không là do Lý Tổng định đoạt. Trở về chờ tin tức đi, ngày mai trước khi tan làm sẽ cho các người một câu trả lời. Dứt lời, mặc kệ Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng Đình mặt xám như cho tàn. Tiêu Dao cầm phương án của nhà họ Lý đi tới văn phòng của Tổng Giám đốc. Nhưng vừa mở cửa liền thấy hai người đàn ông đang ủ rũ cục đuôi đi về phía này. Trên tay cầm một bản hợp đồng, phía trên hợp đồng ghi to bốn chữ, báo cáo từ chức. Tiêu Dao chỉ khẽ thở dài, hai người này chính là chủ quản hợp tác với giải trí Huy Hoàng trước khi Lý Tổng đảm nhiệm. Lý Tổng đã ra tối hậu thư, trong vòng một tuần phải thu hồi 300 tỷ, nếu không thu hồi được thì cút hết. Giải trí Huy Hoàng rõ ràng không muốn trả lại, đuổi theo nửa năm trời cũng chưa lấy lại được, chỉ trong một tuần ngắn ngủi làm sao có thể thu về được. Vì thế, hai chủ quản rất biết tự hiểu lấy mình, chủ động trình đơn báo cáo từ chức. Cái gọi là chuyện khẩn cấp chính là việc Lý Tổng xử lý hai báo cáo từ chức của hai chủ quản này. Bọn họ vỗ mông chạy lấy người, để lại cục diện rối ren này cho Lý Khinh Hồng xử lý, Lý Khinh Hồng đương nhiên rất tức giận. Chỉ sợ hai người đó sẽ bị phong sát trong ngành này. Nếu bọn họ từ chức, vậy trọng trách thu hồi nợ nần liền rơi vào tay Phương Tổng, một trong những thân tín của Tổng Giám đốc Lý, người có khả năng ăn nói và mạnh vì gạo, bạo vì tiền trong bộ quận quan hệ công chúng. Hy vọng tất cả đều thuận lợi. Tiêu Dao lẩm bẩm một mình, sau đó đi về phía văn phòng của Lý Khinh Hồng để báo cáo kết quả đàm phán với nhà họ Lý.
Phương Huệ đứng một mình ở tầng dưới của giải trí huy hoàng, trên khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ khó xử. Mặc dù cô là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của tập đoàn Lệ Tinh và là một trong ba phó chủ tịch, nhưng để thu hồi lại 300 tỷ từ giải trí huy hoàng thì cô ta cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Không vì điều gì khác, mà vì giải trí huy hoàng có bối cảnh bên trên, nội tình không sạch sẽ cũng đủ khiến cô ta cảm thấy rất khó khăn. Đúng vậy, Phương Huệ quả thật giỏi ngoại giao, nhưng bên kia là một thương nhân lòng dạ hiểm độc vô lý, cô ta có cảm giác bất lực khi gặp loại người như vậy. Nhưng nếu đây là nhiệm vụ do Lý Tổng giao vậy thì cô ta phải cố gắng hết sức để hoàn thành. Phương Huệ, cố lên! Phương Huệ hít một hơi thật sâu, để nội tâm mình bình tĩnh trở lại, lúc này mới từ từ bước vô cao ốc huy hoàng. Đối diện có hai nam một nữ đi lướt qua Phương Huệ. Người đàn ông và người phụ nữ trong số ba người kia rõ ràng là thân tín của người đàn ông ở giữa, đang từ từ đi ra khỏi cao ốc huy hoàng. Lúc đầu Phương Huệ không để ý tới, nhưng vừa đi vài bước, trong lòng cô ta như có dự cảm, theo bản năng quay đầu lại. Người đàn ông kia đã biến mất. Sắc mặt Phương Huệ khẽ thay đổi, có nghi ngờ, cũng có một chút. Phiền muộn. Là người kia trong trí nhớ sao? Nhìn trông quá giống nhau, đúng không? Phương Huệ lắc đầu, nhanh chóng tìm tới văn phòng của Bạch Vũ, gõ cửa, ông chủ Bạch, tôi là Phương Huệ đến từ Bộ Ngoại giao của Lệ Tinh Quốc tế, công ty của ngài còn nợ chúng tôi 300 tỷ nên tôi muốn bàn bạc với ngài. Bịch. Sau khi Phương Huệ báo cáo thân phận của mình, trong văn phòng đột nhiên truyền ra tiếng người nào đó té ngã. Sau đó, Phương Huệ liền nghe thấy tiếng khóa cửa, như thể cô ta là hống thủy mãnh thú gì đó rất đáng sợ. Sau đó liền truyền đến tiếng mắng người vô cùng tức giận của Bạch Vũ. Lệ Tinh các người khinh người quá đáng, tôi đã đồng ý trả lại tiền mà các người còn phái người tới đây, thật sự nghĩ nhà họ Bạch tôi dễ bắt nạt đúng không? Phương Huệ không hiểu chuyện gì, cô ta mới đến lần đầu mà. Nếu không phải là cô ta, vậy là ai? Trên đường đi, Kim Thành Phong vẫn đang vô cùng bàng hoàng, thậm chí nhiều lần còn không thèm nhìn cầu thang dưới chân, suýt chút nữa đã dẫm lên không trung. Bốp! Đột nhiên anh ta bị ai đó tát nhẹ vào mặt, mặc dù không đau nhưng cũng đủ khiến Kim Thành Phong vô cùng tức giận. Mẹ nó, là ai đánh ông đây? Vừa nhìn thấy gương mặt Vương Nhất, Kim Thành Phong lập tức nín họng, vẻ mặt cũng trở nên rất xấu hổ. Vương Nhất cười cười, hỏi, đã tỉnh táo hơn chưa? Kim Thành Phong sửng sốt một chút, sau đó hoàn hồn lại, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc với Vương Nhất, cảm ơn, tôi không sao. Vương Nhất cũng không nói ra mà chỉ hỏi, nơi này cách sông Thiên An rất gần, có muốn tới bờ sông đi dạo không? Do dự một lúc nhưng Kim Thành Phong vẫn đồng ý, được. Lãnh Nhan biết thiếu chủ có chuyện muốn nói với tên nhóc này nên rất có ý thức mà lánh mặt đi. Không có ai phát hiện Lãnh Nhan đã biến mất, đây chính là đặc điểm của Lãnh Nhan. Cô ta là cái bóng của Vương Nhất, khi Vương Nhất cần thì cô ta liền vô thanh vô tức xuất hiện. Nhưng khi Vương Nhất không cần thì cô ta sẽ cảm thấy mình rất dư thừa mà âm thầm biến mất. Trên bờ sông có gió lớn nên khá lạnh, Kim Thành Phong không nhịn được mà siết chặt quần áo của mình, phát hiện Vương Nhất chỉ mặc một bộ đồ đen mỏng manh nhưng dáng người vẫn đứng thẳng hiên ngang. Nhìn sườn mặt Vương Nhất, trong lòng Kim Thành Phong bỗng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ. Rõ ràng anh ta và Vương Nhất là kẻ thù, nhưng bây giờ lại giống như bạn bè đi dạo trên bờ sông Thiên An. Bạn bè. Kim Thành Phong đột nhiên hơi sửng sốt, sau đó ánh mắt nhìn về Vương Nhất hiện lên sự kinh ngạc. Là bạn bè, nhỉ? Nếu nói trước kia thái độ của anh ta với Vương Nhất là khinh thường, vậy thì sau đó là sợ hãi, nhưng bây giờ, anh ta lại chỉ biết dựa vào Vương Nhất. Đây là sự thay đổi của tâm tình mà ngay cả anh ta cũng không biết phải nói thế nào. Cậu sợ cô ta sao? Vương Nhất đột nhiên hỏi. Kim Thành Phong do dự một lúc, sau đó gật đầu. Anh ta biết cô ta trong miệng Vương Nhất là ai. Nói thật thì 5 năm trước, tôi cũng sợ cô ta. Vương Nhất cười tự giễu, thản nhiên nói, lúc đó đối với tôi mà nói thì cô ta giống như một người máy không có tình cảm, tất cả mọi người đều phải nghe theo cô ta, nếu không kết cục sẽ rất thảm, bởi vì tôi không nói cho cô ta biết bí mật của công ty nhà họ Lý mà suýt chút nữa đã bị cô ta đánh chết. Bây giờ thì sao? Kim Thành Phong kinh ngạc nhìn Vương Nhất. Đoạn thời gian đó có thể nói là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời của Vương Nhất, nếu là người có ý chí yếu ớt một chút thì có lẽ đã bị tra tấn đến chết từ lâu rồi, nhưng Vương Nhất lại có thể cười nói đến đoạn thời gian đen tối nhất, chứng tỏ anh ta đã dần buông bỏ bóng đen tâm lý đó.
hỏi trên đời này có mấy ai có thể thản nhiên đối mặt với nỗi sợ hãi trong thâm tâm chứ? Kim Thành Phong tự hỏi bản thân thì chỉ nhận được một câu trả lời là mình không làm được. Bây giờ, Vương Nhất cười, khẽ nói, từ lâu đã không còn sợ nữa. Cho dù cô ta mạnh mẽ, độc tài thế nào thì vẫn là con người, mà chỉ cần là con người thì chắc chắn có nhược điểm, một khi có nhược điểm thì liền có thể bị đánh bại, đây là bản chất của con người. Kim Thành Phong lại kinh ngạc nhìn Vương Nhất, dựa theo kinh nghiệm của anh ta thì có hơi khó khăn khi lý giải câu nói thâm sâu này. Cậu phải học cách vượt qua nó, khi nào cậu có thể đối mặt với Kim Thúy như một cách bình tĩnh, thì cậu đã dần có tư cách cạnh tranh với cô ta. Vương Nhất đột nhiên không đi nữa mà dựa vào lan can, nhìn mặt nước mênh mông trắng xóa của sông Thiên An, nhẹ giọng nói. Kim Thành Phong im lặng một lúc rồi nói, điều này rất khó. Tôi biết rất khó, nhưng bởi vì khó nên mới phải vượt qua, nếu không cậu dựa vào cái gì để thay thế cô ta. Vương Nhất bình tĩnh nói, bây giờ khi cậu trở về nhà họ Kim nhất định rất sợ hãi, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt cô ta. Tôi muốn chuyện đầu tiên cậu làm chính là Quang Minh Chính Đại trở về, Quang Minh Chính Đại chủ động thẳng thắn nói chuyện hôm nay với Kim Thúy Như. Cái gì? Nghe Vương Nhất nói vậy, Kim Thành Phong sợ ngây người, thậm chí có cơn gió thổi qua khiến cả người anh ta đều run lên. Anh không muốn tôi giấu giếm mà còn muốn tôi chủ động nói ra những gì đã làm ngày hôm nay với chị tôi. Đúng vậy, Vương Nhất cười gật đầu. Đó không phải đang tìm con đường chết sao? Kim Thành Phong thầm mắng trong lòng. Cậu cảm thấy Kim Thúy Như sẽ trừng phạt cậu sao? Vương Nhất cười hỏi. Không hề nghĩ ngợi, Kim Thành Phong đã gật đầu, không phải rất vô nghĩa sao? Vương Nhất lại lắc đầu, nghiêm mặt nói, tôi có thể chịu trách nhiệm mà nói với cậu rằng Kim Thúy Như sẽ không trừng phạt mà ngược lại còn khen cậu. Vì sao? Kim Thành Phong ngờ vực mở to hai mắt, buột miệng thốt ra. Rất đơn giản, chỉ cần hơi động não là được. Vương Nhất cười nói, thời gian trôi qua, con người cũng thay đổi, không ai là không thay đổi, Kim Thúy Như cũng như vậy. 5 năm trước, cô ta lộng quyền độc hành, không cho phép bất kỳ kẻ nào phản bội cô ta, thậm chí còn ngông cuồng nói ra thuận tôi thì sống, chống đối thì chết, có thể nói đã bộc lộ tài năng, nhưng 5 năm sau, cô ta vẫn sẽ lộng quyền độc hành như vậy sao? Kim Thành Phong theo bản năng mà gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu. Tất cả các công ty do Kim Thúy Như đứng tên đều thuộc quyền sở hữu của nhà họ Kim. Thậm chí Ẩn Long vốn dĩ thuộc về nhà họ Lý, bây giờ cũng thuộc nhà họ Kim, cô ta vẫn độc tài như trước, nhưng dường như có chỗ nào đã thay đổi. Sự thay đổi này, Kim Thành Phong không thể nói ra. Cô ta vẫn tự cho mình là trung tâm, nhưng theo một cách ít triệt để hơn, có đúng hay không? Vương Nhất nhìn Kim Thành Phong cười. Đúng vậy, làm sao anh biết? Hai mắt của Kim Thành Phong sáng ngời, anh ta cảm thấy không thể tin được. Dường như Vương Nhất còn hiểu Kim Thúy Như hơn cả người em trai là anh ta. Chỉ có kẻ thù mới hiểu rõ kẻ thù nhất. Vương Nhất nói, bởi vì quyền lực trong tay càng ngày càng lớn, Kim Thúy Như cũng nhận ra rằng, nếu vẫn giống như trước đây thì đế quốc thương nghiệp mà cô ta khổ tâm gầy dựng nhiều năm sẽ sụp đổ chỉ trong một đêm, bởi vì không có ai sẽ đi theo một người chủ tàn nhẫn như vậy. Có một số việc, cô ta sẽ chọn làm như không thấy, thậm chí để cho người khác tới tham dự thay. Nói tới đây, Vương Nhất khẽ nheo mắt lại, giống như hôn lễ mà anh và Lý Khinh Hồng tổ chức, mặc dù đã mời Kim Thúy Như đại diện cho nhà họ Kim để đến dự hôn lễ, nhưng cuối cùng người tới lại là Kim Thành Vũ, Vương Nhất có thể dễ dàng đoán được đây là Kim Thúy Như ngầm đồng ý. Kim Thúy Như là một trong số ít người biết cô dâu chú rể là ai, vì vậy cô ta lựa chọn không xuất hiện, để Kim Thành Vũ, người chung tình với Lý Khinh Hồng đi thay. Cũng là vì mượn tay Kim Thành Vũ để gây náo loạn hiện trường hôn lễ của mình, mà kết quả là Kim Thành Vũ chắc chắn đã bị mình đập một trận đau điếng, điển hình cho loại người bị người ta bán nhưng còn giúp họ đếm tiền. Cô ta vẫn đang xem mình là trung tâm, nhưng thủ đoạn đã thông minh hơn nhiều, đây cũng là lý do vì sao cậu lại sợ hãi cô ta, là do cậu không nhìn thấu cô ta. Vương Nhất híp mắt nói, nhưng có rất nhiều chuyện làm như không thế. Nhưng không có nghĩa cô ta sẽ cho phép có người giở trò dưới mí mắt cô ta, nhà họ Bạch và Kim Thúy Như có tới lui bên ngoài, có phải cũng có mối quan hệ thân thiết với các gia tộc khác hay không? Kim Thành Phong mở to hai mắt, dường như hiểu ra điều gì, ý của anh là. Tương ăn không thể quá khó coi, có đôi khi, ăn cả hai đầu là điều tối kỵ. Vương Nhất thản nhiên chỉ ra, chuyện nhỏ này, Kim Thúy Như sẽ không tự mình giải quyết,
nhưng nếu cậu thay cô ta chèn ép Bạch Vũ thì cô ta sẽ khen thưởng cậu, đây là bí ẩn của toàn bộ câu chuyện. Vẻ mặt của Kim Thành Phong trở nên kích động, anh ta đã hoàn toàn hiểu rõ ý của Vương Nhất. Thiên An có nhiều gia tộc lớn nhỏ như vậy, nhà họ Bạch ai cũng muốn kiếm tiền, làm sao có thể? Chỉ cần Kim Thành Phong lấy trọng điểm đó để trình bày chuyện này với Kim Thúy Như, không phải trừng phạt mà là tranh công. Còn về sự xuất hiện của Vương Nhất, xuyên suốt quá trình, anh đều uống rượu trong quán bar, từ đầu đến cuối không hề nói câu nào, có liên quan gì đến anh chứ? Đương nhiên, Kim Thúy Như đã sớm nhìn thấu bản chất của toàn bộ sự việc, chỉ là cô ta sẽ không vạch trần mà chỉ âm thầm đề phòng Kim Thành Phong. Kim Thành Phong giống như một quân cờ được Vương Nhất đặt vào nhà họ Kim, nhưng Kim Thúy Như lại không thể động. Tôi hiểu rồi, tôi về nhà ngay đây. Vẻ mặt Kim Thành Phong kích động, cúi chào thật thấp với Vương Nhất. Lần đầu tiên anh ta có cảm giác bội phục Vương Nhất, thì ra khi Vương Nhất gọi anh ta đến đều đã tính toán tất cả. Sau khi Kim Thành Phong rời đi, Vương Nhất cũng định về nhà. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, thì ra là Lý Mộng Đình gọi tới. Có chuyện gì sao? Dương Triều nghe điện thoại, giọng nói vô cùng bĩnh thản. Cút về nhà họ Lý cho tôi, thẳng thắn thú nhận những chuyện tốt mà anh làm đi. Giọng điệu của Lý Mộng Đình khó nghe vô cùng, còn đang cố kiềm nén sự tức giận. Lý Mộng Đình nói xong câu đó lập tức cúp điện thoại. Vương Nhất cầm điện thoại trầm tư một lúc lâu, xem ra chuyện của nhà họ Bạch đã truyền tới tai đám người nhà họ Lý rồi, giấy binh hỏi tội đây mà. Trên mặt Vương Nhất không hề thể hiện một chút hoảng sợ nào, anh trở lại xe, lạnh nhạt nói, đi tới nhà họ Lý. Lãnh Nhan lập tức nhấc chân giẫm chân ga, chiếc Rolls-Royce nhanh chóng lao nhanh về phía nhà họ Lý, chỉ trong vòng 15 phút đã tới cổng lớn nhà họ Lý. Vương Nhất kêu Lãnh Nhan đứng bên ngoài chờ, một mình đi vào đại viện nhà họ Lý. Nhưng vừa đẩy cửa ra, Vương Nhất liền có cảm giác bầu không khí trong phòng rất nặng nề, như có mưa bão sắp kéo tới. Tất cả mọi người trong nhà họ Lý đều tới đông đủ và ngồi trong phòng khách, không có một nụ cười nào trên khuôn mặt của bọn họ mà chỉ là sự lạnh lùng vô tận. Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc ngồi ở hai bên trung tâm, dùng ánh mắt vô cùng chán ghét nhìn Vương Nhất, mà Lý Thiên Dương ngồi ngay trung tâm cũng mang theo vẻ bất lực, Tiểu Nhất à, con hồ đồ thật. Vương Nhất lập tức hiểu ra chuyện của nhà họ Bạch có lẽ đã ảnh hưởng tới chuyện của Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc, ăn canh đắng ở Lệ Tinh cho nên mới giận cá chém thớt với mình. Mày nói đi, rốt cuộc đã gây nên chuyện tốt gì rồi? Bác cả Lý Sung chủ động hỏi tội, vỗ mạnh lên bàn một cái, tức giận hét lên. Tôi đã làm được chuyện tốt gì? Sắc mặt Vương Nhất vẫn bình tĩnh, hỏi ngược lại. Được, mày không nói đúng không? Vậy để tao nói dùm mày. Lý Sung tức giận đến mức quăng vỡ cái ly xuống đất, lớn tiếng nói, mày đánh phụ huynh thằng nhóc nhà họ Bạch, đánh đến mức đổ máu cũng là chuyện nhỏ đi, tao không nói, nhưng mày dám dẫn người xông vào công ty nhà họ Bạch, không những đập phá công ty người ta mà còn đả thương người khác, thật sự cả gan làm loạn, tội không thể tha. Vương Nhất ơi là Vương Nhất, tao sống nửa đời người rồi mà chưa thấy người nào có tội ác tày trời như mày cả, một mình mày làm chuyện xấu thì không nói, mà còn liên lụy đến nhà họ Lý bọn tao. Rốt cuộc là mày muốn gì? Muốn hại chết tất cả mọi người thì mày mới cam tâm phải không? Đúng vậy, chính mình tìm đến cái chết còn liên lụy đến mọi người, đúng là kẻ vong ân bội nghĩa. Vợ của Lý Sung là Châu Mỹ Hoa cũng trợn mắt nhìn Vương Nhất nói, lúc trước khi Thiên Dương muốn nhận nuôi mày, tao đã khuyên ông ấy đừng nên làm người tốt quá mức như vậy, lỡ như nuôi chúng cái tên vô ơn thì khóc không ra nước mắt, tao nói đâu chúng đó mà. Châu Mỹ Hoa lắm mồm. Thích vạch áo cho người xem lưng, như muốn đem hết tất cả chuyện cũ rích đều nói ra một lần. Có lời thì đúng, có lời thì không, sau khi Châu Mỹ Hoa nói xong, ánh mắt của Vương Nhất trở nên lạnh hơn khi nãy rất nhiều. Vương Nhất, anh ở trong lòng tôi vốn dĩ không phải người như vậy, nhưng bây giờ anh khiến tôi thật thất vọng. Lý Mộng Đình cũng nhìn Vương Nhất, lạnh lùng nói, hợp tác cùng Lệ Tinh vẫn luôn do Bạch Hiển nhà họ Bạch giúp đỡ chúng ta, bây giờ thì hay rồi, bị anh đập như thế. Nhà họ Bạch đã bắt đầu ghét chúng ta, Lệ Tinh cũng có khả năng dừng hợp tác với nhà họ Lý. Tất cả đều bởi vì anh, một mẩu cứt chuột mà hỏng cả nồi cháo. Những người khác cũng lạnh lùng nhìn Vương Nhất, như hận không thể đuổi anh ra ngoài. Nhưng sắc mặt Vương Nhất vẫn bình tĩnh như cũ, nhẹ giọng nói, các người cái gì cũng không biết đã đẩy trách nhiệm lên người tôi. Mấy ngày hôm trước khi các người kêu tôi nhường vị trí người đại diện hợp tác cho các người,
tôi đã nhắc nhở có lẽ các người sẽ thất bại nhưng có ai nghe chứ? Mọi việc tốt hết nên dựa vào bản thân, đừng hy vọng phó thác lên người khác, vĩnh viễn chỉ thua một bậc mà thôi. Mày còn dám cãi? Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc bị Vương Nhất nói lại khiến mặt lúc đỏ lúc trắng, ngón tay Châu Mỹ Ngọc chỉ vào người Vương Nhất thậm chí còn run lên. Cậu ta dám nói chúng ta kém một bậc. Tôi nói có gì sai sao? Vương Nhất liếc xéo nhìn Châu Mỹ Ngọc, nhẹ giọng nói. Phản rồi, đúng là phản rồi. Châu Mỹ Ngọc tức giận hét to, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Lý Thiên Dương, đều là do đứa con trai ngoan mà ông nuôi dạy làm liên lụy đến chúng tôi, còn cưỡng từ đoạt lý, cuộc sống này đúng là vô pháp rồi. Nói xong bà ta lại che mặt, bộ dạng như sắp khóc đến nơi. Vẻ mặt của Lý Thiên Dương cũng vô cùng khó coi, có điều ông ta vẫn không nói gì. Còn không mau quỳ xuống nhận lỗi đi, Lý Sung lạnh lùng ra lệnh. Chuyện này Lý Thiên Dương không dễ nhúng tay vào, xét về bối phận thì Lý Sung là lớn nhất, cho nên ông ta có tư cách xử lý Vương Nhất thế nào. Quỳ xuống, ánh mắt Vương Nhất lóe lên tia sáng lạnh, sát ý kinh người, muốn Vương Nhất tôi quỳ xuống, các người có tư cách này sao? Các người sao lại không tự hỏi vì sao tôi lại đi đập công ty của Bạch Vũ chứ? Tôi không làm gì sai, tại sao phải quỳ? Sát ý dày đặc phát ra từ trên người Vương Nhất, nhiệt độ trong phòng khách liền giảm xuống rất nhiều, mọi người không nhịn được mà rùng mình. Lý Sung cũng vừa sợ vừa giận nhìn Vương Nhất, tức giận đến phát run, tên khốn. Thiên Dương, loại con bất hiếu này còn giữ lại trong nhà làm gì? Còn không mau đoạn tuyệt quan hệ với nó, trục xuất ra khỏi nhà họ Lý. Lý Thiên Dương bị bắt đứng giữa, cũng không phải người ngoài cuộc, ông ta nhìn Vương Nhất, thở dài, Nhất à, tại sao con lại đi đập phá công ty nhà họ Bạch chứ, còn đánh người? Nếu chỉ đập phá công ty thì bồi thường chút tiền là xong, nhưng còn đánh đến hỏng mặt Liễu Mộng, việc này khó mà xử lý được. Con có biết không, người phụ nữ mà con đánh chính là tình nhân của đại ca Đồng Kiệt đấy, đó là kẻ liều mạng giết người, chúng ta không thể trêu vào được. Lý Thiên Dương thở dài nói. Vương Nhất im lặng một lúc, sau đó nghiêm túc nhìn Lý Thiên Dương, ba tin con không? Nhìn ánh mắt thâm thúy mà kiên định của Vương Nhất, ánh mắt của Lý Thiên Dương cũng hơi dao động một chút. Không có tự nhiên lại yêu, cũng không thể nào hận không lý do, Vương Nhất vì sao lại đập phá công ty Bạch Vũ, có phải là vì Bạch Vũ đã làm chuyện gì xấu không? Ông ta cũng đã nghe nói qua về con người của Bạch Vũ, nội tình không sạch sẽ, kiếm tiền mờ ám. Nhưng chuyện này có tác dụng gì? Sự thật chính là Vương Nhất đập phá công ty nhà họ Bạch, còn đánh người phụ nữ của Đồng Kiệt, nhà họ Bạch tức giận đến mức trở mặt thành thù với nhà họ Lý, ngay cả việc hợp tác với Lệ Tinh cũng thất bại. Bây giờ nhà họ Lý có thể nói là hai mặt đều có địch, bỏ qua chuyện của nhà họ Kim, nhà họ Bạch muốn chèn ép, còn chọc đến thế lực ngầm mà không ai muốn chọc. Ba tin con, nhưng mà ba là gia chủ của nhà họ Lý, mọi hành động đều phải làm vì lợi ích của nhà họ Lý. Trừ khi Lý Thiên Dương vừa định nói tiếp thì đã bị Lý Sung cắt ngang, Thiên Dương, còn nói gì với nó nữa chứ, thẳng tay đuổi khỏi nhà họ Lý đi, chẳng lẽ còn muốn bao che cho nó sao? Lý Thiên Dương giống như không nghe thấy, tiếp tục nhìn Vương Nhất nói, trừ khi con có thể đảm bảo Lệ Tinh sẽ tiếp tục hợp tác với nhà họ Lý chúng ta, hơn nữa còn xoa dịu được cơn giận của nhà họ Bạch và Đồng Kiệt. Thiên Dương, sắc mặt Lý Sung thay đổi. Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc cũng bất mãn nhìn Lý Thiên Dương. Đủ rồi. Lý Thiên Dương hét to một tiếng, âm thanh áp đảo mọi người, đến khi không còn ai lên tiếng, ông ta mới nhìn Vương Nhất, con có thể đảm bảo chứ? Ánh mắt Vương Nhất lướt qua từng khuôn mặt nhà họ Lý. Tất cả mọi người đều lạnh nhạt, hận không thể đuổi mình đi, chỉ có Lý Thiên Dương vẫn chiến đấu vì mình. Anh chậm rãi nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra. Khi mở ra, anh khẽ thở dài. Thật không nỡ mà. Vương Nhất cười khổ, lẩm bẩm một mình. Lòng người bạc bẽo, anh có thể không quan tâm những người khác của nhà họ Lý sống hay chết nhưng không thể không quan tâm đến Lý Thiên Dương. Ông ta không phải ba ruột của Vương Nhất nhưng lại hơn cả ba ruột có quan hệ huyết thống, khi mình bị ngàn người chỉ trích thì chính ông ta lần nào cũng đứng ra bảo vệ mình. Được. Vương Nhất đồng ý, cho con một thời gian, con sẽ giải quyết ba việc này. Vương Nhất nói xong, bầu không khí trong phòng khách nhà họ Lý cũng theo đó trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều sửng sốt, nhất thời trố mắt nhìn nhau. Sau khi yên lặng 3 giây, phát ra tiếng cười châm chọc. Khẩu khí thật lớn, anh dựa vào cái gì giải quyết 3 việc này?
đừng nói làm nguôi cơn giận của Đồng Kiệt và nhà họ Bạch, chỉ riêng để tập đoàn Lệ Tinh tiếp tục hợp tác với chúng tôi, anh đã không làm được. Theo bọn họ, Vương Nhất đang mạnh miệng, ba việc này đều là việc gấp đầu mày của nhà họ Lý, dù cả nhà hợp sức, cũng không giải quyết được, Vương Nhất anh dựa vào cái gì giải quyết. Huống chi, chỉ có kỳ hạn một tuần. Việc này mấy người không cần quan tâm, tôi tự có cách. Đối mặt với tiếng cười châm chọc của mọi người, Vương Nhất chỉ cười nhạt, tôi không chỉ có thể làm cho Lệ Tinh tiếp tục hợp tác với nhà họ Lý, còn có thể để Đồng Kiệt và nhà họ Bạch đến cửa nói xin lỗi. Vớ vẩn, thật là vớ vẩn. Lý Sung Phùng mang trợn mắt, căm tức nhìn Vương Nhất, vừa quay đầu nhìn về phía Lý Thiên Dương, bây giờ đã như vậy rồi, còn khoác lác, đồ bỏ đi như vậy, anh còn muốn bao che tới khi nào? 3. Lý Mộng Đình cũng đứng lên, nói, tôi có thể rất chịu trách nhiệm nói, ba chuyện này, việc nào anh cũng không làm được, anh ở lại nhà họ Lý, chỉ biết hại chúng tôi. Nếu như tôi làm được, bà sẽ thế nào? Vương Nhất cũng không tức giận, vẫn bình tĩnh nhìn Lý Mộng Đình, hỏi. Lý Mộng Đình nhìn Vương Nhất như nhìn kẻ ngu, Lệ Tinh 90% sẽ dừng hợp tác với nhà họ Lý, không phải chỉ dựa vào một miệng có thể nói lại được. Nhà họ Bạch và Đồng Kiệt thì càng khỏi phải nói. Giải Trí Huy Hoàng đã bị đập, đây chính là chuyện lớn liên quan đến mặt mũi gia tộc, nhà họ Bạch sẽ không từ bỏ ý đồ, mặc dù Liễu Mộng chỉ là tình nhân của Đồng Kiệt, nhưng Đồng Kiệt rất bao che, ai biết được ông ta sẽ làm ra chuyện gì. Nếu như anh có thể giải quyết ba chuyện này trong vòng một tuần, Lý Mộng Đình tôi, không chỉ bưng trà rót nước cho anh, nói xin lỗi, còn làm nô tì, chăm sóc anh vô điều kiện một ngày. Được, một lời đã định. Ánh mắt Vương Nhất sắc bén quét nhìn tất cả mọi người, ngoài ra, tôi còn muốn nói rõ một chuyện, nếu các người đều muốn đuổi tôi đi, vậy tôi thuận theo mong muốn của các người. Nhưng không phải các người đuổi tôi đi, mà là tôi, Vương Nhất, chủ động đoạn tuyệt quan hệ thân nhân với tất cả người nhà họ Lý trừ ba tôi. Phòng khách lớn của nhà họ Lý vang vọng lời nói có lực của Vương Nhất. Từ hôm nay trở đi, tôi đi đường dương quan của tôi, các người qua cầu độc mộc của các người, chúng ta, không còn quan hệ. Người nhà của tôi, chỉ có một người là Lý Thiên Dương. Cùng với lời nói trầm thấp có lực, Vương Nhất xoay người rời đi. Khi rời đi, thiên lôi cuồn cuộn, một tia sét xé bầu trời, chiếu sáng mặt đất. Bóng dáng của Vương Nhất lập tức bị kéo dài. Rào rào rào, mưa rơi xuống như thác đổ, nhưng cũng không làm ướt quần áo Vương Nhất. Bởi vì, khi mưa rơi xuống, một chiếc ô đen vừa vặn che trên đầu Vương Nhất. Lãnh Nhan che ô cho Vương Nhất, hộ tống anh rời đi. Trước khi rời đi, cô quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn một vòng tất cả người nhà họ Lý, trong mắt đỏ thẫm như bị máu tươi tưới lên làm cho đám người Lý Mộng Đình không lạnh mà run. Xin lỗi, thiếu chủ, đều do tôi hạ thủ quá độc ác, làm liên lụy anh. Vừa vào trong xe, Lãnh Nhan lập tức áy náy nói xin lỗi. Không cần nói xin lỗi, cô không làm sai. Vương Nhất khẽ mỉm cười, hơn nữa, chúng ta làm như vậy, nhà họ Bạch, nhà họ Đồng dám đánh dám sao? Nghe xong, Lãnh Nhan chợt thư thái. Với thế lực của thiếu chủ, đừng nói nhà họ Bạch và nhà họ Đồng, dù là tứ đại hào môn của Thiên An, cũng chỉ cần động ngón tay là có thể tiêu diệt. Đánh cũng đã đánh rồi, ai dám nói thêm câu nào? Ở nơi cao thì không có bạn, người nhà họ Lý sao phải sợ như vậy? Bởi vì bọn họ không đạt tới độ cao như thiếu chủ. Cô biết phải làm thế nào rồi đấy, dạy dỗ vừa phải nhà họ Bạch và Đồng Kiệt, để cho bọn họ thành thật một chút. Vương Nhất nhàn nhạt nói. Dạ, thiếu chủ. Lãnh Nhan giẫm cần ga, xe nhất thời về phía trước đi tới. Thiếu chủ, bây giờ đi đâu đây? Lãnh Nhan vững vàng lái xe, hỏi. Vương Nhất nhìn đồng hồ, trên mặt hiện lên một nụ cười, đi mẫu giáo Carter, tiện đưa cô đi gặp con gái tôi. Mắt Lãnh Nhan khẽ biến, lúng túng nói, chắc tôi không cần đi. Cái gì không cần? Vương Nhất trừng mắt một cái, cô còn chưa gặp con gái tôi, phải gặp một lần. Vì vậy, Lãnh Nhan rơi vào yên lặng. Cô biết, đây là thiếu chủ xem cô như người nhà, nhưng, cô chưa từng tiếp xúc với trẻ con, càng sợ dáng vẻ của cô dọa đứa trẻ sợ. Không phải sợ, con bé sẽ thích cô. Thần sắc Vương Nhất hòa hoãn một chút, Trần An nói. Tập đoàn Lệ Tinh, tầng 88. Lý Khinh Hồng đứng trước cửa sổ sát đất to lớn trong suốt, nhìn chăm chú nhìn Thiên An trong mưa lớn. Cả thế giới trùm lên một tầng mưa mờ mịt, tất cả đều mông lung ảo mộng.
Đột nhiên, tài khoản ngân hàng trên máy tính công ty vang lên tiếng nhắc nhở. Lý Khinh Hồng trở lại vị trí, nhìn nội dung hiện trên màn hình, thần sắc dần dần trở nên kinh ngạc. Tài khoản ngân hàng công ty nhiều thêm 300 tỷ. Tiền còn lại, Phương Huệ sắp về rồi. Mặt cô đầy kinh ngạc, tự lẩm bẩm. Phái Phương Huệ đi đòi nợ, đúng là hành động bất đắc dĩ, cô cũng đã chuẩn bị kháng chiến trường kỳ với giải trí huy hoàng, Phương Huệ vậy mà sắp trở lại. 10 phút sau, cửa phòng giám đốc bị gõ. Mời vào, Lý Khinh Hồng nói. Phương Huệ cầm ô trong tay, đi vào phòng giám đốc. Về rồi. Lý Khinh Hồng đứng lên nghênh đón, ánh mắt nhìn về phía Phương Huệ lộ ra nụ cười, xem ra, tôi phái cô là chính xác, cô chưa từng để cho tôi thất vọng. Phương Huệ lại lắc đầu một cái, do dự một chút, vẫn nói sự thật, thật ra thì, tôi không làm gì cả. Lý Khinh Hồng sửng sốt một chút, hỏi, có ý gì? Trước tôi đã có người lấy danh nghĩa Lệ Tinh đòi nợ Bạch Vũ. Phương Huệ nghiêm mặt nói, hơn nữa, còn đập hộp đêm dưới hầm tầng 2 của giải trí Huy Hoàng. Cái gì? Nghe được tin tức này, Lý Khinh Hồng không thể bình tĩnh. Lý Tổng, cô nói, người làm xong chuyện không lưu tên là ai chứ, tại sao phải giúp chúng ta? Phương Huệ nhìn về phía Lý Khinh Hồng, nhưng phát hiện Lý Khinh Hồng cũng rơi vào trầm tư. Phương Huệ nhìn một hồi, đột nhiên hỏi, Lý Tổng, có phải cô biết gì không? Sự kinh ngạc trên mặt Lý Khinh Hồng chợt lóe rồi biến mất, lập tức khôi phục bình thường, thế nào đi nữa, tiền đã về, công lao này ghi cho cô. Phương Huệ cũng không suy đoán tâm tư Lý Khinh Hồng nữa, chẳng qua là để ý thêm, tùy tiện tìm một cái cớ, rời đi. Phòng giám đốc lớn như vậy chỉ còn lại một mình Lý Khinh Hồng, trên mặt Ngọc Tinh xảo đầy vẻ kinh ngạc. Cô nhớ lại trước đó Vương Nhất đã cam kết, tự lẩm bẩm, Vương Nhất, là anh sao? Dĩ nhiên, cô cũng nhất định không nghĩ tới, sau khi Phương Huệ trở lại phòng làm việc, cũng không có lòng làm việc, trong đầu đều là người đàn ông không thấy rõ mặt lướt qua cô ta. Là anh sao? Bầu trời tựa như thủng một lỗ lớn, nước mưa rơi mãi không hết. Thiên An, khu nhà cao cấp tư nhân. Đây là một dinh thự theo kiến trúc nước Hát cổ, hình vuông, bốn phía cân đối. Trong dinh có thể nói sang trọng, vườn hoa tu bổ vườn xanh, bên trong trồng kỳ hoa dị thảo đến từ các nơi, chỉ riêng những hoa hoa thảo thảo này, mỗi tháng tiền chăm sóc cũng là một khoản giá trên trời. Viện trước có hồ bơi, bốn phía chạm trổ thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ bốn pho tượng thần thú nước Hát cổ, từ trong miệng chúng không ngừng phun ra nước trong suốt, cửa chính là một nơi đồng khoen cửa, cửa hai bên, hai pho tượng tỷ hưu to lớn đang nằm. Mặc dù là trời mưa, nhưng trong không khí vẫn trôi giạt một mùi hương nhàn nhạt, bên trong nhà còn truyền tới âm nhạc cổ điển Trung Hoa du dương dễ nghe, cẩn thận nghe, lại là một trong 10 khúc thần châu nguyên chất nguyên vị, nhiễm lăng tán. Bên ngoài mưa to như chút nước, bên trong lại như thiên đường. Trong khúc nhạc du dương, người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám tím nhạt đang pha trà. Mái tóc dài từ đầu vai thả xuống, lộ ra góc nghiêng hoàn mỹ, màu tím vốn nổi danh diêm dúa. Cũng không nhiều phụ nữ có thể mặc màu này, hơn nữa còn là sườn xám yêu cầu vóc dáng rất cao lại càng khó hơn. Nhưng, mặc trên người phụ nữ này lại không chê vào đâu được, như được thiết kế riêng vậy. Trà đạo của người phụ nữ này cũng đạt tới đỉnh cao, xem pha trà, ngửi mùi trà, thật là một loại hưởng thụ. Oanh oanh oanh! Đúng lúc ấy, ngoài nhà truyền tới tiếng tắt xe của cuộc sống, Kim Thành Phong đội mưa vọt vào dinh. Sau khi vào nhà, anh ta liếc mắt thấy chị gái đang uống trà, nhất thời để thả nhẹ bước chân. Cho đến khi Kim Thúy Như pha xong một ly trà, mới dám lên tiếng, chị, em về rồi. Khi nói, Kim Thành Phong không dám nhìn Kim Thúy Như, không phải chột dạ, mà là, tự ti. Bỏ qua dung mạo không nói, chỉ riêng khí chất không thể bắt chước của cô ấy cũng đã làm cho người nhìn mà sợ. Ừ, Kim Thúy Như nhàn nhạt gật đầu một cái. Rồi sau đó nhẹ nhàng đẩy một ly trà ngon tới trước mặt Kim Thành Phong, cậu tới đúng lúc đấy, nếm thử trà ngon tôi vừa pha xem. Mùi trà bay tới, nhưng Kim Thành Phong cũng không dám nhận, nhớ tới lời Vương Nhất đã nói với anh ta đột nhiên ngước mắt lên, lần đầu tiên dũng cảm đối mắt với cặp mắt linh động kia. Chị, em có chuyện muốn nói thật với chị. Kim Thành Phong cố gắng nhẹ giọng nói, em đập giải trí huy hoàng của Bạch Vũ rồi. Nói xong. Anh ta thấp thỏm nhìn Kim Thúy Như, sẵn sàng chuẩn bị nhận trừng phạt. Ánh mắt Kim Thúy Như lập tức nhìn chăm chú vào anh ta, ước chừng nhìn chằm chằm 2 phút.
Đối với Kim Thành Phong mà nói, đây là 2 phút rất dài, trong 2 phút, anh ta cũng thấy sự biến hóa nhỏ trên mặt Kim Thúy Như. Từ bắt đầu lộ ra mũi nhọn, đến trầm tư, rồi đến cuối cùng rẽ mây thấy mặt trời. Cô cười nhạt, làm tốt lắm. Kim Thành Phong thở phào một cái, Vương Nhất đoán trúng thật. Đang muốn rời đi, tiếng Kim Thúy Như lại vang lên. Chỉ có nói để cho cậu đi sao? SSSS. Nhất thời sống lưng Kim Thành Phong tê dại, cả người cương ngay tại chỗ. Uống hết trà đi, Kim Thúy Như nhàn nhạt nói. Kim Thành Phong lại buông lỏng, vội vàng nhận lấy ly trà, ừng ực uống một hơi cạn. Hơi đắng, không ngon lắm, anh ta thích uống rượu hơn, đủ mạnh. Khi Kim Thành Phong uống trà, Kim Thúy Như lại nói, Thành Phong, nghe nói chức vị của cậu, chỉ là chủ quản ở tập đoàn Ẩn Long. Đúng vậy, Kim Thành Phong đáp một tiếng, tâm lại căng thẳng. Là một trong 4 hào môn Thiên An, trong tộc phổ nhà họ Kim mỗi người đều phải có một công việc, Kim Thành Phong là chủ quản của tập đoàn Ẩn Long, nói là chủ quản, thật ra là treo cái tên. Từ chức đi, ngày mai tới Kim Thị làm trợ lý cho chị. Kim Thúy Như nhàn nhạt ra lệnh. Dạ, chị. Kim Thành Phong không dám từ chối, nhắm mắt rời đi. Sau khi trở lại phòng, sắc mặt anh ta khó coi tới cực điểm. Tất cả đều như Vương Nhất nói, chị không trách tội anh ta. Không chỉ không trách tội, ngược lại còn được thưởng. Từ chủ quản công ty Ẩn Long, biến thành trợ lý giám đốc tập đoàn Kim Thị, không phải thưởng thì là cái gì. Nhưng, phần thưởng này Kim Thành Phong không muốn. Anh ta là người nằm vùng của Vương Nhất bên Kim Thúy Như. Nhìn như thưởng, trên thực tế lại là tù. Trên dưới tập đoàn Kim Thị đều là người của Kim Thúy Như, khắp nơi đều là tai mắt của Kim Thúy Như, gián điệp như anh ta, nửa bước khó đi. Vương Nhất, dám kêu gọi em trai tôi đầu quân, xem ra, anh không còn như 5 năm trước. Bên kia, Kim Thúy Như cười như mèo đang xem chuột, tự lẩm bẩm. Trước mặt cô ta, bày một xấp tài liệu. Trên trang nhất, bất ngờ dán ảnh Vương Nhất, phía dưới là một vài tin tức cá nhân của Vương Nhất. Tin tức từ khi anh ra đời đến bây giờ đều cặn kẽ ghi trên đó. Trừ 5 năm bỏ trống. Lãnh Nhan dừng xe cách nhà trẻ 500 mét, cùng với Vương Nhất đến nhà trẻ đón Tử Lam tan học. Mưa vẫn tí tách rơi, tất cả giáo viên đều che ô cho bọn nhỏ, giống như là hộ tống bảo bối, tự mình đưa đến tay phụ huynh, nói mấy câu, lúc này mới quay về. Thậm chí ngay cả giáo viên mầm non, cũng có tác dụng làm dẫn đầu, tiễn mấy đứa trẻ. Ba ba. Đột nhiên, trong nhà trẻ truyền đến tiếng kêu quen thuộc. Vương Nhất theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Vương Tử Lam đang được hiệu trưởng mới nâng như tổ tông, đưa đến trước mặt Vương Nhất. Vương Nhất thuận thế ôm lấy Vương Tử Lam, xoay một vòng, cười nói, để ba xem, có tẻ dầm không? Đây chỉ là một câu hỏi thăm đơn giản, nhưng sắc mặt của hiệu trưởng bên cạnh lại biến sắc, vội vàng giải thích, anh Vương, con gái anh không có tẻ dầm. Vương Nhất hơi ngẩn ra. Nhìn hiệu trưởng mấy lần, lúc này mới cười nói, cảm ơn cô. Phải làm. Hiệu trưởng mới lau mồ hôi lạnh trên đầu, sau đó cười đưa một tấm danh thiếp ra nói, tôi là Lăng Duy, nhờ phúc của anh Vương, mới được thăng chức lên. Anh Vương yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con gái anh, tuyệt đối không để cô bé chịu chút uất ức nào. Nhờ phúc của tôi, Vương Nhất nghi ngờ nói. Sau đó, hình như anh nhớ ra gì đó. Quay đầu lại nhìn Lãnh Nhan. Sau khi Bạch Tiểu Bảo bị đuổi học, nhà trẻ này cũng bị người của Cục Giáo dục theo dõi, thực hiện một cuộc chỉnh đốn lớn. Cuộc chỉnh đốn không quan trọng này, đúng là chỉnh ra được một số cửa hối lộ. Bộ Giáo dục bắt được rất nhiều thầy cô giáo nhận quà, trực tiếp sa thải, nghe nói hiệu trưởng nhà trẻ Carter cũng bị đổi. Tạo thành cục diện như vậy, đương nhiên là từ tay Lãnh Nhan ra rồi. Một cuộc điện thoại của cô... Người bên dưới bắt đầu tạo áp lực lên Bộ Giáo dục, nói là chuyện này làm một nhân vật lớn nào đó tức giận, nếu như xử lý không ổn, tự gánh lấy hậu quả. Người của Bộ Giáo dục đương nhiên là vừa sợ vừa giận, trực tiếp khai đao với nhà trẻ Carter, còn liên lụy một số trường tiểu trung học quý tộc, một nhóm lớn giáo viên công nhân viên chức đều bị cách chức. Cô thật là ác, Vương Nhất quay đầu lại nhìn Lãnh Nhan, dở khóc dở cười. Lãnh Nhan lại hừ một tiếng, nói, gieo gió gặt bão. Ai bảo những người đó không có mắt, chọc đến trên đầu thiếu chủ. Vương Nhất nhận danh thiếp của Lăng Duy, lại nói mấy câu, thì đuổi Lăng Duy đi. Vừa quay lại,
đã phát hiện Vương Tử Lam trong ngực nhìn chằm chằm vào Lãnh Nhan đằng sau, giọng sữa hỏi, ba ba, sao mắt của chị này lại là màu đỏ? Ngay lập tức, sắc mặt Lãnh Nhan trở nên mất tự nhiên, luống cuống tay chân cúi đầu. Sắc mặt Vương Nhất cũng thay đổi, đồng ngôn vô kỵ, những lời này của Vương Tử Lam, đúng lúc đâm vào chỗ đau của Lãnh Nhan. Nhưng mà, không đợi Vương Nhất nói gì, Vương Tử Lam lại nở nụ cười, thật đẹp. Cơ thể Lãnh Nhan khẽ run lên, có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn Vương Tử Lam. Từ trước đến nay, cô đều vì hai mắt của mình màu máu mà có chút tự ti, vẫn là lần đầu tiên nghe có người khen ánh mắt của cô đẹp. Tử Lam, gọi chị Lãnh Nhan, Vương Nhất thừa cơ nói. Chị Lãnh Nhan, Vương Tử Lam uốn éo trong ngực Vương Nhất, giang hai bàn tay nhỏ ra, giọng sữa nói, bế. Lãnh Nhan lại run lên, ngơ ngác nhìn Vương Tử Lam, nhất thời, cơ thể cứng ngắc không biết làm thế nào. Bế đi, tôi nói mà, cô bé sẽ thích cô. Vương Nhất đi lên mấy bước về phía Lãnh Nhan cười nói, không sợ cô cười, lần đầu tiên tôi thấy bé còn căng thẳng hơn cô. Hai tay Lãnh Nhan động đậy, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Vương Tử Lam. Ở cái hoàn cảnh mà khắp nơi đều là giết chóc, không giết người thì không sống nổi, cô từ nhỏ đã không có tình cảm, không biết khóc là gì, cười là gì, sau này gặp Vương Nhất, anh là người đầu tiên tiếp nhận mình, ủng hộ mình. Nhưng mà bây giờ lúc đối mặt với Vương Tử Lam, trái tim của cô lại không ngừng nhảy lên. Bùm bụp, bùm bụp bùm, giống như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Nếu như nói Vương Nhất là ánh mặt trời đầu tiên trong sinh mệnh Lãnh Nhan, mang đến ánh sáng cho vận mệnh bi thảm không rõ ngày đêm của cô, như vậy Vương Tử Lam lại là mặt trời, dùng ánh sáng và nhiệt, để cô cảm nhận được ấm áp. Thiên sứ, cô bé là thiên sứ. Trong ánh mắt đỏ như máu của cô, chảy xuống hai dòng nước mắt. Cơ thể cứng ngắc nhận lấy Vương Tử Lam từ Vương Nhất, cô nhóc cũng phát hiện Lãnh Nhan khóc, chủ động ôm lấy cơ thể Lãnh Nhan, còn sờ sờ đầu Lãnh Nhan. Chị không khóc, mẹ nói rồi, con gái khóc không đẹp đâu. Lãnh Nhan vẫn rơi lệ. Tử Lam hát cho chị nghe được không? Thỏ con ngoan, mở cửa ra nào, nhanh mở cửa ra nào, tôi muốn vào, không mở tôi không mở, mẹ không về, ai cũng không mở cửa. Hát một nửa, Tử Lam không hát tiếp nữa, có chút lúng túng nhìn Vương Nhất, ba ba, chị này sao cứ khóc mãi, dỗ thế nào cũng không được. Vương Nhất mỉm cười nói, để chị ấy thế đi, chị ấy đây là vui quá. Lãnh Nhan ôm Vương Tử Lam thật chặt, thầm quyết tâm, sẽ dùng tính mạng bảo vệ thiên sứ của mình. Lãnh Nhan không đi cùng Vương Nhất, đưa hai cha con Vương Nhất đến tòa nhà quốc tế, rồi đi làm chuyện Vương Nhất dặn dò. Vẫn là Tăng Quốc Vinh đón tiếp Vương Nhất, mặc dù Vương Nhất mua cả tòa nhà quốc tế, nhưng Tăng Quốc Vinh vẫn là người quản lý, cũng xem như là trá hình làm việc cho Vương Nhất. Anh Vương, tôi đến báo cáo tình hình gần đây nhất của cao ốc. Tăng Quốc Vinh cười báo cáo, thứ hai tuần trước một công ty chuyển ra khỏi tòa nhà quốc tế, chỗ trống lập tức được doanh nghiệp Ẩn Long dọn vào. Ẩn Long, Vương Nhất nheo mắt lại, chính là Ẩn Long vốn ở dưới trướng nhà họ Lý, sau đó bị nhà họ Kim thu mua. Đúng thế. Giúp tôi nhìn chằm chằm vào nó. Vương Nhất đạm mạc nói, mặt khác, tôi vừa về Thiên An không bao lâu, cho nên không biết được mấy cái cọ sát trên thương trường, anh giúp tôi đi tra một án kiện 316. Vâng, Tăng Quốc Vinh nhận lệnh. Trong mắt Vương Nhất lóe lên ánh sáng lạnh, án kiện 316 ngộ độc thức ăn, mới là một ngòi nổ làm nhà họ Lý xuống dốc, nhưng mà anh cảm thấy chuyện này liên quan đến tập đoàn Ẩn Long. Cũng không lâu lắm, Lý Khinh Hồng đã tan tầm, Vương Nhất ôm Vương Tử Lam ngồi sau xe, Lý Khinh Hồng vững vàng lái xe. Xuyên qua kính chiếu hậu, Lý Khinh Hồng nhìn qua Vương Nhất đang chơi đùa với Vương Tử Lam, do dự một chút, vẫn không kìm được nghi hoặc trong lòng, nhịn không được hỏi, hôm nay anh làm gì? Không làm gì cả. Vương Nhất ngẩng đầu, nhìn ảnh ngược ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng của Lý Khinh Hồng trong kính chiếu hậu, cười cười nói, ăn cơm, ngủ, đón con gái tan học. Lý Khinh Hồng không lên tiếng, câu trả lời này, cô đã đoán được 89 phần 10. Phương Huệ chuẩn bị rất lâu, lại không thu được gì, 89% là do Vương Nhất làm. Nghĩ vậy, ánh mắt Lý Khinh Hồng hơi hoãn lại, giọng điệu lại trở thành lo lắng. Sau này bất kể là ở trong nhà hay bên ngoài, chỉ cần gặp phiền phức gì, đều phải nói cho em. Vương Nhất vì cô, làm chuyện như vậy, nhất định sẽ bị trả thù, đồng thời, bên phía nhà họ Lý, cũng nhất định không tha cho anh. Nhưng mà,
Vương Nhất lại nhún nhún vai, thoải mái nói, anh có thể gặp phiền toái gì chứ, yên tâm, anh không sao. Vì vậy, Lý Khinh Hồng không nói thêm nữa, khóe miệng si có chút cong lên, trên mặt xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng. Hôm nay tâm trạng Lý Khinh Hồng cũng xem như không tệ, nhưng mà, tâm trạng tốt này cũng không giữ quá lâu, đã bị một cuộc điện thoại của Tiêu Dao giáng xuống âm điểm. Lý Tổng, tin tức mới nhất, nhà họ Lý bởi vì chúng ta định hủy bỏ hợp tác, đuổi anh Vương ra khỏi gia tộc. Xoẹt! Nhận được tin tức này, trên mặt Lý Khinh Hồng lập tức hiện lên một lớp băng, trong mắt thậm chí có một ý lạnh khắc cốt, toàn bộ nhà họ Lý đều muốn đuổi anh ấy đi. Ngoại trừ gia chủ nhà họ Lý Thiên Dương, Tiêu Dao báo cáo. Vì vậy, Lý Khinh Hồng rơi vào trầm tư, nhìn qua Vương Nhất đang cầm chuyện cổ tích đọc cho Vương Tử Lam. Thật lâu sau, cặp môi đỏ mọng hé mở, nói ra một câu không chứa nhiệt độ. Tạm thời không phải hủy bỏ hợp tác với nhà họ Lý, nhưng mà, người hợp tác chỉ có thể là duy nhất Lý Thiên Dương. Đồng thời, trong giới phong sát những người khác của nhà họ Lý, nhất là hai người Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc. Tập đoàn Lôi Quang là công ty cho vay nổi tiếng Thiên An, khác với những ngân hàng cho vay có nhiều thủ tục phiền phức, tập đoàn Lôi Quang cho vay chỉ cần một tấm thẻ căn cước là được. Chỉ có điều, lãi cũng cao hơn nhiều. Đồng Kiệt chính là nhờ vào khoản vay này làm giàu, dần dần phát triển thành thế lực ngầm đứng đầu Thiên An, lăn lộn đến trình độ này, sớm đã mặc kệ mấy chuyện giết người phóng hỏa kia rồi, mà là làm ăn chính đáng. Mặc dù lãi cao hơn nhiều so với ngân hàng, nhưng vẫn có những người mạo hiểm đến mượn, người trong giới bạch đạo cũng lười quan tâm. Dạo này, hòa khí sinh tài mới là chủ yếu. Nhưng mà, Đồng Kiệt gần đây lại vô cùng bực bội, bởi vì tình nhân của ông ta bị đánh nát mặt. Mặc dù nói phụ nữ như quần áo, nhưng ai cũng muốn mặc quần áo đẹp, có một người, quần áo của bạn bị cắt một miếng rách ra, bạn có tức giận không? Đổi sang bộ khác không cần tiền sao, còn rất mất mặt. Hơn nữa, lại biết rõ hung thủ đánh người phụ nữ của ông ta là một phế vật của gia tộc nhỏ không đáng giá, cái này càng làm Đồng Kiệt tức giận. Đang lúc ông ta tìm cách trả thù nhà họ Lý thì thư ký đột nhiên vội vàng hấp tấp vọt vào. Chủ tịch Đồng, không tốt rồi, người của Tổng cục đến. Vừa nghe lời này, Đồng Kiệt thiếu chút nữa nhảy dựng lên, sợ đến mức cả người mồ hôi lạnh. Người của Tổng cục, ông ta lăn lộn đến mức này, cũng chưa từng gặp người của Tổng cục. Trước kia có chuyện gì, cũng là người của phân cục đến tìm ông ta, cho dù là ồn ào nhất, cũng chỉ đến khu vực. Đồng Kiệt cưỡng chế mình bình tĩnh lại, cẩn thận ngẫm lại những chuyện mình làm gần đây, có phải sai ở đâu rồi. Nhưng mà mỗi một chuyện đều rất hợp pháp, sao có thể làm Tổng cục chú ý chứ? Mời người vào trước đi. Đồng Kiệt vội vàng chỉnh lại quần áo, cũng điều chỉnh sắc mặt. Người của Tổng cục, có thể đều là người già đời, lúc nói chuyện phải vô cùng chú ý, lỡ như sơ sẩy một cái, bị bắt vào trong. Chỉ một lát sau, một người đàn ông tuấn lãng đi giày tây, thắt cà vạt đi đến. Làm Đồng Kiệt kinh ngạc là, cục trưởng Vu này thế mà lại trẻ quá, thoạt nhìn chỉ có 27-28 tuổi. Cái tuổi này leo lên vị trí đó, không phải bối cảnh sâu không lường được, thì chính là năng lực xuất chúng. Người anh em Vu thật đúng là tuổi trẻ tài cao, tuổi còn trẻ thế, đã vào Tổng cục. Đồng Kiệt lộ ra nụ cười, có chút nịnh nọt nói. May mắn mà thôi. Vu Hào ngoài cười trong không cười, ngồi xuống trước mặt Đồng Kiệt. Người anh em Vu, hút không? Triệu cũng không để ý, rút một bao thuốc lá tốt nhất ra, đưa cho Vu Hào. Không đâu. Vu Hào nhã nhặn từ chối, nói, tôi đến nói chút chuyện với ông, nói xong thì đi. Chuyện gì? Bên ngoài Đồng Kiệt mỉm cười, nhưng trong lòng lại vô cùng căng thẳng. Đồng Kiệt, mấy năm nay quả thật ông cũng bớt phóng túng lại rất nhiều, đứng đắn theo buôn bán, lại còn quyên không ít tiền từ thiện, giúp không ít những đứa trẻ không có điều kiện đến trường. Vu Hào cười nói với Đồng Kiệt, nhưng mà Vu Hào càng nói vậy, Đồng Kiệt lại càng hoảng hốt. Đây chỉ là những thứ đệm trước, mục đích thật sự của Vu Hào vẫn chưa đến. Những việc tốt ông làm này, chúng ta đều nhìn vào trong mắt, từ trong lòng cũng rất ủng hộ hành vi này của ông, nhưng mà... Vu Hào dừng lại một chút tiện đà ý tứ sâu xa tiếp tục nói, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm, một chút tâm xấu, cũng không thể có được. Trong lòng Đồng Kiệt lộp bộp một tiếng, da mặt giật giật, người anh em Vu, có thể nói rõ hơn một chút được không, nếu như Đồng Kiệt có chỗ nào sai rồi, tôi nhất định sửa. Vu Hào sau khi trầm ngâm một lúc, cảm thấy cũng được rồi,
lúc này mới chậm rãi nói, có phải ông có ý nghĩ muốn xuống tay với nhà họ Lý hay không? Lời này vừa nói ra, Đồng Kiệt thiếu chút nữa bị dọa chết, ông ta có ý nghĩ này, nhưng mà còn chưa hành động đâu, Tổng cục sao lại biết? Chẳng lẽ có thuật đọc tâm? Oan cho tôi quá, mất năm nay tôi đều đặt tinh lực ở chỗ kiếm tiền và làm từ thiện, làm sao mà nghĩ đến những chuyện đánh đánh giết giết kia? Đồng Kiệt kêu oan, hơn nữa, tôi cũng không quen biết với nhà họ Lý. Phu Hào chỉ cười nhạt một tiếng, lão Đồng à, ông không cần căng thẳng, tôi cũng chưa nói là muốn ông phải làm sao đâu. Đồng Kiệt mơ mơ hồ hồ, hoàn hoàn không biết trong hồ lô của Vu Hào có cái gì. Ông trước nghe tôi nói hết đã. Vu Hào cười khẽ, nói, nhà họ Lý này, gần đây có làm mấy việc không ổn, chọc giận một nhân vật lớn nào đó, cũng nên có chút dạy dỗ. Nghe xong lời Vu Hào nói, Đồng Kiệt lập tức sửng sốt, nói như vậy, anh ta đồng ý mình xuống tay với nhà họ Lý. Lần này, ông là phụng chỉ làm việc. Vu Hào nghiêm mặt nói, kể từ hôm nay, liên tục 6 ngày, ông đều phải cho nhà họ Lý chút dạy dỗ thích hợp, nhưng mà ngày cuối cùng, ông phải tự mình đến cửa, xin lỗi nhà họ Lý, hiểu không? Đồng Kiệt trực tiếp choáng váng, trước dạy dỗ, rồi lại xin lỗi, đây kiểu làm gì đây? Lão Đồng, đây là ý của đại nhân bên trên kia, làm xong, không thiếu chỗ tốt của ông. Vu Hào nhắc nhở. Nghe vậy, Đồng Kiệt cũng không nghĩ nhiều nữa, liếm liếm đôi môi khô khốc, cười có chút dữ tợn, hiểu rồi, người anh em Vu, làm phiền về nói với vị đại nhân kia, chuyện này, Đồng Kiệt tôi nhất định sẽ làm tốt. Tôi cũng không gặp được vị đại nhân kia. Vu Hào ung dung thở dài, mệnh lệnh này, chính là truyền từ trên xuống, ngay cả tôi, cũng không rõ nhà họ Lý này rốt cuộc làm chuyện nhân thân công phẫn gì, chọc giận đại nhân bên trên kia. Lời này làm Đồng Kiệt cũng ngẩn người, trong chuyện này còn có mấy tầng quan hệ, từng mệnh lệnh truyền xuống, cuối cùng mới do Vu Hào thông báo đến mình, để mình chấp hành. Nhân vật lớn kia, quyền thế trong tay lớn đến mức nào chứ? Sau khi tiễn Vu Hào đi, Đồng Kiệt đi qua đi lại trong phòng làm việc của mình một lúc, suy túc một lúc, trong mắt cuối cùng lóe lên ánh sáng, gọi thư ký của mình, gọi các anh em trong nhà đến, có việc rồi, đi với tôi đến nhà họ Lý một chuyến. Chuyện như vậy, cũng xảy ra ở nhà họ Bạch. Giải trí huy hoàng, Bạch Vũ đang cúi đầu khom lưng với một người đàn ông trung niên bên cạnh. Người này không ai khác, chính là người giàu nhất Thiên An, Hồ Hoàng Việt. Hồ Hoàng Việt dùng giọng điệu ra lệnh cho Bạch Vũ làm một chuyện, nội dung không khác biệt gì với Vu Hào. Từ hôm nay, nhà họ Bạch toàn lực chèn ép công ty con của nhà họ Lý, nhưng đến ngày cuối cùng, Bạch Vũ phải đến cửa xin lỗi. Một trận gió lên nhắm thẳng vào nhà họ Lý, đang lặng lẽ nổi lên. Người của nhà họ Lý căn bản hoàn toàn không biết gì chuyện này, lúc này, nhà họ Lý đang mời đại hội gia tộc khẩn. Sau khi đuổi Vương Nhất đi, người nhà họ Lý cũng không có cười nói vui vẻ gì, khác biệt là, không khí bị đè nén đến mức hít thở không thông. Sắc mặt hai người Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc càng khó coi, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đồng hồ ở vách tường. Ngay hôm qua thư ký tổng giám đốc Tiêu Giao đã nói rõ, tập đoàn Lệ Tinh sẽ lần nữa suy xét chuyện hợp tác với nhà họ Lý, trước 5 giờ hôm nay, sẽ thông báo kết quả cho nhà họ Lý. Bây giờ đã là 4 giờ 50, cách 5 giờ chỉ có 10 phút. Lệ Tinh không hủy bỏ hợp tác, này rõ ràng tất cả đều vui, một khi hủy bỏ hợp tác, đối với nhà họ Lý mà nói, chính là tai họa ngập đầu. Chờ đợi, dài dằng dặc như thế, 10 phút cuối cùng, giống như là cả một thế kỷ. Tất cả mọi người đều như đứng đống lửa ngồi đống than, đứng ngồi không yên. Reng reng reng. Đột nhiên chuông điện thoại chói tai vang lên, mọi người bởi vì quá căng thẳng, nên bị chuông điện thoại làm giật mình. Alo, là thư ký Tiêu sao? Lý Mộng Đình nhanh tay lẹ mắt cướp lấy điện thoại, lo lắng hỏi. Là tôi, trong điện thoại truyền đến âm thanh cao cao tại thượng của Tiêu Giao. Lý Mộng Đình miễn cưỡng cố nặn ra nụ cười, không ổn hỏi, về chuyện hợp tác. Quý công ty.suy xét thế nào? Nói xong, cô ta ngừng thở, chờ đợi câu trả lời. Giọng của Tiêu Giao vẫn lạnh lùng trả lời, sau khi hội đồng quản trị suy xét cẩn thận, tập đoàn Lệ Tinh chúng tôi, quyết định cuối cùng là tiếp tục hợp tác với mọi người. Lời này vừa nói ra, tảng đá chặn trong lòng mọi người đều buông xuống. Mỗi người ở đây, giống như là sống sót sau tai nạn, thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nhưng mà, đột nhiên, lời nói Tiêu Giao thay đổi, tiếp tục lạnh lùng nói,
Lệ Tinh hợp tác với nhà họ Lý, có hai yêu cầu. Thứ nhất, người đại diện của nhà họ Lý chỉ có thể là một mình Lý Thiên Dương, nếu để chúng tôi phát hiện đổi người, lập tức tạm dừng hợp tác. Thứ hai, những người nhà họ Lý còn lại trừ Lý Thiên Dương, đặc biệt là cô Lý Mộng Đình và cô Châu Mỹ Ngọc, chính thức bị tập đoàn Lệ Tinh chúng tôi đưa vào danh sách đen, cả đời không được bước vào tập đoàn Lệ Tinh, không có bất kỳ hợp tác nào, hy vọng đều biết. Tút tút tút. Lời nói lạnh như băng kết thúc, Tiêu Dao cúp điện thoại. Trong chớp mắt đó, tất cả mọi người nhà họ Lý đều ngây ra, như trải qua buồn vui lẫn lộn, sắc mặt lập tức tái nhợt. Không đến một phút, mọi người nhà họ Lý đã trải qua cả buồn vui. Nhà họ Lý vẫn đang còn chìm đắm trong sự vui sướng khi đồng ý, một giây sau, Tiêu Dao đã nói người đại biểu chỉ có thể là Lý Thiên Dương, hơn nữa, trừ Lý Thiên Dương ra, những người khác đều bị xếp vào sổ đen của Lệ Tinh. Đây là khái niệm gì? Có nghĩa là, những người nhà họ Lý trừ Lý Thiên Dương ra đều bị Lệ Tinh phong sát rồi. Nhất là Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc, tên của hai người bọn họ còn bị Tiêu Dao điểm danh, trên mặt hai mẹ con đều tràn đầy tức giận. Đây là cái gì? Phong sát trong giới. Châu Mỹ Ngọc cả giận nói, cho dù bọn họ là công ty lớn, cũng không thể làm chuyện bá đạo như vậy được. Mộng Đình, con đi hỏi rõ ràng. Hai mẹ con trông vào lợi nhuận của đơn hàng này có một con số lớn, kết quả chớp mắt đã bị xếp vào sổ đen của tập đoàn. Lý Mộng Đình cũng nghĩ không rõ, vì sao chỉ có ba mình là ngoại lệ, lập tức, gọi một cuộc điện thoại đi. Rất nhanh, điện thoại có người nhận, truyền đến âm thanh lạnh lùng của Tiêu Dao, còn có chuyện gì? Thư ký Tiêu, đây là ý gì, cái gì gọi là chúng tôi bị đưa vào sổ đen tập đoàn vĩnh viễn, hình như chúng tôi cũng chưa từng đắc tội với Lệ Tinh mà. Lý Mộng Đình đè lại cơn giận, chất vấn. Nhưng mà, Tiêu Dao lại cười lạnh một tiếng, đây là ý của bên trên, muốn hỏi, hỏi Lý Tổng đi. Giọng điệu cao cao tại thượng này, lập tức làm Lý Mộng Đình cảm giác mình bị vũ nhục, nhưng mà cô ta, còn chưa dám phát ra, dựa vào lý lẽ mà bảo vệ quyền lợi của mình, tôi muốn gặp Lý Tổng. Xin lỗi, với thân phận của cô, không gặp được Lý Tổng. Tiêu Dao liến thoáng như đúng rồi, mỗi ngày Lý Tổng kiếm cả tỷ bạc, lịch trình hàng ngày đều được xếp kín, sao có thời gian quan tâm đến mấy chuyện lung tung của mấy người. Cô, Lý Mộng Đình tức đến mức không biết nói gì cho phải. Cô Lý, Lệ Tinh đối với nhà họ Lý, đã hết lòng rồi, nếu mấy người vẫn không thức thời, thì đừng trách chúng tôi không khách khí. Giọng nói trở nên lạnh lùng, người đang làm, trời đang nhìn, chuyện xấu làm nhiều, phải gặp báo ứng. Những lời này làm sắc mặt Lý Mộng Đình thay đổi, nhà họ Lý làm chuyện xấu gì? Loại lời này, nếu như bình thường, Tiêu Dao tuyệt đối sẽ không nói, nhưng lúc này, Lý Tổng hình như là thật sự nổi giận, cho Tiêu Dao quyền lợi. Cô ấy mới dạy dỗ nhà họ Lý như thế. Thư ký Tiêu, ngài có thể cầu xin với Lý Tổng không? Khóe miệng Lý Mộng Đình đắng nghét, khẩn cầu, lần hợp tác này rất quan trọng với chúng tôi. Cẩn thận nghĩ lại xem gần đây có đắc tội với người nào rồi lại đến nói với tôi. Tiêu Dao lạnh lùng nói xong, thì cúp điện thoại. Sau khi Lý Mộng Đình thuật lại lời của Tiêu Dao từ đầu đến cuối, tất cả mọi người nhà họ Lý đều rơi vào trong trầm mặc. Cố gắng nghĩ đến gần đây có đắc tội người nào không. Nhưng mà, nghĩ nửa ngày, cũng không nhớ ra được gần đây đắc tội với ai. Chẳng lẽ là cái phế vật kia? Lý Mộng Đình tự lẩm bẩm, nhưng sau đó, ý nghĩ này đã bị ném ra sau ót, anh ta không có năng lực lớn như vậy. Nghĩ không ra, thì cô nghĩ nữa, lúc này, không khí ở phòng khách nhà họ Lý kỳ quái không chịu được, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Lý Thiên Dương. Có nghi ngờ, có đố kỵ. Càng nhiều hơn là ánh mắt chờ mong. Sau khi sắc mặt Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc khó coi, cũng khôi phục lại bình thường. Kỳ thật, kết quả này đối với những nhà khác mà nói là đả kích chí mạng, nhưng mà đối với nhà Lý Mộng Đình, tổn thất cũng không lớn. Dù thế nào, Lệ Tinh vẫn chưa giải ước với nhà họ Lý, đây là tin tức tốt nhất. Mặc dù người đại diện trở thành Lý Thiên Dương, Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc cũng bị Lệ Tinh phong sát, nhưng mà... Lý Thiên Dương là ba cô ta, làm tốt, tiền vẫn là có thể kiếm được. Thiên Dương, nhà chúng tôi, bình thường cũng đối xử không tệ với mấy người. Cái gì tốt đều đưa qua cho nhà mấy người một phần. Lý Sung nhìn Lý Thiên Dương, kiên cường nói, tiền này kiếm được, hẳn là có một phần của nhà của tôi. Còn có nhà của bọn em, chị cả, em là em gái của chị, cũng không thể thấy chết không cứu chứ.
Em gái Châu Mỹ Ngọc Châu Mỹ Hòa cũng chua lòng nói. Không thể bỏ rơi nhà chúng tôi. Tất cả người nhà họ Lý lập tức mồm năm miệng mười ồn ào lên, còn chưa kiếm được tiền, đã bắt đầu phân chia lợi ích rồi. Sắc mặt Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng Đình có chút không dễ nhìn, có chút ghét bỏ nhìn đám người Lý Sung, Châu Mỹ Hòa, đây là tiền nhà bọn họ, sao có thể đưa ra bên ngoài. Lý Thiên Dương thở dài, bất đắc dĩ nói, nếu như có thể thành công với Lệ Tinh, tôi sẽ đưa tiền kiếm được vào quỹ gia tộc, phân theo cổ phần mà mỗi nhà nắm giữ. Nghe vậy, sắc mặt mọi người mới hơi đẹp chút, Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc cũng yên lòng. Dựa vào cổ phần công ty để chia, vẫn là nhà hai người cổ phần nhiều nhất, nhưng mà, vừa nghĩ tiền vẫn phải chia ra, trong lòng vẫn có chút khó chịu. Đây là nhà họ Lý sao? Lúc này, một người đàn ông xa lạ cao gần mặc tây trang đi đến, nhìn xung quanh một vòng, lên tiếng hỏi. Lý Thiên Dương đứng lên, đánh giá người đàn ông này, hỏi, anh là ai? Tôi là Cao Chiến, là luật sư được Giải Trí Huy Hoàng mời đến. Người đàn ông đặt một phần công văn của tòa án xuống bàn trà, thả nhiên nói, đây là công văn mà tòa án đưa ra, bởi vì nhà họ Lý mấy người mang đến tổn thất tài sản khó lường đối với ông Bạch Vũ, cùng với tổn thương nhân thân, cộng với phí tổn thất tinh thần, tổng cộng phải bồi thường nhà họ Bạch 105 tỷ. Hạn cho mấy người trong vòng một tuần trả hết số tiền này, nếu không, tòa án sẽ lựa chọn phương pháp cưỡng chế, niêm phong công ty nhà họ Lý mấy người, cưỡng chế sang tên cho ông Bạch Vũ, cũng căn cứ vào các giá trị của công ty mà tiến hành đền bù, phần còn lại vẫn trả cho mấy người. Quỳnh! Tất cả người nhà họ Lý đều choáng váng, như bị sét đánh cứng đơ tại chỗ. 105 tỷ, lại còn trả trong một tuần, sao có thể hoàn thành? Luật sư Cao, có phải là có nhầm lẫn ở đâu không? Sắc mặt Lý Mộng Đình tái nhợt, sợ đến mức ngay cả giọng nói cũng run rẩy, phá hoại công ty của ông chủ Vương, là Vương nhất, không có quan hệ gì với chúng tôi cả. Đúng là như vậy, nhưng mà anh Vương, là người của nhà họ Lý các ngươi, cũng là chuyện thật không thể cãi. Cao Chiến không dao động, tiếp tục nói, bản thân anh ta không có năng lực kinh tế trả 105 tỷ, cho nên số tiền kia, mấy người cần phải trả lại. Lời nói của Cao Chiến, làm sắc mặt Lý Mộng Đình trở nên tái nhợt, 105 tỷ, đã sắp vượt qua thu nhập 2-3 năm của công ty con dưới trướng nhà họ Lý rồi, nào có thể bồi thường được. Châu Mỹ Ngọc cũng như là kiến bò trên chảo nóng, chúng tôi đã đoạn tuyệt quan hệ với tên phế vật kia rồi, nó không phải là người nhà họ Lý chúng tôi. Trong mắt Cao Chiến hiện ra vẻ sắc lạnh, không chút độ ấm hỏi lại, bà nói đoạn tuyệt quan hệ thì đoạn tuyệt quan hệ. Dừng một chút. Cao Chiến hạ tối hậu thư, một tuần sau, nếu như vẫn không hoàn thành khoản nợ, hoặc là lấy giấy tờ bất động sản, giấy tờ xe và công ty bên dưới gán nợ, hoặc là chờ ngồi tù đi. Nói xong câu đó, nghênh ngang rời đi, để lại người nhà họ Lý mặt xám như cho ngã ngồi trên ghế sofa. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Phòng khách nhà họ Lý, yên tĩnh như chết. Mặt mũi mọi người xám như cho, thậm chí một số người nhát gan, đã lạnh run, mất hồn mất vía. Khoản nợ 105 tỷ, trả hết trong một tuần, sao có thể trả hết được? Nhưng mà không trả hết, không chỉ công ty bị cưỡng chế sang tên, ngay cả bất động sản, xe cộ đều bị thế chấp, còn có khả năng ngồi tù. Những người đang ngồi sao chịu được sợ hãi khi ngồi tù? Sớm đã sợ choáng váng. Chớp mắt Lý Thiên Dương như già đi mười mấy tuổi, ưu tư thở dài, đi xem tài khoản công ty còn bao nhiêu tiền, đều lấy ra đi, mặt khác. Cũng hỏi xem mượn người thân bạn bè một chút, có thể gom được chút nào hay chút đó. Cũng đã đến mức này rồi, cho dù có không muốn, cũng chỉ có thể kiên trì gọi điện thoại vay tiền. Trên công văn của tòa đã ghi rõ, trong một tuần không trả lại được, tất cả mọi người phải ngồi tù, đây cũng không phải là đùa. Nhưng mà, cho dù là ai, vừa nhắc đến vay tiền, đều bị cúp điện thoại. Trong lòng tất cả mọi người đều có vẻ lo lắng, mất hết can đảm. Đều là do phế vật kia. Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc hận nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. Sớm biết như vậy, sẽ không đuổi phế vật kia đi sớm như vậy, bây giờ hay rồi, anh chạy rồi, ngược lại thành bọn họ chùi đít cho anh. Không được, tôi không có tiền. Châu Mỹ Hoa không chịu nổi, oán hận nói, cái này rõ ràng là khoản nợ của tên sao chổi kia, vì sao chúng ta phải trả, đây không phải là bắt nạt người sao. Vậy cô có thể làm gì? Công văn của tòa án cũng đã ra rồi, muốn không tuân thủ cũng khó khăn. Lý Sung cũng có vẻ bất lực.
Tất cả mọi người đều vắt óc nghĩ xem làm sao bây giờ. Đúng lúc này, ba chiếc xe minibus dừng lại ở trước của nhà họ Lý, cửa xe mở ra, một đám người lưu manh không đứng đắn lao ra. Bọn họ xăm mình, trên tay cầm lấy vũ khí, không có ý tốt đi vào đại viện nhà họ Lý. Người nhà họ Lý lại càng hoảng sợ, ác liệt hỏi, mấy người là ai? Đến nhà chúng tôi muốn làm cái gì? Ha ha, đánh đàn bà của ông đây, còn hỏi tôi là ai, nhà họ Lý mấy người uy phong quá. Một âm thanh nhe răng cười truyền đến. Những tên lưu manh kia tránh ra một lối đi, một người đàn ông cao lớn khoác áo lông chồn miệng ngậm xì gà nghênh ngang đi đến. Sắc mặt Lý Sung khó coi chỉ vào ông ta, thất thanh nói, ông là, Đồng Lão Kiệt. Đồng Kiệt nghe vậy, lập tức vọt đến trước mặt Lý Sung, không nói hai lời tát cho Lý Sung một cái, mẹ mày, Đồng Lão Kiệt là mày có thể gọi sao? Liên quan đến tên của Đồng Kiệt, vẫn luôn là nỗi đau của ông ta, ba mẹ ông ta đều là nông dân, không có văn hóa gì, cho nên cũng sẽ không biết đặt tên. Trước đó chưa lăn lộn, tất cả mọi người đều gọi ông ta Tiểu Kiệt, Kiệt Tử. Bây giờ ông ta thế này, thì ai dám gọi như thế nữa, đều gọi ông ta Kiệt ca, Kiệt gia, bây giờ một lão đầu nhà họ Lý lại dám gọi ông ta là Lão Kiệt, sao ông ta có thể không tức giận? Lý Sung lớn tuổi, bị Đồng Kiệt tát một cái, lập tức té lăn trên đất. Nhưng mà, không ai bước lên đỡ ông ta, đều bị vẻ giết chóc của Đồng Kiệt làm hoảng sợ. Ánh mắt Đồng Kiệt hung ác nhìn quanh, giọng nói lạnh như băng, đã biết tao là Đồng Kiệt, còn dám động vào người phụ nữ của tao. Lên đánh cho tao. Đám lưu manh sau lưng lập tức đồng loạt xông lên, đập phá đồ dùng nhà họ Lý. A! À, dọa đến mức tất cả phụ nữ trong nhà họ Lý đều phải hét lên, sắc mặt trắng bệch. Răng rắc, khắp nơi đều là tiếng đổ bể, đám người lưu manh cũng rất thông minh, chọn quý mà đập, đồ cổ, danh họa, đồ dễ vỡ gì đó, đều đập nát. Châu Mỹ Ngọc thấy đến đau cả thịt. Sứ Thanh Hoa trấn cảnh đức của tôi. Đó là vòng ngọc phỉ thúy của tôi. Không được, đó là bình rượu Càn Long đã từng dùng. Mỗi một thứ bị đập vỡ, thịt của Châu Mỹ Ngọc đều kêu đau. Cuối cùng, làm nhiều người tức giận. Mẹ nó, cái con đàn bà thối này khinh chúng ta không đọc sách, vờ vịt với chúng ta sao? Một tên lưu manh nhìn Châu Mỹ Ngọc gầm lên một tiếng. Đập, đã giá trị cao như vậy, đều đập cho tao. Răng rắc, lại là một trận đập phá. Đừng đập nữa, đừng đập nữa. Châu Mỹ Ngọc đau đớn không chịu được, cái gì mà danh họa đồ cổ, cộng lại cũng sắp 15 tỷ rồi, sắp bay mất 1/7 nợ nần rồi. Cút sang một bên, bà ta bước qua ngăn lại, lại bị một tên lưu manh thô bạo xô ngã. Trên mặt đất đều là mảnh thủy tinh, Châu Mỹ Ngọc sơ sẩy một chút đã bị cắt vào tay, mảnh thủy tinh đâm vào trong thịt, bà ta đau đến mức rơi nước mắt. Lý Thiên Dương vội vàng kéo Châu Mỹ Ngọc lại. Che cho bà đằng sau người, đồng thời bảo vệ Lý Mộng Đình, nhưng cũng không ngăn đám người lưu manh kia đập đồ. Ông ta đã nhìn ra, dường như những tên lưu manh này chỉ thích đập đồ, không động đến người. Đập đồ thì cứ đập đi, người không bị thương là tốt rồi. Sau khi đập bể hết đồ, ánh mắt Đồng Kiệt hung ác chừng tất cả mọi người, nói, sau này ánh mắt sáng một chút cho tao, Đồng Kiệt tao, không phải ai cũng có thể đụng vào. Nói xong, nghênh ngang rời đi. Đồng Kiệt cũng không dám làm quá ác, mặc dù đây là lần đầu tiên theo lệnh làm chuyện xấu, nhưng mà cũng không dám làm quá ác. Bên trên quy định rõ ràng, trả thù có thể, không thể làm lớn, Đồng Kiệt nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể đến đập nhà bọn họ. Nhưng mà, chỉ đập đồ, cũng đủ dọa mấy người nhà họ Lý rồi, ngoại trừ Lý Thiên Dương, đều bị Đồng Kiệt dọa không nhẹ. Nhất là khí thế liều mạng kia, làm người ở đây sợ đến mức không dám nhúc nhích. Đồng Kiệt đi rồi, mấy người con gái ở nhà họ Lý mới dám khóc thành tiếng. Lý Mộng Đình giống như chim sợ cành cong, cả người mềm nhũn dựa vào tường trượt xuống, hai tay ôm chặt đầu, dùng sức kéo tóc hỗn loạn, trong mắt mang theo hoảng sợ và tuyệt vọng, lâm vào hoàn cảnh phát điên cực độ. Liên tục bị đả kích, hoàn toàn đánh sụp phòng tuyến tâm lý không tính kiên cường của cô ta. Trong lòng luôn có một âm thanh nói với cô ta, nhà họ Lý, xong rồi. Đêm khuya, biệt thự Sơn Thủy. Vương Nhất cầm ly rượu đỏ trong tay, nhẹ nhàng lắc, nhưng không uống, ánh mắt của anh thâm thúy nhìn lên bầu trời đầy sao thất thần. Thiếu chủ, Lãnh Nhan giống như U Linh xuất hiện sau lưng Vương Nhất, một năm một mười báo cáo, tập đoàn Lệ Tinh không đơn phương dừng hợp tác với nhà họ Lý,
nhưng mà trừ Lý Thiên Dương ra tất cả mọi người, nhất là Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc đều bị xếp vào sổ đen của tập đoàn. Nhà họ Bạch phái luật sự, đưa tối hậu thư cho nhà họ Lý, trong vòng một tuần trả hết 105 tỷ, nếu không cưỡng chế sang tên công ty và tất cả bất động sản, xe cộ. Đồng Kiệt mang người đến nhà họ Lý, đập phá nhà họ Lý, mấy ngày sắp tới, vẫn sẽ tiếp tục cưỡng bức đe dọa nhà họ Lý. Nghe mấy tin tức này, Vương Nhất nhắm mắt lại, phất phất tay, giọng điệu mang theo phiền muộn. Biết rồi, cô đi nghỉ ngơi đi. Vâng. Nhìn Vương Nhất thêm mấy lần, Lãnh Nhan vẫn là rời đi. Cô biết, thiếu chủ bây giờ cần yên tĩnh,